Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, nhất trưởng hướng Trác Phàm sau lưng đánh tới, thế nhưng là người kia còn chưa tới đến trước người hắn, liền đụng một tiếng, bị đá bay ra ngoài, sau đó Bách Lý Ngự Vũ bóng người xuất hiện tại Trác Phàm bên người, trên mặt đều là kinh hỉ. Trác Phàm, ngươi không sao chứ? Ngự Vũ, có người nói cho các ngươi đi sông Tam Quan sao? Cái gì ba cửa ải? Chúng ta vừa tiến đến, thì bị một đám oán linh truy sát, căn bản đều không nói với người nói chuyện. Ta cũng hoài nghi, những người này chết về sau, có phải đều sẽ không nói chuyện à? Làm sao? Ừ, không có gì. Hơi hơi lắc đầu, Trác Phàm sắc mặt nghiêm túc, tâm lý càng thêm xác định, cái này tất cả mọi thứ đều là chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Riêng là hắn tìm tới Minh Hải đường lối, bằng là vân đế cho cái kia hắc cầu, sau đó liền các đại đế quân đối với hắn trắc nghiệm. Chẳng lẽ, từ nơi sâu xa, đây đều là có ý an bài? Chỉ là, đây đều là vì cái gì a? Hắn kiếp trước bất quá một cái ma hoàng a. Chẳng lẽ nói, đều là bởi vì hắn tìm tới ma đế truyền thừa, cửu u bí lục quan hệ. Trong mắt có chút mê mang, Trác Phàm cảm thấy có quá nhiều không hiểu. A! Chợt, rít lên một tiếng kéo phá thương khung, Trác Phàm giật mình, mới, Khuynh Thành. Quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Sở Khuynh Thành cho dù bị thổi đến nơi đây, vẫn như cũng bị trói tại cái kia phó trên thập tự giá, di động không thể động, bên cạnh một đám oán linh, vây ở bên cạnh, phát ra khủng bố chu lên, lại cũng không có tiến lên thương tổn ý tứ. Khuynh Thành, Mạnh Hiểu Phong gặp, cũng là nhịn không được quát to một tiếng, nhưng trong lòng là ngăn không được mừng rỡ. Quá tốt, anh hùng cứu mỹ thời điểm đến, tuy nhiên mình cũng không biết nàng làm sao bị trói đi lên, lại thế nào bỗng nhiên xuất hiện tại hung tàn như vậy địa phương. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần lần này có thể đem nàng cứu, nàng nhất định trái tim ám hứa, đến lúc đó vật kia thì... Hừ hừ. Nghĩ như vậy, Mạnh Hiểu Phong đạp chân xuống, đã là hướng Sở Khuynh Thành chỗ đó bỗng nhiên phóng đi, thân thể lắc một cái, một mảnh ngân mang lấp lóe, một bộ cõng ở sau lưng tám thanh trường kiếm, chiều cao 100 trượng to lớn thân hình, liền đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thánh giả độc nhất vô nhị tồn tại, thánh thân. Các ngươi đám này oán linh, cho hết bổn công tử cách Khuynh Thành xa một chút. Một tiếng lớn lên giống, cái kia bóng người to lớn từ phía sau lưng xuất ra hai thanh trường kiếm, lúc trước vung lên. Oanh! Giống như hai đạo gió lốc xẹt qua, trước mặt mấy chục ngàn oán linh nhất thời bị nhấc lên bay ra ngoài, tại từng đạo rú thảm bên trong, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mạnh Hiểu Phong cái kia 100 trượng uy mãnh bóng người, thì là thẳng tắp sừng sững giữa thiên địa, rất là uy phong bá đạo. Khóe miệng vẽ qua nụ cười đắc ý, nhìn phía dưới người ấy, Mạnh Hiểu Phong mi mắt hung ác trọn, một khỏa cao ngạo tâm đều nhanh bay đến trên 9 tầng trời. Thế nào, Khuynh Thành, lão tử đẹp trai đi. Đụng. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp đắc chí 2 giây, lại là một tiếng vang thật lớn ầm vang phát ra, hắn cái kia thân ảnh to lớn, đã là tại một cái to lớn hơn dưới nắm tay, đột ngột đến bay rớt ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, liền soạt một số, tứ tán tách rời, thánh thân không thấy. Chỉ có Mạnh Hiểu Phong cái kia âm thân thể, toàn thân đau nhức địa té xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt thì trắng bệch đi xuống. Người nào? Đến tột cùng là ai? Mẹ hắn, lợi hại như vậy. Từng ngụm thở hổn hển, Mạnh Hiểu Phong miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, lại là trong mắt đột ngột đến ngưng tụ, giật mình nói thánh. Thánh giả đỉnh phong. Cái này Minh Hải tại sao có thể có thánh giả đỉnh phong cường giả? Dạng này tồn tại cũng có thể chết. Trước mặt hắn, là một cái đồng dạng 100 trượng thân cao bóng người to lớn, trên nắm tay lóe lôi mang, cự thân thể bên trong, là một cái một mặt âm trầm nam tử, lạnh lùng nhìn lấy hắn, khinh thường nói thằng nhóc con, không có thấy qua việc đời. Thượng cổ lần kia đại chiến, đế cấp cao thủ đều vẫn lạc, thánh giả đỉnh phong nhằm nhò gì? Chỉ bất qua thánh giả nhị trọng. Liền chạy chỗ này đến Dương Oai, người tìm sai chỗ, hừ hừ. Nghe được lời này, Mạnh Hiểu Phong ra mặt co lại, một trái tim bỗng dưng chìm xuống. Minh Hải không hổ là Minh Đế đạo tràng, trong này tử linh thật đúng là không thiếu cao thủ a. Thánh giả đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy mạnh như vậy một cái đối thủ xuất hiện, Triệu Thành không khỏi hoảng hốt, vội vàng đi vào Mạnh Hiểu Phong bên người, tìm kiếm giải quyết con đường. Các ngươi đều là thánh giả, cần phải có ứng đối chi pháp đi. Huống hồ, hắn chỉ là cái tử linh, người thế nhưng là sống a. Ra mặt nhịn không được lắc một cái,
Mạnh Hiểu Phong hoàn toàn không nghe thấy hắn lời nói giống như, chỉ là trong lòng rung động, chính mình cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn là đệ lục Thánh Sơn thiếu chủ, tu vi lại cao, ở bên ngoài chỉ có hắn khi dễ người khác, không có người có thể khi dễ đến hắn. Nhưng là bây giờ, hắn quyền đầu không dùng được, để hắn dùng đầu óc, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Đụng, bỗng nhiên, lại là một đạo bạo hưởng phát ra, cái kia thánh giả quyền đầu lần nữa vung về phía trước một cái. Nhưng gặp lôi quang thoáng động, toàn bộ không gian liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, một đạo hiện ra ấm áp khí thức cửa động, liền đột ngột đến xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dương khí, là dương khí. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, Mạnh Hiểu Phong nhất thời hét lớn, đó là xuất khẩu, thông hướng ngoại giới xuất khẩu. Hừ hừ, không tệ, chúng ta Minh Hải coi trọng cửu tử nhất sinh, tử lộ bên trong nhất định sẽ cho các ngươi đường sống. Cười lạnh, cái kia âm trầm nam tử vung tay lên, liền xuất ra một giỏ que trúc, ném trên mặt đất, thản nhiên nói, nơi này là sinh tử ký, 1000 ký bên trong chỉ có 10 đạo sinh thiêm. Giúp chúng người, lăn, không có giúp chúng, lưu. Cảm thấy run lên, mọi người liếc nhìn nhau, đều có chút nặng nề. Cái này có thánh giả đỉnh phong cao thủ nhìn lấy, bọn họ xông vào là xông ra không được, chỉ có ấn hắn quy củ làm. Chỉ là cái này sinh tử ký, bằng là vận khí, vạn nhất quất chết, thật đúng là lưu lại a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lo sợ bất an, không dám động tác. Ta tới trước. Không có bất kỳ cái gì gánh vác, Trác Phàm dẫn đầu đứng ra. Khác người trong lòng muốn là sinh tử đại sự, trong lòng của hắn cân nhắc lại là cái này một hệ liệt kỳ quặc an bài, đến tột cùng có ý đồ gì. Đã đây đều là mấy cái đế quân lui qua lại giao hảo lời nói, hẳn là sẽ không đòi mạng hắn đi. Kết quả là, cùng người không việc gì giống như, Trác Phàm tiện tay thì luồn vào đi lấy một ký, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Mọi người gặp này, cảm thấy chưa phát giác đều thầm thầm bội phục. Riêng là Triệu Thành, càng là dừng gật đầu không ngừng tán thưởng. Cái này chắc quản gia thật không phải người bình thường, trừ đoán cốt cảnh tu vi thảm điểm, hắn phương diện nào đều là anh hùng hảo hán a. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, coi là thật khó được. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, người ta cái này gọi không có sợ hãi. Đem cái kia que trúc cầm lấy, dưới đáy viết một cái màu đỏ chữ nhỏ, sinh. Điềm tốt a. Thấy tình cảnh này, Triệu Thành không khỏi cười lớn một tiếng, kêu lên, 1% xác suất, còn lại thì rút đến sinh, xem ra chúng ta theo Trác quản gia phúc khí, mệnh không có đến tuyệt lộ, ha ha ha. Cái gì phúc khí, hẳn là suối quẩy mới đúng. Hung hăng nguyết hắn một cái, Mạnh Hiểu Phong oán hận nói, hắn rút đi một cái sinh thiêm, vậy chúng ta rút chúng xác suất thì càng nhỏ, đần độn. Chưa phát giác trì trệ, Triệu Thành bị nghẹn đến nói không ra lời. Ngay sau đó, lại cái kia người thứ hai quất, còn lại người lại là đều không có lập tức động tác. Sau cùng, Bách Lý Ngự Vũ trầm ngâm một chút, mới cuối cùng động thủ quất ra. Nhỏ bé que trúc dưới, dùng chữ màu đen khắc họa lấy một cái làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ chữ triệt, chết. Sắc mặt trầm xuống, Bách Lý Ngự Vũ nhìn Trác Phàm liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài. Còn lại hai người tâm, thoáng cái vừa trầm lên. Đúng vậy a, sinh thiêm là may mắn. Chết ký mới là bình thường a. Chỉ là không biết phần này may mắn, có thể hay không đến trên đầu mình. Mấy người các ngươi, còn không mau một chút động thủ. Gặp hai người kia chậm chạp bất động, cái kia thánh giả đỉnh phong quát lạnh một tiếng, thúc giục nói, nếu là lại không động thủ, ta khi các ngươi bỏ quyền, vĩnh viễn lưu tại Minh Hải tốt. Liếc nhìn nhau, hai trong mắt người đều là đắng chát, cuối cùng vẫn là Mạnh Hiểu Phong hung tợn chừng Triệu Thành liếc một chút, quát nhanh lên, đi quất. Sớm chết chết muộn đều phải chết, không có cách nào, Triệu Thành tay run run trường, từ bên trong xuất ra một cái que trúc đến, dưới đáy lại là màu đỏ chữ lạ, đập vào mi mắt. A, cảm thấy một trận hưng phấn cuồng hống, Triệu Thành nhịn không được cười to lên. Mạnh Hiểu Phong thấy một lần, ra mặt lắc một cái, cảm thấy oán thầm. Đáng chết, lại thiếu một chi, sớm biết như thế, liền nên ta đi quất. Run rẩy bàn tay, đưa đến giỏ trúc bên trong. Mạnh Hiểu Phong trên trán đã là phủ đầy mồ hôi lạnh, nhưng là chợt, hắn dường như nghĩ đến cái gì giống như, nhất chỉ nơi xa Sở Khuynh Thành nói, chờ một chút, nàng làm sao bây giờ, các ngươi cột nàng, làm sao rút thăm. Nàng a, phía trước sinh sự, mới bị trói. Rút thăm có thể tìm người thay thế quất, rút chúng sinh thiêm, đem nàng thả,
chết khí lời nói, trực tiếp đập chết, hồn phi phách tán, liền minh hải đều lưu không được. Cái gì? Không khỏi giật mình, mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía nàng. Nàng đến tột cùng tại minh hải phạm cái gì sai, muốn đối xử như thế. Chỉ có Trác Phàm, giải bên trong đến tột cùng, yên lặng nhìn biến, không nói một lời. Mi mắt hơi hơi lay động, Mạnh Hiểu Phong trong mắt chớp động lên tinh quang, bỗng nhiên vung tay lên, liền xuất ra một cái que trúc, nhưng phía dưới lại là thình lình chữ màu đen, chết. Nhìn thấy cái này, Mạnh Hiểu Phong nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cái kia thánh giả đỉnh phong tử linh thì là nhịn không được cười to lên, ha ha ha. Số tiểu tử, vừa mới ngươi tại Minh Hải giết bao nhiêu linh thể. Ngươi cũng sớm nên bị trói lại, bị lão tử một bàn tay đập chết. Hiện tại ngươi rút đến chết ký, ta cũng không buộc ngươi, chịu chết đi. Vừa dứt lời, người kia hiện ra lôi quang nhất trưởng, đã là hung hăng hướng hắn vỗ xuống. Chờ một chút, vội vã khoát khoát tay, Mạnh Hiểu Phong hét lớn một tiếng. Kít! Hung mãnh nhất trưởng đột nhiên đến dừng lại, người kia chăm chú nhìn hắn, quát, ngươi còn có cái gì dễ nói. Vừa mới cái kia ký, không phải ta quất, ta là thay nàng quất. Nói, Mạnh Hiểu Phong đã là nhất chỉ sở khuynh thành phương hướng, chặn lại nói. Trong mắt ngăn không được co lại, sở khuynh thành hung hăng dao động cái đầu, không, ta lại không để ngươi thay ta quất, cái kia ký rõ ràng là đại biểu chính ngươi. Đúng vậy a, ngươi dựa vào cái gì thay nàng quất? Chỉ bằng nàng là ta vị hôn thê, nàng tất cả mọi chuyện đều do ta quyết định. Nói bậy, ai là của ngươi vị hôn thê? Không khỏi giật mình, sở khuynh thành nhìn Trác Phàm liếc một chút, vội vàng phủ nhận. Cao ngạo ngẩng lên nhấc đầu, Mạnh Hiểu Phong quát to, sư phụ ngươi vốn chính là chúng ta đệ lục thánh sơn nâng đỡ lên đến, nghe chúng ta hiệu lệnh. Cho dù là ngươi, cũng là một mực chuẩn bị muốn gả ta. Nói trắng ra, ngươi chính là ta một mực dưỡng ở bên ngoài con dâu nuôi từ nhỏ. Ngươi tất cả mọi thứ, đều là phải có ta làm chủ. Không tin lời nói, ngươi có thể đi trở về hỏi sư phụ ngươi. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Một mặt mê mang địa lắc lắc đầu, sở khuynh thành giận dữ hét, ngươi tham sống sợ chết, nhất định tại nói bậy. Không, hắn nói là thật. Không sai mà lúc này, cái kia thánh giả đỉnh phong lại là quát lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, các ngươi lấy linh hồn trạng thái tiến vào Minh Hải, ở chỗ này hiển hiện âm thân thể. Có thể nói, các ngươi linh hồn ba động, tại Minh Hải giám sát phía dưới. Nếu là nói dối, các ngươi âm thân thể nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng bây giờ, hắn trên thân không có bất kỳ cái gì ba động, thì cho thấy hắn không có nói sai lời nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thân thể nhịn không được chấn động. Sở Khuynh Thành mí mắt lắc một cái, mất mát cúi thấp đầu, khó có thể tin, làm sao có thể, sư phụ nàng. Trác Phàm nghe đến, cũng là tỉ mỉ suy nghĩ, minh bạch cái gì. Xem ra Khuynh Thành thể nội đế cảnh đại đạo, đã sớm bị bọn họ phát hiện, không phải vậy tuyệt sẽ không sớm như vậy thì gây nên bọn họ ngấp nghé. Hiện tại như thế nào, ta có thể thay nàng rút thăm đi. Có thể. Không để ý đến Sở Khuynh Thành cái kia hưu quạnh khuôn mặt. Mạnh Hiểu Phong vừa bận bịu hỏi thăm chính mình vừa mới cách làm có hữu hiệu hay không, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn lúc, mới nhếch miệng cười một tiếng, lại có sinh cơ. Lần này, hắn lại có một lần sinh cơ sẽ. Kết quả là, hắn lần nữa đem tay vươn vào giỏ trúc bên trong, so với lần thứ nhất càng chú ý cẩn thận rất nhiều. 3. Một tiếng vang giòn, Mạnh Hiểu Phong theo tận cùng bên trong nhất hung hăng rút ra một cái que trúc, run rẩy chậm rãi cầm lấy. Chờ nhìn thấy cái kia thông đỏ nhan sắc lúc, mới ngăn không được đại hỉ kêu lên, sinh thiêm, ta rút đến sinh thiêm, có thể an toàn trở về, ha ha ha. Tốt, đã như vậy, các người ba cái nam nhân đều có thể rời đi, hai nữ nhân lưu lại. Đối xử lạnh nhạt quét bọn họ liếc một chút, cái kia thánh giả đỉnh phong sâu xa nói, có điều, nếu như các người muốn nhất mệnh đổi một mạng, đem sinh thiêm giao cho người khác, cũng là có thể. Thôi đi, ai sẽ có sinh lộ không chọn. Tuyển tử lộ A. Người điều kiện này, thêm rất dư thừa. Khinh thường bĩu môi, Triệu Thành cười hắc hắc. Nhưng khi hắn quay đầu lúc, lại chính gặp Mạnh Hiểu Phong cái kia tà dị tiếu dung. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì, chỉ là hy vọng ngươi đem sinh thiêm, giao cho Khuynh Thành. Trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, Mạnh Hiểu Phong hắc hắc nói, ngươi cũng biết, nàng là ta vị hôn thê, ta nhất định phải mang nàng đi. Em gái ngươi.
bây giờ nghĩ lên là vị hôn thê, vừa mới ngươi nha thế nhưng là đem nàng sinh cơ tước đoạt a. Da mặt hung hăng rút rút, Triệu Thành ở trong lòng một trận thống mạ, nhưng lại không có can đảm nói ra, chợt, hắn nhìn thấy Trác Phàm, chặn lại nói, đúng, thánh giả đại nhân, ngươi làm gì muốn cướp ta à, đây không phải là còn có một cái sao? Đúng vậy a. Trong mắt lóe lên một đạo tà dị tinh mang, Mạnh Hiểu Phong nhếch miệng cười một tiếng, bất thiện nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Thấy tình cảnh này, cái kia thánh giả đỉnh phong mở miệng lần nữa, cái này sinh tử ký một khi rút chúng, chỉ có song phương nguyện ý phía dưới mới có thể trao đổi, nếu không vô hiệu. Nói cách khác, rút đến sinh thiêm người không nguyện ý, trao đổi vô hiệu, rút đến chết ký người không nguyện ý, trao đổi cũng vô hiệu. Thôi đi, sinh thiêm không muốn trao đổi có thể lý giải, chết ký có cái gì không muốn trao đổi. Khinh thường bĩu môi, Triệu Thành từ chối cho ý kiến, lại nói, làm sao ngươi biết bọn họ có nguyện ý hay không? Xùy cười một tiếng, người kia chế nhạo nói, sinh tử chi đạo, các ngươi những thứ này dung tục người chỗ nào hiểu được. Lại nói, các ngươi quên cái này Minh Hải thời khắc giám sát các ngươi linh hồn ba động sao? Các ngươi thật nguyện ý hay là giả nguyện ý, chúng ta đều nhất thanh nhị sở. Ai, khó trách cái này Minh Hải nhất định phải lấy thần hồn phương thức tiến vào. Nguyên lai vừa vào đến nơi đây, thì cùng không mặc quần áo một dạng, cái gì đều bại lộ ở trước mặt đối phương, không chỗ che thân. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Mạnh Hiểu Phong vừa nhìn về phía Trác Phàm, lạnh lùng nói, Trác Phàm, ngươi không phải một mực đối Khuynh Thành có ý, hiện tại đến lượt ngươi hy sinh thời điểm đến, đem sinh thiêm đổi cho nàng. Không, ta hiện tại đổi chủ ý. Thế mà, Trác Phàm lại là tà dị cười cười, nhếch miệng lên. Nhìn về phía Bách Lý Ngự Vũ phương hướng, ta muốn đem chi này sinh thiêm, cho Ngự Vũ. Cái gì? Thân thể nhìn không được chấn động, tất cả mọi người rất là kỳ lạ. Cho dù là Bách Lý Ngự Vũ chính mình, cũng vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm sẽ làm ra quyết định như vậy. Hắn tâm lý, không đồng nhất thẳng lớn nhất mong nhớ Sở Khuynh Thành sao? Sao lại thế? Đạp đạp đạp. Đạp lên nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ, Trác Phàm đi vào Bách Lý Ngự Vũ trước mặt. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, đem cái kia sinh thiêm cầm tới trước mặt nàng nói, đã từng mặc kệ địch bạn, ngươi đều nguyện cùng ta đi theo làm tùy tùng, hiện tại thực sự không cần thiết bởi vì ta ở lại đây U Minh chi địa, trở về đi. Ngươi cảm thấy là thua thiệt ta, cho nên mới cho ta cái này sinh lộ. Mắt to ngập nước nhìn lấy hắn, Bách Lý Ngự Vũ trịnh trọng sự tình nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, không, có lẽ lúc trước còn có chút thua thiệt ý tứ. Nhưng bây giờ ta là thật muốn cho ngươi sống sót. Không vì cái gì khác, chỉ là tâm chi sở trí. Mí mắt khẽ run, Bách Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn về phía cái kia thánh giả đỉnh phong, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Hắn nói là thật, nội tâm rất thành khẩn, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, cái kia thánh giả liền nói ngay. Nhẹ nhàng cắn cắn miệng môi, Bách Lý Ngự Vũ quay đầu nhìn một chút nơi xa Sở Khuynh Thành, cầm từ bản thân chết ký đưa lên, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tuy nhiên ngươi là đang tìm cái chết, nhưng chỉ cần là ngươi quyết định, ta vô điều kiện tuân theo. Nội tâm đồng dạng thành khẩn, song phương trao đổi thành lập. Cái kia thánh giả thanh âm vang lên lần nữa. Trác Phàm nở nụ cười hớn hở, đem Bách Lý Ngự Vũ ôm vào trong ngực vỗ vỗ đầu vai, liền đem trong tay nàng chết ký tiếp nhận, ngược lại hướng Sở Khuynh Thành đi đến. Nhìn lấy cái kia lạnh nhạt cước bộ, Bách Lý Ngự Vũ đôi mắt, chưa phát giác có chút ẩm ướt. Mạnh Hiểu Phong hai người liếc nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn họ cái này là làm sao, giống như cầm tới sinh thiêm còn hâm mộ cầm tới chết ký một dạng. Các ngươi những thứ này tham danh trục lợi người, chỗ nào có thể minh bạch, gì vì sinh tử. Cười lạnh, cái kia thánh giả đỉnh phong khinh thường liếc liếc bọn họ, sau đó cuối cùng một cái lắc mình, đi vào Sở Khuynh Thành bên cạnh hai người, to lớn bàn tay tại đỉnh đầu bọn họ bồi hồi, giúp chúng chết ký người A, một trưởng này bổ xuống. Các ngươi thì hồn phi phách tán. Hoàn toàn không có nghe được hắn đang nói cái gì, Trác Phàm nhẹ nhàng đem Sở Khuynh Thành ôm vào trong ngực, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nếu là ngươi ta chết, không hối hận sao? Đã sinh tử bất tương ly, chúng ta còn quan tâm sinh tử sao? Mỉm cười, Sở Khuynh Thành biểu hiện được cũng rất lạnh nhạt, chỉ là rất nhanh lại ai thán một tiếng, chỉ là. Ta bây giờ còn chưa cơ hội đi thăm viếng ta thân thế, có chút tiếc nuối. Ta đã khiến người ta đi thăm dò, nếu là chúng ta lần này không chết, cần phải rất nhanh có thể ra kết quả. Cho dù chết cũng không quan trọng, có quân làm bạn, hết thảy đều không quan trọng.
nhẹ giọng nỉ non, Sở Khuynh Thành phảng phất giống như nói mê. Oanh! Đúng lúc này, người kia to lớn lôi trưởng hung hăng đánh xuống, nhưng gặp một đạo chói mắt ánh sáng về sau, hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, dường như đã tan thành mây khói, lại không có sinh cơ. Nhìn lấy đây hết thảy, tất cả mọi người chưa phát giác giật mình chứng, sau đó Triệu Thành liền buồn bực ngán ngẩm địa nhún nhún vai, quay người hướng cái kia cửa động đi đến, ai, đến Minh Hải tầm bảo, cái gì đều không tìm được, còn bồi cái người phụ tá đắc lực, thực sự không đáng. Giác. Một tiếng vang nhỏ, Mạnh Hiểu Phong hung hăng xoa bóp quyền đầu, đầy mặt không cam lòng. Ngươi còn không đáng, lão tử càng không đáng. Ngươi biết Sở Khuynh Thành giá trị lớn bao nhiêu sao? Theo Thánh Sơn sách cổ bên trong có chút vụn vặt ghi chép, nàng rất có thể cùng đột phá đế cảnh có quan hệ. Cứ như vậy vẫn lạc tại Minh Hải, quả thực cũng là phung phí của trời. Sớm biết như thế, thì không nên mang nàng tiến đến, còn tưởng rằng nàng đối đế quân đạo tràng thăm dò có cái gì trợ giúp. Kết quả. Hừ. Hung hăng hơi vung tay, Mạnh Hiểu Phong vừa xoay người rời đi. Chỉ có Bách Lý Ngự Vũ, chăm chú nhìn hai người biến mất phương hướng, cười khổ một tiếng, cần quay người rời đi, cũng là bị cái kia thánh giả đỉnh phong bỗng nhiên gọi lại, chờ một chút. Thế nào, còn có chuyện gì? Mi mắt lắc một cái, Bách Lý Ngự Vũ mặt mũi tràn đầy tịch mịch chuyển qua đầu. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, người kia sâu xa nói, thiên đạo hàng thế. Nhân gian hủy diệt ngày không xa vậy. Duy nhất một tia sinh cơ, ngay tại Trác Phàm trên thân. Vừa mới gặp người đối với hắn chí thành đến tin, hẳn là có thể tin người, Minh Đế đại nhân có một lời chuyển cáo, hy vọng đến lúc đó có thể giúp hắn một tay. Thế nào, hắn, thật còn sống, hai mắt tỏa sáng, Bách Lý Ngự Vũ đại hỉ. Một phương diện khác, Trác Phàm hai người lóe lên một cái, lần nữa trở lại trên đài cao kia, Minh Đế nhìn lấy bọn hắn. Hài lòng gật đầu, khẽ cười nói, thế nhân e ngại sinh tử, bất quá e ngại trong lòng không thể được, không muốn trong lòng tâm đắc. Coi chừng không lo lắng, quên đi tất cả, sinh tử từ không tại suy nghĩ bên trong. Trác Phàm, cái này sau cùng khảo nghiệm, cũng thông qua. Đa tạ đế quân đại nhân chỉ giáo. Khom người cúi đầu, Trác Phàm hai đôi mắt xem xét xung quanh, chỉ là, ngài không lo lắng, ta chỉ là nhận định ngài sẽ không cần mệnh ta sao. Lông mày nhíu lại. Minh Đế không khỏi bật cười ra tiếng, muốn mạng. Ngươi thật sự cho rằng ta không có đối ngươi lên qua sát cơ sao? Ba cửa ải ngũ tướng, trừ ba vị quan chủ bên ngoài, trong lòng ngươi chắc nhất phàm là một tướng, vừa mới cái kia xuống tay với các ngươi đỉnh phong thánh giả, lại là một tướng. Năm người không có người nào, đối ngươi thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu không có ngộ được bá đạo chân lý, căn bản không thông qua ải thứ nhất, mà lại ngươi thiếp người kia quyền kình, khả năng hiện tại cảm giác không ra. Đó là bởi vì ngươi giờ phút này là âm thân thể, nhưng thân thể ngươi hiện tại đoán chừng đã trọng thương. Ngươi lại nhiều chịu mấy lần, thân thể ngươi cơ bản thì phế, thì thật muốn vĩnh viễn thường trú Minh Hải. Thân thể ngăn không được lắc một cái, Trác Phàm sắc mặt hoảng hốt. Còn có cửa thứ hai, nếu là Trác Nhất Phàm thắng, hiện tại ngươi cũng không phải là chính ngươi, tâm tính hội lui về lúc trước thánh vực lúc ma hoàng thời kỳ, phàm giai lịch luyện, trăm năm lắng đọng, cho một mồi lửa. Ngay sau đó, Minh Đế tiếp tục nói, cửa thứ ba, ngươi cùng đồng đế chỉ là chơi game sao? Lấy ngươi bây giờ linh vương thần hồn lực lượng, chạy hai canh giờ thì mệt mỏi, chưa phát giác kỳ quái sao? Trên thực tế, cửa này hao tổn là ngươi tinh thần lực. Nếu là không thể tới lúc lĩnh hội đại đạo, ngươi hội nguyên thần suy kiệt mà chết. Ừng ực, ngăn không được nuốt ngụm nước bọt, Trác Phàm cảm thấy một trận rét lạnh. Hắn vẫn cho là những người này đều là biến đổi biện pháp dạy bảo hắn. Không nghĩ tới hung hiểm như thế a. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Minh Đế cười nhạo nói, ba cửa ải ngũ tướng, mỗi người truyền cho ngươi đạo thống đồng thời, cũng làm dễ giết ngươi chuẩn bị. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, mạo hiểm càng lớn ích lợi càng lớn, nỗ lực cái dạng gì đại giới, mới có cái gì dạng hồi báo. Bọn họ là thật tâm truyền cho ngươi đại đạo, tất phải nghiêm khắc truyền thụ, cho dù ngươi bởi vậy bỏ mình, thất bại trong gang tấc, bọn họ cũng nhất định phải làm như thế. Không thể thả nước. Nếu không không cách nào tự thể nghiệm cảm thụ, vậy ngươi sở ngộ cũng là qua, hoặc là trung gian có không được đầy đủ chỗ. Tựa như vừa mới, cái kia sau cùng nhất trưởng, đánh không phải ngươi người, mà chính là ngươi tâm. Nếu là ngươi lúc đó không thể buông ra sinh tử, ôm lấy may mắn lời nói, một trưởng này đủ để cho ngươi hồn phi phách tán. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Sở cô nương không quan hệ, chỉ nhằm vào ngươi mà thôi,
ha ha ha. Lưng đã là siêu siêu khí lạnh tán loạn, Trác Phàm giờ này khắc này tỉ mỉ hồi tưởng, mới bỗng nhiên giật mình, hắn cái này cùng nhau đi tới, thật sự là từng bước gian nguy a. Những thứ này đế quân cũng quá sành chơi, giết người đều là cười tủm tỉm, để người sợ hãi trong lòng. Minh đế cứ như vậy nhìn lấy hắn, cười rạng rỡ. Ầm ầm, chợt, bầu trời chấn động vang lên lần nữa, thậm chí thanh âm kia đều nện đến tai bên trong, chấn động đến cốt mô đau nhức. Minh đế sắc mặt ngưng tụ, trong mắt chưa phát giác có chút lo lắng, quát Trác Phàm, bản đế sinh tử đại đạo, còn lại ba đạo, ngươi lần này trở về muốn sống tốt lĩnh hội, thiên địa hạo kiếp, có thể hay không nghịch chuyển, liền dựa vào ngươi. Cái gì, hạo kiếp? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm còn không biết phát sinh cái gì, liền hô một chút, một đạo bảy màu lưu quang bỗng nhiên từ trên người Minh đế bắn vào hắn thân thể. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, toàn bộ u ám trời khung cũng cuối cùng vỡ vụn ra, nói ánh sáng màu vàng, đột ngột đến tại cửu thiên sáng chói nở rộ. Trong mắt ngăn không được lắc một cái, Minh đế hét lớn một tiếng, trở về đi. Một trận cuồng phong thổi múa, Trác Phàm hai người lúc này liền bị một cỗ cự lực hung hăng thổi ra đi, phạch một cái, không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Minh đế nhìn bầu trời một chút ánh vàng, một cái gào thét, thẳng trên 9 tầng trời. Trong nháy mắt liền đi đến còn lại những cái kia quan chủ thân một bên, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia ánh vàng phát ra chỗ, thiên đế, nghĩ không ra ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là tấn công vào đến. Ha ha ha, cái này không phải là các ngươi tự tìm sao? Từng tiếng cười lạnh phát ra, trên bầu trời không có một bóng người, chỉ có một mảnh kim sắc gợn sóng đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, định thần nhìn lại, cái kia đúng là một cái phương viên trăm dặm to lớn trong mắt. 12 đạo vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ, chính là Không Minh Thần Đồng không thể nghi ngờ. Vốn là lấy các người bốn người đế cảnh đại đạo chống đỡ, bản đế muốn công phá nơi này, cơ hồ là không thể nào. Ai bảo các ngươi càng muốn truyền ra đạo thống, tự tìm đường chết. Tử Lộ cười lạnh, cái kia ải thứ nhất đại hán từ chối cho ý kiến, thượng cổ thời kỳ, chúng ta cũng đã chết. Nơi này tất cả mọi người, đều chẳng qua là dựa vào đại đạo tu vi. Kéo dài hơi tàn địa u hồn mà thôi, nói gì Tử Lộ. To lớn trong mắt liếc hắn liếc một chút, phát ra giọng mỉa mai thanh âm, bá đế, ảnh đế, đồng đế, minh đế, còn có. Luân hồi đại đế, các ngươi đã biết mình là u hồn, vì sao còn một mực muốn trở ngại bản đế quyết ý. Các ngươi phải biết, bản đế làm như thế, theo không vì mình mưu tư, chỉ vì thiên địa chính đạo. Thế nhưng là ngươi chính đạo, thật đáng sợ. Dương mắt xem hắn. Cái kia dẫn đường ngư dân nói, thiên địa âm dương hỗ sinh, thiện ác cùng tồn tại, không cần thiết làm được cực đoan như vậy đi. Dù nói thế nào, cái này ngàn vạn sinh linh, luôn có sống sót đạo lý. Ong ong ong, trong mắt tinh quang càng thêm lấp lóe, thiên đế cười nhạo nói, thiên địa đại đạo, chính là thế gian sinh tồn gốc rễ, thế nhưng là từ khi ma đạo lâm thế, thiên địa đại đạo liền bị mọi người bỏ đi như giày, thế gian vẩn đục, không phải thiên địa sinh ra. Chánh thức đáng sợ là nhân tâm, là ma đạo. Bản đế là thiên đế, từ muốn thế thiên hành đạo, trừ ma vụ tận. Lời nói mấy người các ngươi đều do ma đạo mà sinh, cùng bản đế coi là thật đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Chúng ta không là ma đạo, chúng ta chỉ là nhân đạo, nhân luân đại đạo. Dương mắt nhìn về phía hắn, Minh đế bình tĩnh nói, chúng ta tìm kiếm nhân tâm chi thiện, ngươi lại thiện ác không phân, chúng ta tự nhiên không phải bạn đường. Hừ hừ. Đúng vậy a, không phải bạn đường, không làm cùng đường sự tình. Các ngươi muốn mượn ma đạo dung hợp 10 đạo, cùng ta thiên đạo chống lại, đáng tiếc các ngươi tính toán, đoán chừng muốn đánh không. Sau cùng dung hợp 10 đạo chính là bản đế, mà không phải là các ngươi gửi hy vọng người kia. Không khỏi suy cười một tiếng, thiên đế khẽ thở dài, thật muốn vĩnh biệt, các lão bằng hữu. Tịnh thế, ông, to lớn trong mắt biến thành 11 đạo kim vòng. Mãnh liệt ánh sáng đột ngột đến khuếch tán ra đến, toàn bộ Minh Hải trong nháy mắt bốc hơi biến mất, đồng dạng biến mất, còn có Minh Đế bọn họ lạnh nhạt khuôn mặt. Thiên Đế, sau cùng thua, nhất định là ngươi. Chúng ta đạo thống, gặp mặt chứng giờ khắc này. Hưu, liệt dương phía dưới, một đạo u ám tàn ảnh xẹt qua hư không, đột ngột đến nện vào ngồi nghiêm chỉnh Trác Phàm thể nội. Thân thể một trận run rẩy, phốc một tiếng, Trác Phàm ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, xem ra Minh Đế tiền bối sở thuyết không tệ, lúc trước không cảm giác được, bây giờ vừa vào thân thể mới phát giác,
bá đế tiền bối cái kia mấy cái quyền, thật sự là đau nhập tâm tủy a. Cảm thụ lấy toàn thân đau nhức, như muốn tan ra thành từng mảnh chua thoải mái, Trác Phàm liền ngăn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Mấy vị này đế cảnh tiền bối truyền đạo thật đúng là không phải đắp, không có một chút tưới nước, chân thật để mình giữa sinh tử bồi hồi a. Trác đại ca. Thế mà, đúng lúc này, chợt một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên mà vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, quá tốt, ngươi thần hồn trở về. Vừa mới cái kia họ Mạnh còn có Triệu Thành khi trở về, đều nói ngươi cùng Khuynh Thành tỷ chết tại Minh Hải, hù chết ta. May mắn rất nhanh Ngự Vũ tỷ trở về, nói các ngươi không có việc gì, để bọn hắn chờ lấy. Quả nhiên, ngươi tỉnh lại. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm quay đầu nhìn lại, lại chính gặp Sương Nhi cái kia nước mắt như mưa nụ cười, đầu tiên là giật mình chứng, sau đó kịp phản ứng, vội vàng bốn phía dò xét, lại là sớm đã không thấy người khác bóng dáng, chỉ có Lạc Gia một đám, đứng lặng ở đây. À, những người kia đây, Khuynh Thành đâu? Đan Hà Tông người nghe nói Khuynh Thành tỷ chết, liền mang theo nàng thi thể trở về. Cái kia Ma Hoàng cùng họ Mạnh cũng quá là vô tình, liền nhìn cũng không nhìn các ngươi liếc một chút, trực tiếp từ rời đi. Hơi hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, Sương Nhi nói lên sự kiện này, trên mặt còn ngăn không được tức giận. Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng minh bạch, cái kia hai tên gia hỏa vốn chính là truy tên trục lợi người, không dùng người bọn họ đương nhiên sẽ không lại nhiều nhìn liếc một chút. Bất quá, lúc này chính mình thần hồn đã quy vị, Khuynh Thành bên kia hẳn là cũng muốn sát chết vùng dậy đi. Không biết các loại cái kia tính mạnh tiểu tử nghe đến Khuynh Thành khởi tử hoàn sinh tin tức về sau, không biết có thể hay không lại chẳng biết xấu hổ địa dán đi lên. Ai, lần này tại Minh Hải không có cơ hội xử lý cái kia dính người con ruồi, thật đúng là tiếc nuối a. Cảm thấy một trận ai thán, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên, hắn vừa nhìn về phía bốn phía một vòng, nghi nói, đúng, Ngự Vũ đây, tại sao lâu như thế không gặp nàng người? Người rốt cục nhớ tới Ngự Vũ tỷ. Oán trách xem Trác Phàm liếc một chút, Sương Nhi lại là lộ ra một tia mờ mịt, Ngự Vũ tỷ nói nàng tạm thời có chuyện quan trọng đi làm, chỉ sợ một lát không về gia tộc, để cho chúng ta không cần phải lo lắng. Chuyện quan trọng. Nàng tại thánh vực chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể có chuyện quan trọng gì? Mi mắt chăm chú nhăn lại, Trác Phàm cảm thấy hồ nghi, nhưng là nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng liền không đi nghĩ. Dù sao Bách Lý Ngự Vũ tính tình hắn cũng biết, làm việc ổn trọng, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Vậy thì tốt, chúng ta liền trở về a, tin tưởng nàng cần phải có chính mình dự định. Vậy chúng ta muốn hay không đi thông báo cái kia Ma Hoàng? Thông báo hắn làm gì? Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hàn ý, Trác Phàm cười lạnh, lần này Minh Hải một hàng, ta có rất nhiều thu hoạch, vừa vặn mượn đột phá này, không có thời gian ý cái kia tạp chủng. Đợi ta xuất quan ngày, cũng liền cái kia cùng cái kia mấy lão già thanh tẩy, hừ hừ. Nghe được lời này, mọi người một chút, trong mắt đều là lộ ra chiến ý. Đi qua mấy năm này ẩn nhẫn, Trác quản gia rốt cục muốn hướng Tám Hoàng ra tay. Sau 3 tháng, Trác Phàm một đoàn người bí mật lẻn về Lạc Gia bản bộ, mà lại vừa vào gia môn, Trác Phàm liền đã là không kịp chờ đợi bế quan đi. Điều này không khỏi làm Lạc Vân Thường một hàng ra nghênh tiếp mọi người, nhất thời có chút xấu hổ. Vừa mới phát lên nhiệt tình, lại soạt một tiếng rồi tắt đi xuống. Chỉ có Đan Thanh Sinh các loại mấy lão già thật sâu nhìn Trác Phàm đi xa bóng lưng liếc một chút, gật đầu cười nói, xem ra tiểu tử này lần này Minh Hải một hàng, có tâm đắc a. Sớm biết như thế, lão phu liền nên đi cùng ở bên, ha ha ha. Đúng vậy a, nhìn hắn điều này vội vàng hoảng bế quan bộ dáng, nhất định có đại lĩnh ngộ. Bọn người người cũng là một trận tán thưởng, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, chậc chậc chậc, không hổ là tuyệt thế cao thủ đạo tràng, vừa đi thì có thu hoạch. Đáng tiếc tiểu tử này quá không công bằng, thì mang hai cái nữ oa đi, còn nói cái gì ẩn tàng thực lực chúng ta. Cái này lại là ó, chúng ta tổn thất đại a. Ngăn không được gật đầu, mọi người tại đây đều là méo miệng, hâm mộ bên trong mang theo thất lạc. Hoàn toàn không có công phu ý biết những cái kia người ở bên ngoài nói rông dài, Trác Phàm tiến vào mật thất về sau, lập tức bố trí xong phòng ngự trận pháp, liền cấp tốc ngồi tại một tòa trên giường đá, nhắm mắt vận công lên, trong đầu đều là hắn tại Minh Hải chỗ vượt qua kiểm tra thẻ hình ảnh. Bá đế quyền ảnh, cùng kiếp trước Trác Nhất Phàm quyết đấu, đồng đế thân pháp. Cái kia thánh giả đỉnh phong sau cùng đánh hướng mình trong nháy mắt cảm thụ, còn có minh đế sau cùng căn dặn. Mỗi một bức tranh,
cũng giống như qua phim tiếp tục không ngừng mà tại Trác Phàm trước mắt xẹt qua. Toàn thân hắn khí thế, cũng tại cuồn cuộn tăng cường lên, nguyên lực trong cơ thể không ngừng lưu động, cọ rửa gân mạch, lấy cực kỳ hiếm thấy tốc độ, vận hành ở trên người hắn các ngõ ngách. Cong 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 cong. Chợt, từng đạo chấn động phong minh vang lên, Trác Phàm trên thân một đến tán phát ra đạo đạo ánh sáng, bảy màu lóa mắt. Mà lại, những thứ này ánh sáng tựa hồ hoàn toàn không bị nghẹt cản, trong nháy mắt liền rõ ràng qua cái kia phòng ngự trận pháp, cũng thông qua mật thất tầng tầng cách trở, thẳng trên 9 tầng trời, phản chiếu toàn bộ bầu trời đều một mảnh lộng lẫy quang cảnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Chính ở bên ngoài, vẫn như cũ chuyện phiếm mọi người, bỗng nhiên nhìn thấy dị tượng như thế, chưa phát giác giật mình, đại kêu ra tiếng. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền kêu không được. Bởi vì tại cái này thất thải quang mang chiếu rọi xuống, bọn họ thế mà cũng có một loại cảm giác khác thường, dường như đạo tia sáng này trực tiếp chui vào trong cơ thể của bọn họ, như ánh sáng mặt trời giống như chiếu khắp bọn họ toàn bộ thân thể, ấm áp, một mảnh thư thái cảm giác. Rear mép hơi hơi rung động động một cái, Đan Thanh Sinh cảm thấy run sợ một hồi, lay động tiếng nói, các ngươi giúp lão phu hộ pháp một chút, lão phu muốn đột phá. Nói, lão nhân này đã là không kịp trở về phòng. Lúc này ngồi trên mặt đất, liền muốn thừa dịp ánh sáng bao phủ, vận công xông vào hoàng giai lĩnh vực. Em gái ngươi, câu nói này vốn là ta muốn nói. Mộ Dung Liệt nhìn lấy cái kia pha trộn ánh sáng, trên mặt cũng là trở nên giật mình lo lắng lên, sau đó đồng dạng cấp tốc ở trên mặt đất ngồi xuống, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, ta cũng muốn đột phá, hộ pháp sự tình giao cho các ngươi, lão huynh đệ nhóm. Các ngươi muốn đột phá, chúng ta còn muốn đột phá đây. Dù sao người nào thích hộ pháp người nào hộ pháp, lão tử không hộ. Hung hăng khoát tay chặn lại, Âu Dương Lăng Thiên không nói hai lời, cũng ở trên mặt đất ngồi xuống. Các ngươi quá giảo hoạt, vào xem chính mình đột phá, chúng ta đây. Đúng, chúng ta cũng đột phá, dù sao chúng ta cũng có cảm giác, đây tuyệt đối ngàn năm một thuở, không thể bỏ lỡ. Đúng vậy a, cái kia mọi người cùng nhau đột phá, ai cũng khác hộ pháp. Kết quả là từng cái, toàn bộ trong thành người Lạc gia, tất cả đều tại cái này một mảnh mây ngũ sắc bên trong, trở nên bắt đầu mông lung, theo già đến trẻ, theo yếu đến mạnh, đều là có một loại không hiểu cảm ngộ, dường như rất nhanh thực lực cùng tâm cảnh đều muốn phi tốc trưởng thành giống như. Chỉ một thoáng, không có người lại chú ý hắn, tuần tra không còn tuần tra, canh gác cũng không canh gác, thậm chí thám tử đều nghỉ ngơi một chút đến, tắm rửa tại cái này hào quang óng ánh phía dưới, nhắm mắt vận công, tâm vô tạp niệm. Bỗng dưng, toàn bộ Lạc gia trong thành, mấy chục ngàn người tất cả đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi ngay ngắn ở chỗ, sắc mặt bình tĩnh dường như không gió mặt nước giống như. Đây là có chuyện gì? Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, một cái tay cụt bách Lý Cảnh Thiên, nhìn lên trước mặt một mảnh thành kính chiều bái cảnh tượng, khóe miệng một đến xẹt qua một đạo tà dị đến, thì thào lên tiếng, sấm sét kiếm vương, cơ hội tốt ha, những người này đều nghỉ cơm, Trác Phàm ở bên trong bế quan, không có người thủ hộ. Chúng ta vừa vặn xông đi vào, giết hắn trở tay không kịp, làm kiếm ngôi sao báo thù, như thế nào? Yên lặng, không có hồi âm. Bách Lý Cảnh Thiên có chút kỳ quái, quay đầu xem xét, đã thấy Bách Lý Ngự Lôi lại cũng cùng người khác liếc một chút, ngồi ngay ngắn mặt đất, trên mặt còn mang theo một tia cười yếu ớt, giống như trẻ con bình tĩnh. Ngươi làm sao? Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, Bách Lý Cảnh Thiên nhất thời giận dữ, với tư cách kiếm tinh kiếm vương. Chúng ta đi theo Trác Phàm bên người, không phải liền là tìm cơ hội ra tay sao? Hừ, thật là vô dụng, người không đi, ta đi. Nói, Bách Lý Cảnh Thiên đã là sải bước hướng về phía trước. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi hai bước, lại là thân thể bỗng dưng một mực, trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, ngẩng đầu nhìn lấy cái kia ánh sáng rực rỡ, đầy mặt sắc mặt giận dữ nhất thời tiêu tán vô tung, thậm chí còn mang lên một tia bình tĩnh cười nhạt. Thị phi ân oán quay đầu hư không, ta tâm vì sao không oán? A, nhớ qua tính tâm tu luyện a, dường như lúc này tu luyện, sẽ có đại thu hoạch, mất đi thì không còn có cơ hội này. Mí mắt nhẹ nhàng run run, nhưng nghe bịch một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên cũng là đặt mông ngã rơi xuống đất, khoanh chân đang ngồi, yên ổn tiến hành tu hành. Trên trời mây ngũ sắc giống như thiên nữ lăng la, phung vẩy tại tất cả mọi người đỉnh đầu, vì bọn họ minh tâm khải trí. Đầy thành mọi người, cũng tất cả đều không buông tha dạng này một cái lĩnh hội đại đạo cơ hội, ngưng thần tĩnh khí, vận công tu luyện. Oanh! Bỗng nhiên,
một tiếng vang thật lớn, nhưng nghe một đạo long ngâm vang lên, Đan Thanh Sinh thể nội một con rồng hồn thẳng trên 9 tầng trời, sau đó chính là tán phát ra đạo đạo ánh vàng, một thanh dài trăm trượng kiếm đột ngột đến đứng ở hư không, thần long men bám vào, đúng là đã ngưng tụ chính mình hoàng cực thiên ấn, thiên long kình thiên ấn. Hắn trên thân khí thế, cũng là bỗng nhiên rút cao hơn nhiều, đủ có vài chục gấp đôi cự. Giờ này khắc này, hắn đã là tại cái này hà dưới ánh sáng, đột phá hoàng giai thành công. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy dừng lại, còn đang không ngừng cảm ngộ, tiếp tục tu luyện lấy. Rầm rầm rầm. Chợt, Đan Thanh Sinh về sau, lại là mấy chục đạo khí tức cường đại liên tiếp phát ra, chấn động đến bầu trời chấn động, đạo đạo kim quang cũng là đầy tràn cửu thiên, lại chính là Mộ Dung Liệt bọn họ cũng lần lượt đột phá thành công. Ngay sau đó, Lạc Vân Hải bọn người còn có Lạc Gia lúc trước thiếu niên hộ vệ, cũng lần lượt đột phá đến linh vương cảnh. Lạc Tư Phàm các loại đồng lứa nhỏ tuổi, thì là liên tiếp vượt qua hai giai, đi thẳng đến quy nguyên cảnh. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người tâm lý đã hưng phấn, lại tán thưởng. Cho dù là tại thánh vực linh khí sung túc, bọn họ cũng không có thể đột phá nhanh như vậy a. Duy nhất giải thích, chỉ có cái kia theo Trác Phàm bế quan mật thất phát ra thần bí ánh sáng. Tuy nhiên bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là đồ tốt. Tại cái này hà dưới ánh sáng cảm ngộ tu luyện, quả thực cũng là phi tốc trưởng thành. Cho nên, cho dù bọn họ sau khi đột phá, cũng không có một người lại động một cái, bởi vì bọn hắn còn muốn tiếp tục cảm ngộ ánh sáng tắm rửa, cảm thụ trên thân cái kia như thời gian qua nhanh giống như, nguyên lực vận chuyển tốc độ. Trưởng lão, ta đã điều tra, chỗ đó cũng là Lạc Gia bản bộ. Siêu siêu siêu. Nhìn một cái không sót gì vân không dưới, hơn 10 đạo hắc ảnh chợt lướt qua, hạ xuống thân thể đến, một tên nhìn qua 30 trên dưới, khỏe mạnh như châu đại hán, chỉ về đằng trước cái kia ánh sáng rực rỡ chỗ, hướng một tên râu trắng lão giả bẩm báo nói, lúc trước đang đánh cực thành truyền ra, có người dùng long lân luyện kiếm, cũng là nhà này. Nhẹ nhàng địa an ủi râu bạc trắng, lão giả kia xa xa nhìn về phía trước, chưa phát giác giật mình cái đó là. Đó là vật gì? Lúc này, một vị khác lão già tóc đỏ bước nhẹ tiến lên, mi mắt thật sâu nhíu lại, lão phu trải qua năm 320.000 có thừa, còn chưa từng thấy thánh vực cái nào địa phương có loại này dị tượng phát sinh. Cái này thánh vực bên trong, người nào không biết, dám lấy ta long tộc trên thân bảo vật luyện binh, chính là ta long tộc tử địch, truy sát ngàn dặm không nghỉ. Có thể cái này Lạc Gia vẫn như cũ dám xuất ra long kiếm rêu rao khắp nơi, chẳng lẽ thật có cái gì hậu trường, không có sợ hãi hay sao? Đúng vậy a, đạp nhẹ hai bước, lại một vị tóc đen lão giả tiến lên, trong mắt chớp động lên một tia do dự, sự tình có kỳ quặc tất là yêu, cái này Lạc Gia tuy nhiên nhìn qua không có gì, nhưng cử chỉ khác thường, nơi ở lại ra dị tượng này, không thể không phòng a. Còn lại hai người nghe đến, đều là khẽ gật đầu. Đại hán kia gặp này, lại là từ chối cho ý kiến, bĩu môi, sau đó trở về ba người trước mặt khom người bái bai, Bạch Long trưởng lão, Xích Long trưởng lão, Hắc Long trưởng lão, các ngươi loại bỏ. Cái kia Lạc Gia trên thành tính là gì dị tượng, chẳng phải sau cơn mưa cầu vồng sao? Còn có ta nghe nói bọn họ là đầu nhập vào Ma Hoàng Triệu Thành, cái kia có thể có cái gì chỗ dựa? Chỉ là nhất hoàng giai mà thôi. Huống hồ, coi như hắn có cái gì chỗ dựa, nhiều lắm là cũng là Thất Thánh Sơn. Chẳng lẽ những cái kia Thất Thánh Sơn đám lão già này, dám cùng chúng ta long tộc đối đầu? Nói thì nói như thế, Thất Thánh Sơn bên trong một hai tòa Thánh Sơn, thậm chí ba tòa Thánh Sơn hợp lực, chúng ta đều không sợ hắn. Chỉ là thất núi hợp nhất lời nói. Mi mắt nhẹ nhàng nhíu lại, Bạch Long trưởng lão suy nghĩ một chút, do dự nói, còn là cẩn thận thì tốt hơn a, nhân loại gian tà, quỷ kế đa đoan. Vạn nhất lần này là Thất Thánh Sơn cố ý khích giận chúng ta, cùng chúng ta khai chiến như thế nào? Đừng quên 50 vạn năm trước, Thất Thánh Sơn vì được đến Bất Lão Tuyền, liên hợp lại cố ý gây chuyện, dẫn cho chúng ta long tộc thảm bại, không thể không khiến ra cái kia một bảo địa. Nếu không phải sau cùng chúng ta biểu hiện ra đồng quy vu tận niềm tin, hoảng sợ chạy bọn họ, đoán chừng chúng ta tổn thất càng lớn. Cho nên lần này, một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, dám đột nhiên hướng chúng ta khiêu khích, chúng ta không thể không làm tốt cẩn thận đối đãi mới được. Phải nhớ kỹ, vết xe đổ a. Hơi hơi gật gật đầu, mọi người cùng nhau bái phục, đại hán kia suy nghĩ một chút, lại nói, hoặc là ta trước đi dò xét một chút, nếu là bên trong có cao thủ, thì bàn bạc kỹ hơn. Nếu không mà nói,
bằng một mình ta, liền có thể đem tiểu gia tộc này toàn diệt. Coi như bát hoàng đến, ta cũng không sợ, huống chi bọn họ. Tóm lại, long tộc uy phong không thể diệt. Nếu là cái này Lạc gia tại dùng chúng ta long lân chế kiếm đắc chí xong, còn có thể nhảy nhót tưng bừng, chúng ta long tộc thể diện ở đâu? Những cái kia nhân loại, chẳng phải là càng coi thường chúng ta. Trầm ngâm chốc lát, ba cái kia lão gia hỏa liếc nhau, đều là khẽ gật đầu. Nhìn thấy bọn họ cho phép, đại hán kia không khỏi đại hỉ, lại khẽ khom người, liền một bước chân bay tới đằng trước. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi vào cái kia thành trì trên không, một tiếng vang, lại là nhất thời đem hắn giật mình. Giống. Một đạo long ngâm nộ hống, một đầu bảy màu hàng dài đột ngột đến bay về phía không trung, theo nói ánh sáng màu vàng phát ra, cái kia cự long chia thành năm phần, biến thành năm đầu các loại thần long, xoay quanh vần quanh, từng đạo khí lưu màu đen theo lưu chuyển, hình thành một cái lỗ trống. Sau đó bỗng dưng kim quang ngưng tụ, trên 9 tầng trời đúng là xuất hiện một cái từ ngũ long đầu đuôi tướng hàng quấn cấu trúc đen nhánh mặt kính. Cái này, chính là Trác Phàm đột phá hoàng giai ngưng kết hoàng cực thiên ấn, ma linh thôn thiên kính. Ngay sau đó, siêu một tiếng, cái kia hắc kính trong nháy mắt rơi vào Trác Phàm chỗ mật thất phương hướng, biến mất không thấy gì nữa. Trên trời mây ngũ sắc, cũng một đến tiêu tán vô tung. Thân thể ngăn không được lắc một cái, tất cả mọi người mông lung địa mở to mắt, nhìn lấy đỉnh đầu lần nữa trở nên thanh thiên bạch nhật bầu trời, đều là thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí tới. Tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn giống như, thất vọng mất mát. Làm sao cái kia mây ngũ sắc cứ như vậy không, lại tiếp tục thời gian dài hơn một giờ tốt. Chúng ta còn không có cảm thụ đầy đủ đâu. Nhưng là, một xem trên thân tu vi, mọi người nhưng lại là vui mừng quá đỗi. Lần này đột phá, tất cả mọi người đề cao nhất đại đẳng cấp, quả thực cũng là bay tới biểu ngữ A. Giống Đan Thanh Sinh, Mộ Dung Liệt những thứ này vốn là thiên phú dị bẩm lão quái vật, càng là vọt thẳng đến hoàng giai đỉnh phong. Lấy bọn họ bây giờ thực lực, cho dù một cái chọn bát hoàng một đám đều dư xài. Dù sao, bọn họ thế nhưng là kiếm đế truyền nhân, lại phải vừa mới Trác Phàm thể nội tứ đại đế cảnh đại đạo tắm rửa, cho dù là bát hoàng cũng không thể đánh đồng. Liền xem như Thánh Sơn những cái kia thiên chi con cưng, luận tu vi nền, cũng vạn vạn so ra kém bọn họ. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ta liền nói là cầu vồng à, đây không phải một chút liền không có sao. Nơi xa long tộc đại hán, tại hơi hơi bình định một chút tâm thần về sau, lại nghĩ tới cái gì, cả kinh nói, đúng, vừa mới cái kia là nhân loại đang ngưng tụ hoàng cực thiên ấn à, làm sao lại xuất hiện long hồn. Mụ nội nó, tiểu tử này ngay cả chúng ta long tộc long khí đều trộm, dùng đến ngưng luyện thần hồn. Thế nào làm được, chúng ta nhìn đến thế nhưng là rất nghiêm a. Mi mắt thật sâu nhíu lại, đại hán kia có chút mê hoặc, nhưng đã quản không được nhiều như vậy, dưới chân bỗng nhiên một bước, liền nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. Mặc kệ hắn làm sao làm được, nhưng chỉ là một cái nhân loại, trộm chúng ta long khí, còn dám bắt chúng ta long lân luyện binh, thực sự buồn cười, tuyệt không tha thứ. Giống, gầm lên giận dữ, vang vọng thương khung, ngay tại mừng rỡ tại tự thân thực lực để thăng Đan Xanh Sinh bọn người, chợt nghe đến phần này tức giận, không khỏi sững sờ, cùng nhau hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn lại, lại chính gặp cái kia phẫn nộ đại hán, bỗng nhiên vọt tới bọn họ trên đầu thành, mắng to không ngừng, nho nhỏ Lạc gia, to gan lớn mật, cuồng vọng tự đại, hôm nay lão tử thì đem bọn ngươi cả đám các loại đưa lên Tây Thiên, nạp mạng đi đi. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, hoàng giai đỉnh phong khí thế cường đại, đã là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thành trì. Cái kia cỗ lạnh lẽo sát ý, càng là thẳng vào tất cả mọi người tim phổi. Thế nhưng là, phần khí thế này, hắn nếu là sớm đến 2 ngày thả ra lời nói, Lạc gia tất cả mọi người sẽ còn như lâm đại địch, trong lòng kiêng kỵ 7 phần. Nhưng là hiện tại, Lạc gia lúc trước linh vương cao thủ, hiện tại tất cả đều đột phá hoàng giai, Đan Thanh Sinh mấy cái quái vật tu giả, càng là trực tiếp hoàng giai đỉnh phong. Ngươi một cái hoàng giai thì dám đến dương oai, lại là nhất thời có chút không đáng chú ý. Con hàng này chỗ nào nha, khẩu khí thật là lớn. Liếc mắt liếc một cái hắn, Đan Thanh Sinh hướng bên cạnh mọi người nỉ non. Mộ Dung Liệt thản nhiên cười, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi chiến ý, mặc kệ hắn từ đâu tới, vừa vặn luyện tay. Chúng ta đột phá hoàng giai về sau, còn chưa từng luyện tay a, cầm hắn khai đao thế nào. Đồng ý. Cùng nhau gật đầu một cái, trong mắt mọi người đều lộ ra cười tà dị ý, cho dù là Bách Lý Ngự Lôi cũng là nhịn không được hưng phấn lên,
xoa xoa tay trưởng đạo, bất quá đầu tiên nói trước, xếp hàng phía trên, không thể một người toàn bao a. Biết, quy củ cũ. Nhếch miệng cười một tiếng, Mộ Dung Liệt nhìn về phía Lệ Kinh Thiên bọn họ, từ Lạc gia ban đầu cung phụng nhóm trước luyện tay a, chúng ta không vội, ha ha ha. Vậy chúng ta thì từ chối thì bất kính, ha ha ha. Cũng nghiêm túc, Lệ Kinh Thiên hướng mọi người ôm một cái quyền, lập tức chiến ý đại phát, một bước bước liền bỗng dưng vào tới đầu tường, tuét miệng nói, để ta làm đối thủ của ngươi. Thật sâu liếc hắn một cái, đại hán kia khẽ gật đầu, hoàng giai đỉnh phong, không tệ, nghĩ không ra như thế cái tiểu gia tộc, còn có dạng này cao thủ tọa chấn. Chỉ bất quá đáng tiếc a, ngươi là cái nhân loại, ngang nhau tu vi dưới. Chúng ta Long tộc so nhân loại các ngươi mạnh không chỉ gấp 10 lần, các ngươi chết chắc, hừ hừ. Cái gì, ngươi là Long tộc? Không khỏi giật mình, tiếp lấy Lệ Kinh Thiên liền lộ ra nụ cười hưng phấn, dạng này liền tốt, có thể cùng cao thủ tác chiến, ta thì có thể sử xuất toàn lực. Ngươi nói cái gì? Nghe nói Long tộc lấy thân thể lực lượng tăng trưởng, lão Lệ ta cũng là luyện thể, xin chỉ giáo. Không có trả lời hắn lời nói, Lệ Kinh Thiên chỉ là cười lớn một tiếng. Liền bỗng nhiên hướng đại hán kia phóng đi, toàn thân mang theo màu đen sát khí, một quyền xông ra. Đụng! Tiếng vang chấn thiên, mạnh mẽ uy sóng đột ngột đến tứ tán ra ngoài, làm cho toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động. Lệ Kinh Thiên một cái thiết quyền, không nghiêng không lệch đánh vào đại hán kia duỗi lên trên cánh tay, phát ra cuồng mãnh gió bão, lại là cũng không có làm hắn di động một bước. Nhưng là hắn thân thể lại hơi hơi rung động. Hiển nhiên quyền kình kia cũng là để hắn bị không nhỏ chấn động. Trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, đại hán kia bất khả tư nghị nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút, nghĩ không ra nhân loại có thể đem thể phách tu đến loại trình độ này, xác thực khó được, chỉ tiếc a. Nhân loại thì là nhân loại, vô luận như thế nào luyện thể, đều vĩnh thua xa chúng ta Long tộc. Oanh! Thân thể run lên, đại hán kia chỉ hơi hơi run run cánh tay, liền đem Lệ Kinh Thiên đột ngột đến bắn ra đi. Bạch 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 liền thực sự vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng thân lại. Đợi ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lên, trong mắt đã là phủ đầy kinh dị còn có từng tia vẻ kích động. Long tộc cũng là Long tộc, lực lượng quả nhiên không thể so sánh nổi. Lão Lệ, dùng hoàng cực thiên ấn a, người coi như thân thể mạnh hơn, cũng không phải là quái thú, làm sao cùng vậy chân chính quái thú so. Nhân loại chúng ta, vẫn là tại võ kỹ phía trên chiếm thượng phong. Lúc này. Hét lớn một tiếng đột một địa truyền vang ghé vào lỗ tai hắn, Lệ Kinh Thiên cúi đầu đi xuống, lại chính gặp cái kia kêu to người, chính là Thủ Viêm Biển không thể nghi ngờ, bên cạnh còn có một đám người theo gật đầu. Đại hán kia gặp, không khỏi cũng là cười nhạo nói, người đồng bạn nói đúng, chỉ là nhân loại, so lực lượng ngươi vĩnh thua xa chúng ta Long tộc. Vẫn là nhanh chóng đem nhân loại các ngươi lấy làm tự hào hoàng cực thiên ấn tác dụng, khác đến chết, còn không dùng ra thực lực, chết không nhắm mắt. Ha ha ha. Dưới đáy những người kia còn chỉ ngươi cái này hoàng giai cao thủ bảo vệ bọn hắn đâu. Ngươi biết cái đếch gì, những người kia là thúc ta đánh xong tốt hơn chàng, riêng là mấy cái kia đã từng kiếm vương cao thủ, Long tộc làm sao? Bọn họ muốn là tới, ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, những cái kia mới thật sự là quái vật a, ngươi nhiều lắm là thì là quái thú, đắc chí cái gì sức lực. Hừ hừ. Cảm thấy một trận oán thầm, Lệ Kinh Thiên thở sâu. Cuối cùng bắt đầu kết ấn quyết, đã là không chần chờ nữa, phải dùng ra bản thân vừa mới ngưng tụ hoàng cực thiên ấn. Dù sao, hắn cũng là đến luyện tay mà thôi, chẳng lẽ còn thật lo lắng tuyệt chiêu ra tận, bị đối diện đại hán kia thừa cơ đánh giết sao? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, chúng ta Lạc ra địa bàn, tất cả hung thần ác sát đều ở phía dưới chờ lấy đây, người cái này tiểu trùng tử liền đợi đến bị xé thành tứ phân ngũ liệt đi. Hoàng cực thiên ấn, Hắc Long phiên thiên ấn. Ánh mắt khẽ híp một cái, Lệ Kinh Thiên ấn quyết trong tay kết động hoàn tất, hét lớn một tiếng, một đạo hiện ra ánh vàng, bị một đầu đen nhánh cự long quấn quanh to lớn ấn đài, liền đột ngột đến xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, Lệ Kinh Thiên hung hăng chỉ về phía trước, nhưng nghe một đạo tiếng long ngâm vang, cái kia cự ấn liền đột nhiên hướng đại hán kia đập tới. Thế chi mãnh liệt, làm cho toàn bộ không gian đều tại ngăn không được lay động. Trong mắt không khỏi hung hăng co lại. Đại hán kia hiển nhiên cũng không ngờ tới ngày này ấn có uy lực như thế, không dám thất lễ, nâng lên một tay, trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, liền bỗng nhiên hướng về phía trước phung đi. Đụng! Long tộc hoàng giai đỉnh phong cao thủ toàn lực một quyền, đụng tới võ si Lệ Kinh Thiên ra sức nhất kích,
quả nhiên là cây kim so với cọng dâu, chỉ nghe một đạo kéo phá thương khung tiếng vang phát ra, cái kia ấn đài đã là cùng có mạnh mẽ long tí hung hăng đụng vào nhau, rằng co không xong. Chỉ có cái kia không gian ba động, tại từng tầng hiện ra gợn sóng, khuếch tán ra. Mí mắt ngăn không được run run, đại hán kia càng kinh hãi hơn. Hắn vạn lần không ngờ, cái này lệ kinh thiên sử xuất tuyệt học về sau, có thể cùng hắn liều cái tương xứng. Mặc dù nói nhân loại hoàng cực thiên ấn, vốn là không gì không phá, có thể so với linh thú nhục thân cường độ. Nhưng hắn với tư cách long tộc cao thủ, há có thể dễ dàng như vậy cùng nhân loại đánh ngang. Thực sự vô cùng nhục nhã. Nghĩ như vậy, đại hán kia hung hăng cắn răng, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ bừng. Rắc! Một tiếng vang giòn phát ra, đại hán kia thân thể lắc một cái, trong mắt chưa phát giác chừng đến càng lớn, mồ hôi lạnh cũng là ngăn không được theo cái trán chảy xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, nổi giận gầm lên một tiếng, phanh một chút, liền đem cái kia ấn đài cho đánh bay ra ngoài. Lệ kinh thiên thân thể bỗng nhiên rung động, sắc mặt một đỏ, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, không cam lòng nói tốt, người thắng, bất quá lần sau, lão phu sẽ thắng trở về. Hừ hừ, người cũng không tệ, ta còn là lần đầu tiên bị một cái đồng cấp nhân loại tu giả, đem cánh tay đánh gãy đâu. Quay đầu nhìn một chút cái kia một mực run rẩy không ngừng cánh tay phải, đại hán lần nữa nhìn về phía lệ kinh thiên cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc, ngươi không có lần sau. Ta một cánh tay đoạn, nhưng ta còn có thể tái chiến. Có thể ngươi đã bị ta chấn thành trọng thương, hoàng cực thiên ấn uy lực giảm nhiều, chỉ sợ tất thua không thể nghi ngờ đi. Hừ hừ, chỉ muốn ngươi chết, cái này Lạc gia chẳng lẽ còn có một cái cùng các hạ đồng dạng cường đại thủ hộ giả sao? Ha ha ha. Như là nhìn giống như kẻ ngu liếc hắn một cái, lệ kinh thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quay người hướng phía dưới bay đi. Lạc gia thủ hộ giả, sớm cũng không phải là lão phu. Ta bất quá liền đến luyện cái tay mà thôi, ai sẽ theo ngươi sinh tử chiến a? Huống hồ, chúng ta về sau khẳng định còn có thể tái chiến, cái này không phải do ngươi. Chỉ cần ta để những lão quái vật kia khác đòi mạng ngươi, để ngươi mỗi ngày bồi lão phu luyện tay cũng đó không quan trọng. Chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người, lệ kinh thiên nhìn thủ viêm biển liếc một chút, thản nhiên nói, đến lượt ngươi. Ta nói lão lệ, nói tốt là luyện tay, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Chính ngươi thụ thương không sao cả, hắn thương một tay, ta lại cùng hắn luyện tay, há không lộ vẻ ta thắng không anh hùng. Mà lại, cái này cũng kiểm đo không ra ta thực lực chân thật a. Thiếu đắc chí, hắn một cái tay như cũ có thể luyện ngươi, mau đi đi. Nhẹ hừ một tiếng. Lệ kinh thiên cười mắng. Không khỏi sững sờ, đại hán kia nghe được lời này rất là kỳ lạ. Làm sao, còn thật có một cái giống như hắn mạnh thủ hộ giả ở chỗ này a? Cái này Lạc gia thật không đơn giản, có hai vị mạnh như vậy hoàng giai đỉnh phong cao thủ tọa chấn. Cảm thấy hầu nghi một mảnh, đại hán kia có chút khó có thể tin, nhưng các loại thủ viêm trên biển lúc trước, hắn mới rốt cục phát hiện, thật đúng là có khác một cái hoàng giai đỉnh phong a. Mỉm cười. Thủ viêm trên biển trước cúi đầu, trên mặt đều là đắc chí, xin chỉ giáo. Hừ, các ngươi đừng tưởng rằng hai cái hoàng giai đỉnh phong liền có thể thắng ta, nếu là có cái này khả năng, cũng là hai cái cùng tiến lên, từng cái khiêu chiến, muốn chết. Vừa dứt lời, đại hán kia không khỏi giải thích, đã là vượt lên trước tiến công. Rất hiển nhiên, đối với hai cái giống như lệ kinh thiên mạnh hoàng giai đỉnh phong, hắn cũng rất kiêng kỵ, đành phải tốc chiến tốc thắng, đoạt công. Bất quá lần này, thật đúng là tốc chiến tốc thắng. Sau 3 phút, thủ viêm mặt biển sắc có chút tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, khóe miệng còn mang theo một chút tơ máu, hướng đối diện trịnh trọng ôm quyền nói, không hổ là long tộc cao thủ, đa tạ. Da mặt ngăn không được co lại, đại hán kia không còn gì để nói, cúi đầu nhìn xem một cái khác bốc lên cháy khói bàn tay, sắp khóc đi ra. Em gái ngươi, người này thực lực không còn người kia phía dưới, ta lại một cái tay bị phế. Lại nói, cái này Lạc gia cái gì đường đi a, tại sao có thể có hai đại cao thủ tỏa chấn, mà lại đều không thua nhân loại bát hoàng đâu. Bất quá tốt xấu, bọn họ chắn thì có hai người cao thủ, không có khả năng lại có cái thứ ba đi. Uy, cái kế tiếp giờ đến phiên người nào? Thế nhưng là, hắn ý niệm mới vừa nhuốm, thủ viêm biển một câu, lại là để hắn một chậu nước lạnh phủ đầu dưới chân, tâm đều lạnh oa lạnh. Thế nào, còn thật có a? Siêu. Lóe lên một cái,
Một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người, lại là màu tím nhạt gặp không thể nghi ngờ. Nhìn người kia hai tay đều phế, màu tím nhạt gặp chưa phát giác có chút nộ khí, chỉ Thù Viêm biển đầu liền mắng, ngươi làm sao làm, không phải nói luyện tay sao? Làm sao cùng cái kia Lệ lão đầu một dạng, liều mạng như vậy? Hắn hiện tại hai cánh tay đều phế, ngươi để lão nương luyện thế nào tay? Lão nương hoàng cực thiên ấn, làm sao đo ra uy lực đến? Lão bà, thật xin lỗi, nhất thời hưng khởi thì quên, hắc hắc hắc. Có chút lúng túng gãi đầu một cái, Thù Viêm biển rực rỡ tiếng cười nói. Luyện tay, các ngươi bắt ta là luyện tay. Lần này, đại hán kia tính toán là chân chính nghe đến bọn họ đối thoại, sau đó xem xét màu tím nhạt gặp tu vi, lại là hoàng cực đỉnh phong, liền nhịn không được hét lớn, uy, nhà các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hoàng giai cao thủ. Trước kia không có, hiện tại. Những thứ này tất cả đều là vòng bài liếc hắn một cái, màu tím nhạt gặp nhất chỉ phía dưới một hàng người, mọi người cũng rất ra sức, một bước chân, cùng nhau bay lên không trung, đủ có mấy trăm nhiều, đỉnh phong cao thủ cũng có mười mấy. Nhìn lấy cái này ào 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 một đám hung thần ác sát khí thế khủng bố, đại hán kia ra mặt lắc một cái, trong mắt cũng bất giác có chút ẩm ướt. Em gái ngươi a, các ngươi bọn này trang bức hàng, dạng này thực lực, đầu nhập vào cái gì bát hoàng a? Các ngươi trực tiếp đánh ngã bọn họ, đoạt địa bàn là được a. Khó trách dám không có sợ hãi khiêu khích chúng ta Long tộc, thật đúng là không phải hạng người bình thường a. Bất quá may ra, lần này chúng ta cũng đến có chuẩn bị, không phải vậy thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, đại hán kia đột ngột đến ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thẳng trên 9 tầng trời. Giống. Không khỏi sững sờ, mọi người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy hắn, không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng là rất nhanh, cái kia đắc ý vẻ mặt vui cười, liền lộ ra, hắc hắc hắc. Các ngươi cho dù có lại hơn cao thủ cũng chết chắc, ta thế nhưng là dẫn người tới. Trừ ba vị Long tộc trưởng lão bên ngoài, còn có hơn 20 cái đỉnh phong Long tộc cao thủ, mỗi người thực lực đều không dưới ta, các ngươi cho dù có lại nhiều hoàng giai cao thủ, cũng chết chắc, hừ hừ. Không khỏi giật mình, mọi người cùng nhau kêu to. Nhếch miệng cười một tiếng. Đại hán kia hừ nhẹ nói, thế nào, sợ. Quá tốt, lại có luyện tay, ha ha ha. Thế mà, mọi người phản ứng lại là đại xuất ngoài ý liệu của hắn. Một người làm quan cả họ được nhờ, nhảy cẫng hoan hô. Đại hán kia gặp này, đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, không khỏi vội vàng nói, uy, các ngươi điên a, chúng ta Long tộc ba vị trưởng lão thế nhưng là thánh giả cấp nhân vật, còn có hơn 20 hoàng giai đỉnh phong cao thủ muốn diệt các ngươi còn cười được. Chúng ta đương nhiên cao hứng, vừa mới đột phá hoàng giai, đang muốn luyện tay, thì có người đưa tới cửa, có thể không cao hứng sao? Ha ha ha! Cười nhẹ lắc đầu, Mộ Dung Liệt thật sâu liếc hắn một cái, thở dài nói, vốn là chúng ta nghe nói ngươi là Long tộc hoàng giai đỉnh phong, vốn định bắt ngươi luyện tay. Dù sao Long tộc hoàng giai, so với nhân loại hoàng giai muốn mạnh hơn, cần phải có thể đạt tới chúng ta yêu cầu. Bất quá vừa mới nhìn ngươi hai trận chiến, chúng ta cảm thấy... cần phải không có gì có thể luyện địa phương. Chúng ta muốn khảo nghiệm chính mình thực lực, thật đúng là đến tìm thánh giả cấp nhân vật xuất thủ. Nghe nói quý tộc trưởng lão đến, chúng ta đương nhiên cao hứng. Thế nhưng là bọn họ chỉ ba cái, chúng ta làm sao phân phối a? Lúc này, Tử Kiếm Thiên xông tới, lại đưa ra cái này khó khăn vấn đề. Hơi hơi suy nghĩ một chút, Đan Thanh Sinh sâu xa nói, Long tộc thánh giả, khẳng định không tầm thường. Đến lúc đó chúng ta có thể muốn ba, bốn người liên thủ đối chiến, không cần thiết chia nhỏ. Nghe được lời này, mấy cái kiếm vương cao thủ ngăn không được gật đầu. Một hồi mạnh nhất cái kia lưu cho ta. Chợt, một tiếng quát nhẹ vang lên, mọi người quay đầu xem xét, đã thấy chẳng biết lúc nào, kiếm đồng cũng tới đến trước mặt mọi người, trên mặt đều là kiệt ngao, ta là cha ta bội kiếm, vừa mới tại cha ta tác động dưới, cũng đột phá hoàng giai đỉnh phong. Hiện tại lấy ta thân thể lực lượng, chọi cứng mấy cái Long Thánh không có việc gì là không được. Nếu như các ngươi gánh không được, đều có thể đều nhường cho ta. Mí mắt lắc một cái, mọi người đều là tà dị địa liếc hắn một cái, lắc lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra tay, thiếu gia thì ở một bên nhìn lấy liền tốt. Mạnh miệng, hơi hơi liếc một cái miệng, kiếm đồng từ chối cho ý kiến địa chật qua đầu. Nhìn lấy đây hết thảy, đại hán kia đã là triệt để ngốc ở. Cái này Lạc gia tụ ở chỗ này một đám gia hỏa, còn mẹ hắn xem như người sao.
chúng ta Long tộc đến diệt bọn họ lại muốn luyện tay. Bọn họ chẳng lẽ không sợ sao? Bọn họ thật có mạnh như vậy. Trong đầu 100.000 cái vì cái gì, đại hán kia tam quan đã sụp đổ, thế giới này đến tột cùng làm sao, nhân loại đối mặt cao cao tại thượng Long tộc, có thể phách lối như vậy sao? Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo hắc ảnh một xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm đầu ba người chính là cái kia ba vị Long tộc trưởng lão. Nhìn đại hán kia liếc một chút, cái kia Bạch Long trưởng lão chặn lại nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, người vừa mới hướng chúng ta phát ra tiếng cầu cứu, chẳng lẽ nơi này thật có cao thủ mai phục. Bờ môi lắc một cái, đại hán kia khó có thể mở miệng, chỉ là nâng lên tiêu nghỉu xuống hai cái phế tay, chỉ hướng cái kia mấy trăm người chúng. Chuyển mắt nhìn đi, cái kia ba vị trưởng lão cũng là không khỏi giật mình, làm sao nhiều như vậy hoàng giai cao thủ. Thế lực đều bắt kịp bát hoàng. Không, bát hoàng đều không nghiêu bức như vậy thế lực, bên trong nhưng còn có rất nhiều hoàng giai đỉnh phong A. T. Bỗng nhiên, ba vị trưởng lão bỗng dưng thân thể lắc một cái, cảm giác lưng lạnh lẽo, đợi lại định thần nhìn lại lúc, mới thình lình phát hiện, tại bọn này hoàng giai trong cao thủ, có gần 10 người ánh mắt, đã hoàn toàn khóa chặt bọn họ, dường như nhìn con mồi giống như, trong mắt tràn đầy trần trụi hung mang. Điều này không khỏi làm ba người triệt để mộng vòng. Bọn họ trêu chọc qua bọn họ sao? Ách, không đúng. Là, nhân loại sao dám dùng loại ánh mắt này xem bọn hắn Long tộc? Hơn nữa còn là ba vị Long Thánh cao thủ. Các tìm đối thủ, xuất kích. Sớm đã mài đao xoèn xoẹt, đói khát khó nhịn, Mộ Dung Liệt các loại Lạc gia cao thủ, trong mắt sớm đã nổi lên nóng rực ánh sáng, hét lớn một tiếng, liền cùng nhau hướng những Long tộc kia cao thủ chạy đi. Bọn người người gặp, cũng là theo thật sát, hô quát liên tục. Thấy tình cảnh này, cái kia ba vị trưởng lão không khỏi giật nảy cả mình, quay đầu nhìn đại hán kia liếc một chút, kinh ngạc nói, thế nào, người không có cùng bọn hắn cho thấy mình thân phận. Bề ngoài, khóe miệng xẹt qua một đạo cười khổ, đại hán kia ngăn không được dao động cái đầu, cũng là bởi vì bề ngoài, bọn họ mới càng đắc chí, đối mình hoàn toàn không có tâm mang sợ hãi, giống như đã sớm muốn theo chúng ta nhất chiến giống như. Mụ nội nó, cái này còn phải. Một đám nhân loại thế mà đối Long tộc liền tối thiểu nhất kính nể đều không có, cái này nếu không giết một người dân trăm người, ta nhưng thật không có mặt lại hành tẩu thiên hạ. Nghe xong lời ấy, Bạch Long trưởng lão nhất thời thì giận, nhìn lấy cái kia như thủy triều vào tới Lạc gia cao thủ, mãnh liệt vẫy tay một cái, một đạo hô quát, bỗng nhiên hướng về phía trước dẫn đầu phóng đi, cùng lão phu hướng, Long tộc nhiều năm không lập uy, những nhân loại này kẻ xấu chỉ sợ đã quên chúng ta Long tộc đáng sợ. Hiện tại thì để bọn hắn lại cẩn thận nhớ lại một chút đi. Giống. Âm thanh tiếng long ngâm, xông thẳng lên trời. Long tộc hơn 20 vị cao thủ, chớp mắt liền cũng theo thật sát, cùng Lạc gia một đám hung hăng đụng vào nhau. Oanh. Cường đại trùng kích sóng hướng bốn phía khuếch tán ra, thẳng làm cho đại địa chấn chiến, bầu trời đong đưa. Long tộc hơn 20 người, cứng rắn là sinh sinh chống đỡ Lạc gia mấy trăm cao thủ. Cho dù là cái kia Long tộc trưởng lão. Liền mỗi người đối đầu nói ít ba bốn cái kiếm vương cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Long tộc thực lực xác thực danh bất hư truyền, vượt xa nhân loại mấy chục lần. Thế nhưng là, cái này thời điểm, đáy lòng tránh thức cảm thấy kinh hãi không hiểu, lại không phải đại biểu nhân loại Lạc gia, mà chính là tự nhận mạnh nhất Long tộc. Thần Long bãi vĩ. Cảm thấy hét lớn một tiếng, Bạch Long trưởng lão tụ lên toàn thân chi lực, nhất trưởng vung ra, nương theo lấy nóng rực bạch quang phát lên. Cuồng mãnh cương phong hóa thành dài mấy trăm trượng long đuôi hư ảnh, bỗng nhiên hướng về phía trước càn quét ra ngoài. Chỗ đi qua, không gian chấn động, vỡ vụn thành từng mảnh, đen nhánh đường vân như giống như mạng nhện tràn ngập ra. Như thế cường hãn nhất kích, nếu là thật sự đánh chúng, phương viên mấy ngàn dặm, toàn bộ Lạc gia thành đều sẽ bị san thành bình địa, nát đến không còn sót lại một chút cặn. Phần thiên yến vĩ trùng. Thiên long kình thiên trảm. Lôi phá toái thiên kích. Đúng lúc này, Mộ Dung Liệt, Đan Thanh Sinh cùng Bách Lý Ngự Lôi cũng đồng loạt ra tay, ba đạo mang theo mỗi người kiếm đạo hoàng cực thiên ấn bỗng nhiên đập tới. Đụng một tiếng, cái kia đạo long đuôi liền trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã, biến mất không thấy gì nữa. Đăng đăng đăng, Bạch Long trưởng lão thân thể lắc một cái, liên tiếp lui về phía sau năm bước mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía trước ánh mắt, đã là phủ đầy vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Ba tên hoàng cực đỉnh phong nhân loại,
thế mà có thể liên thủ ngăn lại lão phu một cái rồng thánh, mặc dù là sơ kỳ, nhưng đám người này đến tột cùng là cái quỷ gì, tuyệt không phải phổ thông hoàng giai cao thủ. Trong lúc nhất thời, Bạch Long trưởng lão sắc mặt nặng nề rất nhiều, tựa hồ cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao những người này phách lối như vậy, nguyên lai bọn họ bản thân cũng là quái vật. Đan Thanh Sinh ba người tại cái kia sau một kích, cũng là ngăn không được hướng về sau liền lùi lại 5 bước, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Bạch Long trưởng lão ánh mắt, đã kinh hãi, lại hưng phấn. Không hổ là Long tộc thánh cấp cao thủ, nếu không phải ba người bọn họ hợp lực lời nói, căn bản không phải người ta địch a. Bất quá dạng này cũng tốt, bọn họ như là không thể sử xuất toàn lực, làm sao nói luyện tay hiệu quả. Chỉ có dạng này cao thủ, mới có thể để cho bọn họ dốc hết tất cả, phát huy ra thể nội tất cả tiềm lực tới. Trong lúc nhất thời, ba người ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, nóng lòng muốn thử lên. Đồng dạng, còn lại các ngõ ngách, Hắc Long cùng Xích Long hai trưởng lão, cũng là gặp phải đồng dạng nan đề, trên mặt trở nên âm tình bất định còn hắn hơn 20 cái Long tộc hoàng giai cao thủ, tuy nhiên không gặp được Đan Thanh Sinh những người này đồng dạng tuyệt thế cường giả, nhưng lạc ra một đám hoàng giai, 10 cái đánh một cái, cũng để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Không khỏi, song phương hỗn chiến trở nên giằng co, ngay từ đầu tràn đầy phấn khởi Long tộc cao thủ, cũng là chợt phát hiện, lần này bọn họ cùng nhân loại giao chiến, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Đừng nói là một hơi toàn diệt đối phương, có thể hay không đánh thắng cũng thành vấn đề a. Nhìn lấy đây hết thảy, cái kia ngay từ đầu đến đây Long tộc đại hán, cười khổ lắc đầu liên tục thở dài. Ai, bọn họ đến tột cùng xông đến một cái dạng gì địa phương đây, cái này nha căn vốn không phải như loài người căn cứ a. Nơi này tu giả thực lực, sớm đã viễn siêu bình thường nhân loại tu giả, đều bắt kịp linh thú. Riêng là mấy cái kia cùng ba vị trưởng lão so chiêu cao thủ, chỉ sợ liền Long tộc hoàng giai cao thủ đều vạn vạn không bằng. Dù sao, Long tộc có thể không ai có thể bằng 3, 4 người lực lượng, đem trưởng lão đỡ được, nhưng bọn hắn. Thượng cổ cường giả. Bỗng dưng, Bạch Long trưởng lão tại cùng Đan Thanh Sinh bọn họ lại qua mấy chiêu về sau, cuối cùng một mặt ngưng trọng nỉ non lên tiếng. Nghe được câu này, Hắc Long cùng Xích Long hai người khuôn mặt khẽ nhúc nhích. Cũng là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bọn người người thì là ngây người một lúc, tạm thời rời đi vòng chiến, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Một cái lắc mình, đi vào trưởng lão thân một bên, cái kia hai tay đều phế đại hán hỏi ra tất cả người trong lòng nghi hoặc, Bạch Long trưởng lão, ngươi nói cái gì thượng cổ cường giả? Nghe đồn thượng cổ thời kỳ trong nhân loại, xuất hiện qua cùng linh thú Long tộc tương xứng cường đại tồn tại. Mà bên trong vượt xa chúng ta, thậm chí cùng 5 vị thánh thú đại nhân sánh vai cùng nhau, cũng là thượng cổ thập đế. Mí mắt nhẹ nhàng run run, Bạch Long trưởng lão nhẹ giọng kể rõ, khi đó thập đế môn hạ nhân loại tu hành cường giả, đều là có thể cùng Long tộc sánh ngang tồn tại, chỉ tiếc về sau một trận đại chiến, cường giả tất cả đều vẫn diệt. Chúng ta Long tộc cùng linh thú cường đại thân thể là tiên thiên thiên phú, từ đó về sau ngược lại là không có gì cải biến, nhưng nhân loại cường đại căn nguyên lại là thất truyền. Cho nên hiện tại nhân loại thực lực, so ra kém linh thú, cho dù nắm giữ nhiều nhất tối cao nhân loại pháp môn tu luyện thất thánh sơn cũng giống vậy, nhưng là hôm nay bọn họ. Nói đến đây, Bạch Long trưởng lão không nói, Hắc Long trưởng lão trầm ngâm một chút, sâu xa nói, bọn họ để cho chúng ta nhớ tới là cùng viễn cổ nhân loại cường giả chiến đấu một dạng, không xuất ra thực lực chân chính, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Tất cả Long tộc con cháu nghe lệnh, hiện ra chân Long hình thái. Một trận chiến này, chúng ta muốn toàn lực ứng phó. Cái gì, chân Long hình thái? Thân thể ngăn không được cùng nhau lắc một cái, tất cả Long tộc con cháu cũng hơi sững sờ. Chân Long hình thái là bọn họ Long tộc con cháu thú hình, một khi hiện ra nguyên thân, thực lực liền sẽ tăng nhiều. Nói như vậy, bọn họ bản thân thực lực cường đại, cho dù thân người hình thái, cũng có thể vung đồng cấp nhân loại cao thủ 180 con phố không thôi. Trừ phi gặp phải sống còn lúc, là không tiếc hiện chân thân đến đánh. Bởi vì tại bọn họ kiêu ngạo trong nội tâm, vẫn cho rằng, nhân loại nhỏ yếu không xứng bọn họ toàn lực ứng phó, nhìn thấy bọn họ chân thân hình dạng. Theo như truyền thuyết, trừ thượng cổ bên ngoài, cũng liền 50 vạn năm trước, bọn họ tập thể hiện qua một lần chân thân, bước lui thất thánh sơn tiến công, từ đó lại không nảy lệ, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay bọn họ bất quá 20 người nhóm giả, cũng không có đến sơn cùng thủy tận chi địa. Vậy mà liền muốn hiện chân thân. Cái này, có thể hay không quá tôn trọng bọn họ,
đáng giá sao? Hắc Long trưởng lão, ngài. Không cần nhiều lời, đã bọn họ có thượng cổ cường giả thực lực, vậy liền phối chúng ta dùng chân thân đối chiến. Trong mắt lóe lên vẻ kiên định, Hắc Long quay đầu nhìn hai vị khác trưởng lão liếc một chút, truyền thuyết thượng cổ long tộc cùng nhân loại đối chiến, dùng thì là chân thân, các ngươi cảm thấy thế nào? Cùng nhau gật gật đầu, hai người kia cũng là lộ ra sáng tỏ nụ cười, đồng ý. Vừa dứt lời, ba vị trưởng lão nhất thời mạnh mẽ thực sự cước bộ, trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, thẳng trên 9 tầng trời. Sau đó tại ba đạo khí phách hiên ngang tiếng long ngâm bên trong, thân thể lắc một cái, đột nhiên tản mát ra chói mắt ánh sáng. Đợi ánh sáng tiêu tán về sau, hồng, bạch, hắc ba đầu 100 trượng cự long, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, che khuất bầu trời, khí thế mãnh liệt, nhẹ khẽ vẫy một cái long đuôi, chính là cuồng phong gào thét. Lạc Gia Thành không hơn 110 km, tại cái này mãnh liệt phong cương phía dưới, cũng là lộ ra lung lay sắp đổ, hiểm yếu đổ sụp đồng dạng. Ba lão gia hỏa này khí thế, so vừa mới càng mạnh mấy chục lần. Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, Đan Thanh Sinh không khỏi quá sợ hãi, sắc mặt cũng cuối cùng ngưng trọng lên, ta nói bọn tiểu nhị, cái này phiền phức lớn, cũng không phải luyện tay đơn giản như vậy. Dựa vào chúng ta ba, bốn người vây một con rồng, đoán chừng cũng không chặn được tới đi. Da mặt nhẹ nhàng run run, Mộ Dung Liệt trong lòng căng thẳng, cũng là ngăn không được toát ra mồ hôi lạnh, đúng vậy a, không hổ là long tộc thánh giả, quả nhiên có một tay. Chúng ta nếu là không chặn được lời nói, toàn bộ thành trì đều muốn bị san thành bình địa, chúng ta tại thánh vực vừa mới đánh xuống một chút cơ nghiệp, liền muốn hoàn toàn bị hủy. Trầm trọng gật đầu, trên mặt tất cả mọi người đều là nghiêm túc. Các ngươi những thứ này người Lạc gia, không thể không nói, làm cho chúng ta lấy chân long hình thái đối phó các ngươi. Các ngươi đủ để tự ngạo, bất quá đáng tiếc, dừng ở đây. Cái kia hai tay thụ thương long tộc đại hán, ta dị xem mọi người liếc một chút, không khỏi cười nhạo lắc đầu, chúng ta đã từng lấy 100 đầu rồng thánh chân long hình thái, đối phó 1000 thánh giả, hủy qua một tòa thánh sơn. Mặc dù bây giờ chỉ có 3 tên rồng thánh, nhưng lại thêm hơn 20 hoàng giai long tộc cường giả, các ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, hoàng giai chân long hình thái đã đủ để tướng làm nhân loại các ngươi thánh giả, ha ha ha. Một tiếng cười khẽ, đại hán kia cũng là một đạo long ngâm ngửa mặt lên trời khỉ ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng thổ long, dương nanh múa vuốt. Tuy nói trước mặt hắn hai cái long chảo, vẫn là thụ thương, nhưng quang phần khí thế này, đã là đủ để đem Lạc gia một số phổ thông hoàng giai sợ đến khó có thể động đậy. Ngay sau đó, tiếng long ngâm liên tiếp, vừa mới còn đang đối chiến long tộc cao thủ. Một cái tiếp một cái biến thành cự long, cửu thiên rong chơi, gào thét không ngừng. Toàn bộ bầu trời đều bị cái này to lớn hắc ảnh bao phủ, giống như diệt thế chi tượng. Nhìn lấy cái này một bộ tận thế cảnh tượng, tất cả mọi người tâm đều ngăn không được trầm xuống, cau mày, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết, lại là không có một cái nào hữu hiệu. Cái kia ba đầu rồng thánh giao cho ta, còn lại những cái kia hoàng giai rồng. Các người những thứ này trước kiếm vương cao thủ chưa nói xong ứng phó không được a. Nếu không, muốn các ngươi làm gì dùng a. Chợt, một đạo lười biếng âm thanh vang lên, nói theo nói nhẹ xinh đẹp tiếng bước chân truyền vang tại tất cả mọi người bên tai, một bộ đồ đen bắt đầu hướng về phía trước chậm chậm đi đến. Hô! Gió dục mây vần, đen nhánh cái bóng tại cửu thiên xẹt qua, chiếm nửa phiến thiên không. Bạch long to lớn mắt rồng bên trong, chớp động lên đạm mạc tinh mang. Chăm chú nhìn phía dưới mọi người, một cái trắng noãn đuôi dài, tại tất cả mọi người đầu bên trên qua lại đong đưa, giống như lưỡi hái tử thần, treo ở trong lòng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Bạch! Chợt, cái kia bạch long long thân run lên, cái kia cái đuôi lớn liền hung hăng áp xuống tới, khủng bố uy áp, thậm chí ngay cả toàn bộ thành trì thành tường đều vỡ vụn thành từng mảnh lên, bột mịn dơ lên, như bão cát giống như phiêu đáng không trung. Đan Thanh Sinh bọn người cứ như vậy chăm chú nhìn, mí mắt rung động nhẹ nhẹ, lãnh khốc nghiêm túc, lại là cũng không có có động tác gì. Hiu! Thế mà, đúng lúc này, một đạo ánh đen xẹt qua bầu trời, thẳng tắp hướng Na Long đuôi bay đi. Đụng một tiếng, liền hung hăng đụng vào nhau. Cái gì? Song đồng ngăn không được run run, Bạch Long bỗng cảm giác chính mình cái kia như Thái Sơn áp đỉnh cái đuôi lớn bỗng dưng dừng lại, phảng phất có một cỗ cực kỳ sức mạnh cường hãn đứng vững đồng dạng. Ngay sau đó, liền cảm giác một trận bứt rứt đau đớn, bỗng nhiên dâng lên tâm trước.
Chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là cái gì? Phốc! Bạch Long cảm thấy kinh ngạc, bất khả tư nghị âm thầm hò hét. Thế nhưng là còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đến tột cùng vì sao, nhưng nghe một tiếng vang trầm phát ra, theo từng đạo trắng noãn lân giáp bay xuống không trung, tia tia huyết sắc cũng là giống như bay chảy nước giống như, tràn ngập hướng không trung các ngõ ngách. Không chỉ là những cái kia cái mũi nhạy bén long tộc con cháu, cho dù là đan thanh sinh những thứ này lòng đất vây xem nhân loại, cũng nghe thấy được cái kia mang theo chua xót mùi máu tươi tới. Trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại, những long tộc kia con cháu nhìn lấy bạch trưởng lão bỗng nhiên phiêu hồng cái đuôi, không khỏi hoảng hốt lên tiếng, làm sao có thể, trưởng lão thế mà thụ thương. Đến tột cùng là ai, cho lão phu lăn ra đến. Xít lên một tiếng, cái kia bạch long cũng là hung hăng nhìn chằm chằm phía dưới, song đồng đều biến đến đỏ bừng. Một chiêu, chỉ là một chiêu liền để hắn cái này rồng thánh thụ thương, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng ra chiêu người tất cũng không phải hạng người bình thường, cũng không phải trước mặt những người này có thể làm đến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này nho nhỏ lạc trong nhà thế mà tàng long ngọa hổ, trừ những cái kia giống như thượng cổ cường giả giống như nhân loại bên ngoài, còn có cao thủ trợ trận. Mà lại cái này cao thủ tuyệt không đã là có kích thương, thậm chí đánh giết long tộc thánh giả năng lực. Trong lúc nhất thời, Bạch Long sắc mặt càng ngưng trọng rất nhiều. Còn lại hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, một trái tim cũng là ngăn không được địa nhấc lên. Cái này lạc ra đến tột cùng thần thánh phương nào, đến cùng có bao nhiêu cao thủ ẩn tàng bên trong a? Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ tại tĩnh mịch trong thành chỉ vang lên, theo đan thanh sinh bọn họ nhường ra đường đến, cả người khoác màu đen áo choàng, khóe môi nhếch lên tà tiếu, nhưng nhìn qua cũng chỉ có 8, 9 tuổi thiếu niên. Chậm rãi đi tới, lại chính là kiếm đồng không thể nghi ngờ. Ha ha ha, ta là cha ta bội kiếm, ai dám nhúng chàm nơi này, ta chắc chắn hắn chém làm mảnh vụn. Bất quá long tộc thánh giả danh bất hư truyền, vừa mới một kiếm kia thế mà không có đem ngươi chặt đứt, chỉ là toát chút long lân xuống tới, xem ra thân thể ngươi làm thật là cường hãn a. Thằng nhóc con, mi mắt lắc một cái, Bạch Long nhất thời kinh hãi. Cùng còn lại hai người liếc nhìn nhau. Trong mắt đều là kinh nghi. Chẳng lẽ vừa mới một kiếm kia là tiểu oa nhi này chảm sao? Lão phu lại bị một cái nhân loại oa oa cho thương tổn bị thương. Cái này sao có thể? Lại nói, cái này lạc gia cất giấu đến tột cùng đều là chút như thế nào quái vật, một cái so một cái kỳ hoa. Ngươi vừa mới nói là ngươi thương lão phu. Long tộc thánh giả, thực lực mạnh, cũng là chứ danh thánh vực. Ta muốn trước mắt tại lạc gia bên trong. Trừ cha ta bên ngoài, cũng chỉ có ta có thể làm bị thương các ngươi a, có nghi vấn gì không? Nghi mắt nhẹ nhàng lựa chọn, kiếm đồng trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt, chẳng lẽ nói, các ngươi tự nhận nơi này ai cũng có thể chém bị thương các ngươi sao? Vậy các ngươi cái này thánh giả nhưng là quá không đáng tiền, ai cũng có thể giết, đến tột cùng là rồng, vẫn là trùng a. Ha ha ha, lớn mật, trong mắt chừng một cái, Hắc Long giận dữ lên tiếng. Sau đó liền hất lên đuôi dài, lần nữa hướng kiếm đồng nơi này đập tới, đã ngươi như thế bản sự, thì đón thêm lão phu cái này một đuôi đi. Nhưng ngươi như không tiếp nổi, toàn bộ lạc gia thành liền muốn bị san thành bình địa, thì để bọn hắn theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng a, hừ hừ. Hô! Cuồng phong gào thét, lại là một đạo hắc ảnh thẳng tắp đè xuống, che khuất bầu trời. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh mang, kiếm đồng mỉm cười, mạnh mẽ dậm chân. Tựa như mũi tên rời cung hướng cái kia Hắc Long trong nháy mắt phóng đi, một cái cánh tay phải hắc quang chợt hiện, cuồn cuộn sát ý, chất chứa ở giữa, đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút tiểu gia thực lực. Luận thân thể, Long tộc cùng thánh thú có thể đều không phải là thiên hạ mạnh nhất. Chánh thức tối cường nhục thân, có thể ở chỗ này đây, ha ha ha. Diệt thế kiếm, phá thiên. Đụng, hét lớn một tiếng. Màu đen cái đuôi lớn cùng kiếm đồng đen nhánh bóng người bỗng nhiên đụng vào nhau, phát ra đạo đạo nổ đùng. Khủng bố uy sóng, từng tầng gợn sóng phát ra, chấn động đến thiên địa vì đó run rẩy. Cho dù là những long tộc kia con cháu, cũng là tại cái này cường hãn khí áp dưới, nhịn không được khí tức trì trệ, từng bước chặt lui, đầy mặt vẻ không thể tin. Tiểu tử này, thật đúng là có thể ngăn cản Hắc Long trưởng lão toàn lực kết thúc a, cuối cùng là quái vật gì a? Còn có, hắn nói hắn là cha hắn bội kiếm, nhi tử đều như vậy như bức, cái kia lão cha lại là thần thánh phương nào a? Chẳng lẽ, cái này lạc gia thật còn có cao thủ chưa ra? Bỗng dưng,
Long tộc tất cả mọi người đã kinh hãi lại dị, thậm chí đều có chút bận tâm lên. Chúng ta lần này tùy tiện xuất kích, có phải quá qua loa, chọc tổ ong vỏ vẽ? Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, thánh vực còn có dạng này tồn tại, rõ ràng cao thủ đông đảo, lại đối ngoại bí ẩn không nói đâu. Phốc! Thế nhưng là, trong lòng bọn họ oán thầm cũng dừng ở đây. Nhưng nghe lại là một đạo trầm đục phát ra, một đạo hắc ảnh đột ngột địa xuyên qua cái kia to lớn long đuôi, thẳng tới bầu trời, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo thắng lợi tà tiếu. Mà cái kia đen nhánh cái đuôi lớn, thì là lân phiến bay ra, máu tươi phất phới. Giống. Một tiếng khàn giọng liệt phế nộ hống truyền ra, hắc long trưởng lão đã là đau đến co rút lên, còn lại long tộc con cháu thì là hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Em gái ngươi, lại một vị rồng thánh cao thủ bị đánh thương tổn. Mà lại lần này nghiêm trọng hơn, liền cái đuôi đều xuyên thủng. Đứa bé này, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này, quả thực làm cho người giận sôi a. Chỉ có Đan Thanh Sinh bọn họ nhìn lẫn nhau, phát ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Kiếm này đồng thế nhưng là thánh vực đều chưa bao giờ xuất hiện đế binh, có lẽ bị tu vi hạn chế, bản thân thực lực chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt long tộc thánh giả. Cho nên vừa mới đối Bạch Long một kiếm kia, hắn cũng chỉ gọt người ta một chút lân phiến, cũng không lo ngại. Thế nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là binh khí, luận lên cường độ thân thể, lại là so thánh thú còn biến thái, càng không nói đến là những thứ này long tộc. Dùng chính mình thân thể máu thịt đi đụng một khối thần thiết, đây không phải trứng chọi đá a, ngươi không đâm đến đầu rơi máu chảy mới là lạ chứ. Coi như ngươi luyện qua thiết xa trường, thật đúng là có thể đem cây đinh đập nát sao. Trên mặt tràn đầy cười nhạo, Đan Thanh Sinh bọn người nhìn lấy phía trên hai đầu rồng thánh thụ thương, ngăn không được rực rỡ cười rộ lên. Long tộc từ xưa am hiểu nhất thân thể, đáng tiếc lần này đụng phải đối thủ đi, ha ha ha. 3. Liền thương tổn lưỡng long, kiếm đồng đang đắc ý đây, lại là chợt nghe một đạo tiếng xé gió gào thét, thân thể mình đã là tại một đạo chớp mắt là tới hắc ảnh dưới, trong nháy mắt không thể động. Đợi kịp phản ứng, hướng về phía trước nhìn lên, lại chính gặp một đạo đỏ thẫm bóng người to lớn, chính chăm chú nhìn hắn không thả, thân thể mình cũng chính tại thân ảnh kia to lớn móng vuốt bên trong nắm chặt. Lại là đỏ long trưởng lão, thừa dịp hắn không chú ý, nhất chảo đem hắn thân thể bắt được. Khóe miệng nổi lên tà dị đường cong, đỏ long trưởng lão không khỏi đắc ý cười ha ha, ha ha ha. Tiểu gia hỏa, người quá bất cẩn, nhân loại chiêu số nhiều, võ kỹ mạnh, nhưng thân thể lại là yếu ớt vô cùng. Lão phu mặc dù không biết vừa mới ngươi làm cái gì cường đại võ kỹ, liền làm tổn thương ta hai vị rồng thánh. Nhưng bây giờ, ngươi người ngay tại ta chảo bên trong, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp, ngươi thì thịt nát xương tan, ngươi đã không còn đường sống. Há, cái kia mình thử một chút, lông mày nhíu lại, kiếm đồng lộ ra một đạo khiêu khích mỉm cười đến, trên cái thế giới này, có thể giết ta phương pháp không nhiều, nhưng bên trong tuyệt đối không có bóp nát đầu này, hắc hắc hắc. To lớn mắt rồng nhẹ nhàng run run, xích long chăm chú nhìn hắn, cả giận nói, khẩu khí thật là lớn, vậy lão phu hôm nay liền để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là thịt nát xương tan, hừ. Vừa dứt lời, xích long đã là hung hăng cắn răng một cái, đem long chảo hung hăng cầm bốc lên tới. Thế nhưng là, hắn quyền đầu vừa mới nắm chặt, lại là chợt trì trệ, cũng đã không thể động, cho dù hắn cố gắng nữa vào trong nắm tay, cũng không thể di động mảy may. Dường như có đồ vật gì kẹp lại giống như, chống đỡ hắn quyền đầu, nắm không đứng dậy. Đậu phộng, gặp quỷ cái này. Trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc, xích long vội vàng song chảo nắm chặt, hung hăng vào trong đè ép. Không khỏi hiển nhiên, cái này cũng không có bao nhiêu chứng dùng. Kiếm đồng một cái tay vịn cái cằm, thong dong tự tại, nhìn lấy cái kia xích long khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, ngăn không được sùi cười rộ lên, lão ra hỏa, coi chừng nắm tay thật chặt. Đem ngươi xương cốt vỡ nát. Tiểu gia ta cái này cương gân thiết cốt, thế nhưng là không chỗ ngoặt không nứt. Thằng nhãi con, chớ đắc ý, thì tính toán nhân loại các ngươi luyện thể mạnh hơn, cũng tuyệt đối so với không lên chúng ta long tộc. Hung hăng cắn răng, xích long mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vẫn như cũ hung hăng nắm quyền đầu. Còn lại tất cả mọi người chăm chú nhìn hắn, trong mắt lóe nghi hoặc, nhìn kết quả này như thế nào. Kiếm đồng thì là đánh cái hà hơi, buồn bực ngán ngẩm. Đúng là như chút nào cảm giác không thấy đau đớn giống như, nhìn lấy con rồng già này phí sức không có kết quả tốt bộ dáng, trong mắt tà dị càng ngày càng cái gì. Rốt cục, trải qua hơn phân nửa canh giờ dày vò, cái
cái kia xích long rốt cục thở hồng hộc, một mực căng cứng song quyền cũng run rẩy lên, như muốn buông ra giống như, rõ ràng dùng sức quá độ. Thế nhưng là, đúng lúc này, một mực bình tĩnh kiếm đồng, lại là bỗng dưng lóe qua một đạo hung ác mang, trong mắt chỗ sâu, càng là sát phạt lăng lệ chi sắc, chợt lóe lên. Xích long, cẩn thận! Tựa như phát hiện cái gì, Bạch Long hét lớn một tiếng, vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc, đã muộn, nhưng gặp một đạo kiếm khí màu đen tại cái kia màu đỏ long trảo bên trong vạch một cái mà qua, dâng trào máu tươi tựa như suối phun đồng dạng vẩy hướng lên bầu trời các ngõ ngách. Đồng thời, bốn cái tráng kiện long trảo thủ chỉ, cũng là đồng loạt tung tóe bay ra ngoài, hướng phía dưới vây xem mọi người chỗ đó rơi đi. Giống, một tiếng hét thảm, xích long chăm chú bưng bít lấy đỏ tươi móng vuốt, khàn giọng liệt phế. Kiếm đồng thì là lóe lên một cái, bay về phía không trung, cười to liên tục, ha ha ha. Lão gia hỏa, ta đã sớm cảnh cáo ngươi khác dùng quá sức, coi chừng kéo căng gãy xương đầu, hiện tại chẳng phải ứng nghiệm sao. Cảm thấy chưa phát giác run lên, mọi người thấy bộ này làm cho người chấn kinh tràng diện, đầy mặt hoảng sợ. Riêng là những long tộc kia con cháu, nhìn về phía kiếm đồng ánh mắt, đều lộ ra tránh thức vẻ sợ hãi. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì, đỏ long trưởng lão đều bắt đến hắn. Thế mà trăm phương ngàn kế đều không đánh chết, còn bị hắn gọt bốn ngón tay, cái này tại long tộc lịch sử, quả thực đều là thiên cổ kỳ văn A. Lại nói, tiểu tử này thân thể chẳng lẽ thật so mấy vị rồng thánh còn mạnh hơn? Nắm đều nắm không chết. Cái này lại làm sao có thể, trừ phi hắn không phải người. Không sai, hắn vốn cũng không phải là người, các ngươi cùng hắn so thân thể, quả thực cũng là tìm tai vạ. Vấn đề này, Đan Thanh Sinh trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Bất quá, kiếm đồng biểu hiện, cũng là để bọn hắn kinh ngạc cực kỳ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thật sự là Trác Phàm con ruột A, phương thức chiến đấu đều giống như đúc, đùa bỡn đối thủ tại trống trong bàn tay. Ba vị này rồng thánh, xem như bị đùa nghịch thảm, lại lấy mình sở đoản, tấn công địch mạnh. Còn chưa phát hiện, kiếm này đồng chỉ là hoàng giai, thể nội năng lượng yếu, nhưng thân thể lại là không người có thể hủy thần kiếm. Những thứ này rồng thánh nếu là lấy năng lượng trùng kích, công kích hắn nguyên thần, đoán chừng đã sớm đem hắn bước đến tử cảnh. Chỉ tiếc long tộc đối với mình nhục thể quá tự tin, lại không biết lần này đọ sức, thân thể ngược lại là bọn họ khiếm khuyết. Giống, thê thảm phẫn nộ gào thét trên không trung vẫn như cũ không ngừng nghỉ chút nào, xích long cắt ngón thống khổ, toàn thân đều mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía kiếm đồng ánh mắt, tràn đầy ác độc hung ác mang. Còn lại nhị long cũng là đã thống hận, lại kiêng kỵ nhìn về phía cái đứa bé kia, tìm kiếm lấy hắn nhược điểm. Long tộc con cháu nghe lệnh, tất cả mọi người cùng tiến lên, hủy cái này lạc ra thành. Thành bên trong nhân loại, một tên cũng không để lại, giết chết bất luận tội. Sốt cục, cái kia xích long phẫn nộ gào thét, hạ đạt không có một ngọn cỏ phá hủy mệnh lệnh. Nghe được lời này, bọn người rồng cũng là một trận ngửa mặt lên trời gào thét, liền cùng nhau hướng phía dưới phóng đi. Mạnh mẽ uy áp, nóng rực long tức, liên miên bất tuyệt địa phun xuống. Đan Thanh Sinh bọn người gặp này, cũng nghiêm túc, đạp chân xuống, liền phản xông đi lên, bảo vệ vệ gia tộc, tiêu diệt cường địch, khác để bọn hắn hồi đi cầu viện, giết. Chỉ một thoáng, lạc gia cùng long tộc thật khai hỏa. Không còn là lúc trước tiểu đà tiểu nháo vì luyện tay mà chiến, làm vinh dự mà chiến, mà là chân chính tử thù, cắt ngón mối thù, trọng thương mối thù. Tất cả mọi người giết thành một mảnh, long tộc cao thủ thực lực cường hãn, lấy một chọi 10. Lạc gia mặt này nhân số đông đảo, lấy 10 vây 1. Riêng là Đan Thanh Sinh những cường giả này, một người thì có thể đối phó một con rồng, càng là bị lạc gia chúng cường giả tương đối lớn cổ vũ. Cho nên cái này vừa mới chiến khởi, song phương đúng là liều cái tương xứng, ai cũng không làm gì được ai. Nhìn phía dưới dạng này cục diện, ba đầu rồng thánh tâm bên trong nặng nề. Bọn họ gần đến trước tuy nhiên làm đủ chuẩn bị, nhưng cũng không có nghĩ đến, trừ Thánh Sơn bên ngoài, Thánh vực bên trong còn có như thế khó gặm xương cốt, liền bọn họ long tộc đều gặm không nổi tới. Mà trận chiến này sau cùng quan trọng, rất hiển nhiên sẽ rơi xuống song phương tối cường giả đọ sức tới, cũng chính là mình ba đầu rồng cùng quái vật kia trẻ em. Nếu là mình tam long thắng, thêm vào vòng chiến, lập tức liền có thể đem cái này một đám nhân loại, diệt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng tương tự, như tiểu tử kia thắng, hắn đi đồ sát một đám hoàng giai, long tộc đệ tử, cũng là vài phút sự tình. Bởi vậy,
Lần này Lạc Gia cùng Long tộc chi chiến, vẫn là tại bọn họ Tam Long trên người một người quyết thắng thua. Nghĩ tới đây, Bạch Long cùng mặt khác lưỡng Long ngầm hiểu lẫn nhau, tiếp lấy bỗng nhiên hất lên đuôi dài, liền cùng nhau hướng kiếm đồng giáp công đi qua, đúng là lấy ba đánh một sách lược. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, đoán chừng Long tộc mặt mũi liền bị mất hết. Dù nói thế nào các ngươi cũng là Long tộc trưởng lão, ba cái lão quái thú, khi dễ một đứa tiểu hài nhi, muốn mặt không biết xấu hổ. Thế nhưng là, bọn họ hiện tại đã cái gì đều chú ý không? Đứa trẻ này nhi cũng không phải bình thường hài đồng, như đơn đả độc đấu lời nói, vừa mới bọn họ đã có huyết giáo huấn, từng cái phiêu hồng, mỗi lần thụ thương. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chờ bọn hắn mạng già bị vật nhỏ này từng cái kết về sau, đoán chừng lại nghĩ liên thủ kháng địch, đều không cơ hội này. Đụng, lóe lên một cái, Hắc Long dẫn đầu đi vào kiếm đồng bên người, một tiếng gào thét, chính là long đuôi lần nữa vung lên, hung hăng nện ở kiếm đồng trên thân, trong nháy mắt liền đem hắn quất bay ra ngoài. Thế nhưng là, hắn còn đến không kịp dừng thân hình, Bạch Long bóng người đã là tại hắn bay đi trên đường chờ trực đã lâu, sau đó đồng dạng nhất chảo đánh ra, lần nữa đem hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Mạnh chấn động mạnh sóng, ở trên người hắn không ngừng rung động, chấn động đến đinh đương loạn hưởng, thế nhưng là hắn cũng không quan tâm, dù sao vô hại không đau. Vật lý đả kích, đối với hắn căn bản vô hiệu. Nhưng điểm này, những thứ này rồng thánh lại hoàn toàn không rõ ràng, hai đầu cự long ra chiêu về sau, xích long cũng là ngựa không dừng vó đến hắn bị đánh bay phương hướng, khóe miệng xẹt qua lạnh lẽo đường cong. Sau đó hung hăng một quyền, dùng ra so lúc trước càng mạnh mấy lần lực lượng, mang theo vô tận hận ý, hung hăng nện ở trên người hắn, lần nữa đem hắn đập bay. Cứ như vậy, theo phanh 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 tiếng vang liên tiếp không ngừng, kiếm đồng thân thể một mực tại không trung bay múa, thì không dừng lại tới. Ba đầu cự long thì là đổi lấy phương hướng, đem cái này ấu tiểu thân tử, không ngừng đánh tới hướng hư không, chỉ là giây lát công phu, liền đã là vừa đi vừa về mấy chục ngàn thứ hai nhiều. Cái này muốn là cho người bình thường lời nói, coi như luyện thể cường hãn nữa, đoán chừng đã là bị nện thành phấn vụn. Nhưng kiếm đồng nhưng như cũ không đau không ngứa, khóe miệng vĩnh viễn treo khinh thường ý cười. Rốt cục, tại mấy chục ngàn lần liên kích về sau, ba đầu rồng đã là mệt mỏi thở hồng hộc, kiếm đồng bóng người cũng cuối cùng trên không trung dừng lại, cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, tiểu tử này đến tột cùng là mặt hàng gì a? Ba người chúng ta lẫn nhau liên kích mấy chục ngàn lần, hắn liền xem như khối sắt, đều nên bị đánh mềm, làm sao hắn chả cùng người không việc gì giống như, đây là nhân loại sao? Thật sâu nhìn một chút kiếm đồng phương hướng, xích long từng ngụm địa thở hổn hển, đầy mặt không cam lòng, lại vừa bất đắc dĩ. Còn lại nhị long, cũng là dừng gật đầu không ngừng, trong đầu 100.000 đầu thảo nê mã phi nước đại. Tà cười một tiếng, kiếm đồng trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo. Hai ngón khép lại thành kiếm, trên không trung hung hăng hất lên, phát ra gào thét phong minh, leng keng có lực, giống như kim qua. Vừa mới các ngươi mấy lão già đánh đủ a, hiện tại giờ đến phiên ta. Vừa dứt lời, kiếm đồng liền bỗng nhiên một bước, hung hăng hướng xích long chỗ đó phóng đi, vừa mới gọt ngươi bốn ngón tay, lần này ta liền ngươi toàn bộ long chảo đều gọt sạch, ha ha ha. Sợ hãi cả kinh, xích long nhận qua hắn tàn nhẫn, không dám ngạnh kháng. Vội vàng một cái nghiêng người, lòng đuôi hất lên, trong nháy mắt liền né tránh đi, kiếm đồng cái kia hiện ra hắc mang kiếm chỉ, nhìn xem theo xích long bên người xẹt qua, máu phía dưới vài miếng đỏ thẫm long lân tới. Gào to, không tệ nha, lớn như vậy thân thể, không nghĩ tới rất linh hoạt mà. Lộ ra gian trá nụ cười, kiếm đồng thân thể chuyển một cái, đã bỏ lỡ một kiếm, lần nữa hướng xích long tránh lái phương hướng vung chảm, bất quá đáng tiếc. Ta một kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát chiêu số, hừ hừ. Bạch, một đạo ánh đen theo kiếm chỉ bắn ra, thẳng tắp hướng cái kia to lớn long thân bay đi, giống như mở cung thần mũi tên, chớp mắt là tới. Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, xích long không khỏi hoảng hốt, có lẽ là tâm lý tác dụng, một kiếm này cũng không phải là kiếm đồng tự thân lên trước bổ tới, hắn cũng không dám tùy tiện dùng thân thể ngăn cản, vạn nhất cho hắn chém thành hai khúc làm sao bây giờ. Nhưng là bây giờ nguy cơ đã tới, hắn tránh cũng tránh không rơi, không chặn lại không được. Lâm nguy phía dưới, hắn đành phải thở sâu, bỗng nhiên mở cái miệng rộng, chính là một đạo đỏ thẫm ánh sáng bỗng nhiên bắn ra, long uy ba, bảo. Đụng,
Màu đỏ thấm cùng màu đen kiếm cương hung hăng đụng vào nhau, nhất thời phát ra to lớn oanh minh, vang vọng tứ phương. Xích Long chấn động đến thân thể rung động động một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng, kiếm đồng thì là thân thể bỗng nhiên lắc một cái, đang 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 hướng về sau liền lùi lại 10 bước, trên mặt chưa phát giác có chút chiều hồng. Hai mắt tỏa sáng, Bạch Long nhìn lấy đây hết thảy, dường như phát hiện cái gì, đại kêu ra tiếng, mau nhìn, tiểu tử kia lại bị phản chấn dư âm đẩy lui, mà lại tựa hồ còn có chút thống khổ bộ dáng. Này sao lại thế này, chúng ta vừa mới đối với hắn muôn vàn đánh đều không đả thương được hắn một sợi lông, một chút phản chấn mà thôi, làm sao lại để hắn. Mi mắt hơi hơi run run, Hắc Long kỳ quái nói. Trầm ngâm một chút, Bạch Long nhất thời kịp phản ứng, ta biết, vừa mới phản chấn là năng lượng phản chấn, bị chấn động không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần. Hắn thân thể xác thực mạnh khủng bố, ngay cả chúng ta đều cảm thấy không bằng. Nhưng là hắn nguyên thần, lại cùng bình thường hoàng giai chênh lệch không hai, chí ít không biết biến thái như vậy. Chúng ta công kích trực tiếp hắn nguyên thần, tất nhiên có thể vài phút giết chết hắn. Đúng a, chỉ lúc trước chúng ta đều là ỷ vào thân thể cùng nhân loại đánh, hoàn toàn không có cân nhắc qua công kích đối thủ nguyên thần sự tình. Không nghĩ tới lần này gặp phải thân thể như thế biến thái, chỉ có thể học nhân loại một dạng công nguyên thần, ha ha ha. Không sai gật đầu, Hắc Long chưa phát giác sủi cười ra tiếng, nhìn về phía nơi xa Xích Long cũng là lập tức minh bạch bọn họ ý tứ, chưa phát giác lộ ra gian trá đường cong. Mi mắt lắc một cái, kiếm đồng đối xử lạnh nhạt quét ba người không tốt sắc mặt một phen, một trái tim dần dần trầm xuống, thân thể cũng tại hơi hơi lui về phía sau lấy. Hỏng bét, ba lão gia hỏa này phát hiện ta yếu thế. Cùng bọn hắn liều thân thể, coi như 100 đầu rồng đến cũng không quan trọng, thế nhưng là bọn họ muốn công ta nguyên thần lời nói. Nghĩ tới đây, kiếm đồng đã là có thoái ý, hai con ngươi nhìn hai bên một chút, nhìn có thể hay không tìm mấy người, giống đan thanh sinh những tên kia, liên hợp lại bảo vệ ta nguyên thần đâu. Bất quá đáng tiếc, ba đầu rồng thánh rất hiển nhiên không có cho hắn mảy may lật bàn đào tẩu cơ hội, hồng, bạch, hắc ba đạo sóng ánh sáng, lần lượt hướng hắn bên này bắn tới. Long uy ba, cảm thấy một thân kêu to, tam long cùng nhau há miệng. Mí mắt không khỏi hung ác, kiếm đồng vội vàng trốn tránh, thế nhưng là tránh thoát một đạo, còn có một đạo. Ba đạo cường đại sóng ánh sáng đem hắn mỗi cái đường lui phong tỏa, hắn nhất định phải đối mặt bên trong một đạo. Kết quả là, tại cái kia xích long mặt sóng trước, hắn lần nữa một kiếm vung ra, cùng cái kia đỏ sóng liều cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là cái kia dư âm chấn động, vẫn là để hắn một trận tâm thần rung động, liên tiếp lui về phía sau, tránh né thân pháp cũng bị xáo trộn. Đúng lúc này, ba đạo sóng ánh sáng hợp nhất, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, kiếm đồng cảm thấy kinh hãi, muốn lại tránh, lại là không có cơ hội. Cho dù hắn lại chém ra một kiếm ngăn lại, ba đạo rồng sóng uy lực, cũng tất nhiên có thể đem hắn chấn thần hồn trọng thương. Cái này nhất thời, hắn đã là không có cái gì chạy trốn đường lui. Mà nhìn lấy đây hết thảy, cái kia ba đầu cự long cũng lộ ra nụ cười đắc ý. Tiểu quái vật này, rốt cục muốn xong, hắc hắc hắc. Ông! Thế mà, đúng lúc này, một nói không gian ba động vang lên, từ năm đầu nhan sắc khác nhau cự long đầu đuôi dính liền, chỗ tạo thành một mặt đen nhánh tấm gương, lại là đột ngột đến ngăn tại kiếm đồng trước người. Cha! Thấy tình cảnh này, vốn là đã là mặt mũi tràn đầy nặng nề chi sắc kiếm đồng, nhất thời vui vẻ ra mặt, đại kêu ra tiếng. Mà ba đầu cự long cũng là không khỏi cảm thấy hơi hồi hộp một chút, bỗng dưng ngây người. Cha! Tiểu quái vật cha, đây chẳng phải là lão quái vật muốn đi ra. Oanh! Ba đạo nhan sắc khác nhau long uy ba hung hăng đụng vào cái kia trên mặt kính, thẳng đem tấm gương kia đánh đến một trận run rẩy lay động. Thế nhưng là rất nhanh, tấm gương kia phía trên liền một dải hào quang xẹt qua, từng đạo hắc khí giống như vòng xoáy đồng dạng xoay tròn, phảng phất là một cái không đáy hắc động giống như, hô một chút, liền đem cái kia cường hãn ba động toàn bộ thôn phệ vào bên trong, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Cái này sao có thể? Sáu cái to lớn mắt rồng cùng nhau run rẩy một chút, bất khả tư nghị nhìn lấy cái kia quỷ dị tấm gương, đã là hoàn toàn ngây người. Cứng ngắc thật lâu, mới cuối cùng kịp phản ứng, đại kêu ra tiếng, lĩnh vực thần hồn ngưng tụ địa hoàng cực thiên ấn, thôn phệ vạn vật. Thế nhưng là dù vậy, ba chúng ta chỉ long thánh cùng một chỗ phát ra long uy ba, cũng vạn vạn không biết cái này chỉ là hoàng cực thiên ấn nuốt mất ha.
Cái này lĩnh vực thần hồn không gian kết cấu, đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào? Nghe đến Bạch Long nói, Hắc Long cũng là cả kinh, bất khả tư nghị hô lên đến, sau đó chăm chú nhìn tấm gương kia, càng xem càng đáy lòng phát lạnh. Không hổ là tiểu quái vật kia lão tử, đây thật là một cái so một cái đổ biến thái, tất cả đều vượt qua lẽ thường a. Siêu siêu siêu. Thế mà, còn không đợi bọn hắn kinh hãi tâm lắng lại một chút, từng đạo tiếng xé gió lại là đột ngột được từ cái kia hắc trong kính truyền đến, sau đó liền gặp từng đạo đen nhánh long chảo, cấp tốc theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong thoát ra, chớp mắt liền có mấy trăm nói nhiều, giống như như mũi tên rời cung, cùng nhau hướng không trung những cái kia cự long bay đi. Tạch tạch tạch, những cái kia cự long còn không có kịp phản ứng, đã là thân thể siết chặt, nhất thời cứng đờ. Đợi quay đầu nhìn lên, mới gặp chẳng biết lúc nào, trên người mình đã là vô duyên vô cớ nhiều 4-5 nói màu đen cự chảo, bị nắm thật chặt. Mà lại cái kia thiết chảo sự cường ngạnh, giống như tinh cương, những cái kia hoàng giai cự long liều mạng giãy giụa một chút, lại là nửa phần dấu hiệu buông lỏng đều không có, mới không khỏi quá sợ hãi lên. Cái này, đây là cái gì quỷ đồ chơi? À, một tiếng hô quát, cái kia đen nhánh thiết chảo đã là mang theo một đầu cự long. Đột một địa kéo vào hắc trong kính, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, nhưng nghe từng đạo ai hô âm thanh không dứt, còn lại những cái kia cự long cũng là ào ào bị kéo vào cái kia khủng bố vòng xoáy bên trong, hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ vân không, vừa mới vẫn là che khuất bầu trời cự long gào thét, bất quá trong nháy mắt, đã là dương quang sáng lạn, ngàn dặm không mây, chứ còn sót lại ba cái long thánh, còn tại đảm nhiệm mây đen tác dụng bên ngoài. Còn lại tất cả long tộc con cháu, tất cả đều bị thôn phệ hầu như không còn. Thấy tình cảnh này, cái kia ba đầu cự long triệt để kinh ngạc đến ngây người, cho dù là Đan Thanh Sinh bọn họ, cũng là hoàn toàn mắt trợn tròn. Trác Phàm tiểu tử này hoàng cực thiên ấn, đến tột cùng là cái quái gì, làm sao lại như thế biến thái đâu. Mình nhiều lắm là một người đối phó một con rồng thì không sai biệt lắm, có thể tiểu tử này ngược lại tốt. Một người một hơi liền đem những thứ này long tộc cao thủ tất cả đều thu thập sạch sẽ. Không hổ là mình Lạc gia người nắm giữ a, vừa ra tay thì biết rõ có hay không, giường cột phân lược, danh phó thực. Ba ba ba. Đúng lúc này, tất cả mọi người cùng rồng đều có chút hoảng hốt thời điểm, nhưng nghe mấy đạo thanh thúy thanh vang lên, ba đầu long thánh giật mình, hướng về sau xem xét, lại là ngột đến hoảng hốt lên tiếng. Nguyên lai giờ này khắc này, trên người bọn họ cũng quấn lên những cái kia màu đen thiết chảo, vững vàng nắm lấy, như như tinh cương. Bọn họ hung hăng lắc lư một chút thân thể, đúng là không có tránh thoát. Lần này, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao những long tộc kia con cháu sẽ như vậy tùy tiện bị bắt nhập hắc động kia, bởi vì cái này thiết chảo thật sự là quá mức cứng rắn, lực lượng mạnh mẽ, cũng mảy may không tại bọn hắn long tộc thể phách phía dưới, thậm chí còn hơn. Chỉ là bọn hắn vẫn là minh bạch. Là nhân loại nào ngưng tụ hoàng cực thiên ấn, sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, bọn họ cũng không có rảnh tại nghĩ lại. Cái này thời điểm cục thế, đối bọn hắn thế nhưng là khá bất lợi a. Tuy nhiên bọn họ là ba đầu long thánh, nhưng phía dưới một đám nhân loại cường giả cũng không phải hời hợt thế hệ, riêng là tiểu quái vật kia, tăng thêm bây giờ còn chưa lộ diện lão quái vật, càng là rất là nguy hiểm. Bọn họ rằng có tiếp nữa, chỉ có một con đường chết. Sau đó, Tam Long liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, liền tất cả đều khí thế đại phóng, thân thể cường hãn tụ lên toàn thân chi lực hung hăng bãi xuống. Ba ba ba, liên tiếp tiếng vang, liên tiếp địa nổ tung, Tam Long không hổ là Long Thánh, những cái kia đem hoàng giai Long tộc tùy tiện hàng phục hắc Long chảo, gặp phải cái này Long Thánh liền hoàn toàn không cần. Nhưng là cái này Tam Điều Lão Rồng chạy thoát về sau, cũng không dám ham chiến, lập tức hất lên đuôi thì hướng nơi xa bỏ chạy. Mụ nội nó, lần này thật đúng là lật thuyền trong mương. Các ngươi chờ đó cho ta, các loại ba người chúng ta trở về triệu tập nhân mã, lại đến san bằng các ngươi này nhân loại căn cứ, cứu ra chúng ta long tử long tôn, hừ. Gào to, nghĩ thoáng chuồn mất, không dễ dàng như vậy, ta đi đem bọn hắn ngăn lại. Xa xa nhìn lấy bọn hắn thất kinh bóng lưng, Kiếm Đồng nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn đứng dậy. Thế nhưng là còn không đợi hắn động tác. Một tiếng quát nhẹ đã là bỗng dưng truyền đến hắn bên tai, Kiếm Đồng dừng lại, ta đi. Hiu. Một đạo hắc ảnh đột ngột đến bay thẳng bầu trời, đem cái kia ma linh thôn thiên kính thu nhập thể nội, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Xa xa nhìn một chút Tam Long dần dần biến mất bóng lưng,
Trác Phàm khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, dưới chân đạp nhẹ, chỉ là một bước, liền trong nháy mắt một cái hư huyễn, biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào Tam Long bay thẳng phía trước, ngăn lại bọn họ đường đi. Thật nhanh, trong mắt không khỏi hung hăng run run, phía dưới mọi người cùng nhau hoảng hốt lên tiếng, đây là cái gì thân pháp, thế mà có thể bắt kịp Long Thánh bay trên trời tốc độ. Cái kia ba đầu cự long cũng là chưa phát giác kinh hãi, sắc mặt bỗng dưng ngưng trọng lên. Chẳng lẽ hắn cũng là lão quái vật kia sao? Hỏng bét, quả nhiên không phải dễ dàng tới bối. Bất quá, coi như hắn lại thế nào không dễ ứng phó, ba chúng ta đầu rồng tộc thánh giả muốn rời khỏi, hắn còn có thể ngăn được hay sao? Hừ hừ, coi như thánh sơn thánh giả, cũng không có mấy cái có dạng này năng lực. Nghĩ như vậy, ba đầu cự long lần nữa liếc nhau, đều đạt thành tương đương ăn ý. Long đuôi hất lên, tốc độ đột ngột tăng, lại là không quan tâm, muốn thẳng tiến lên. Đối với Trác Phàm dạng này không mò ra nội tình cường giả, bọn họ nếu là ham chiến, rất có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng là bọn họ như dồn sức bay thẳng, chỉ là nhân loại là vạn vạn không cản được bọn họ. Cuồng mãnh gió lốc dẫn tới thiên địa biến sắc, ba đạo cấp tốc ánh sáng, dường như vẽ khai thiên địa trường đao, làm cho toàn bộ bầu trời đều xuất hiện ba đạo đen nhánh vết nứt. Sắc bén, thế bất khả kháng. Đáng tiếc, cái này như là đụng phải người khác, bọn họ cũng liền tiến lên, nhưng hiện tại bọn hắn hết lần này tới lần khác thì đụng phải vừa mới truyền thừa tứ đế đạo thống Trác Phàm, như vậy. Chậm rãi nâng lên kỳ lân tí đến, Trác Phàm yên tĩnh địa đứng ở vân không chi đỉnh, mắt bên trong bình tĩnh không lay động, thậm chí toàn bộ thiên địa đều bị cái kia ba đầu cự long quấy đến cuồng phong bốn làm, lại chỉ có hắn cái này đất cắm rùi, bình tĩnh giống như không gió mặt hồ, lộ ra dị dạng quỷ dị. Kỳ lân phách quyền. Trong lòng nhẹ nhàng nỉ non một chút, Trác Phàm tại cái kia ba đầu rồng sắp gần trước mặt, nhẹ nhàng một quyền chậm rãi đẩy đi ra. Nhưng là tại hắn quyền kình thoát thể trong tích tắc, lại là đột nhiên bạo phát ra nóng rực hồng mang, giống như núi lửa bạo phát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa, cả mảnh trời khung, trong nháy mắt vỡ vụn thành một phái đen nhánh lỗ trống. Cái kia ba đầu cự long còn không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền bỗng nhiên giáng đầu một trận oanh minh đau đớn, giống như một đầu đụng tới cái gì tường đồng vách sắt giống như, trong nháy mắt bị bắn ngược trở về, trên trán long giác lân giáp, cũng là nương theo lấy từng đạo đỏ thẫm máu tươi, vẩy ra hướng bốn phương tám hướng. Bọn họ tam long to lớn thân thể, cũng là bay ngược lấy lật mười mấy hư không vòng, mới miễn cưỡng nghe hạ thân tới. Chờ lão đảo địa lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía nơi xa Trác Phàm tà dị khuôn mặt lúc, tam long trong mắt đã tràn đầy kinh khủng. Làm sao có thể? Một quyền đem ba vị long thánh đánh lui, hắn có thể chỉ là cái hoàng giai đỉnh phong tu giả mà thôi à? Sao lại thế? Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền nhớ tới vừa mới kiếm đồng. Đúng, cái này nha vẫn là tiểu quái vật kia cha. Cái này thì không kỳ quái, có cái gì dạng lão tử, thì có cái gì hình dáng tử. Hắn nhi tử thân thể đều biến thái như vậy, huống chi là cái này làm lão tử. Trong lúc nhất thời, Tam Long cảm thấy trầm xuống, càng thêm bắt đầu thấp thỏm không yên, thậm chí trong mắt đều có tránh thức vẻ sợ hãi. Cái này phiền phức lớn, nói không chừng bọn họ hiện tại ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Dưới đáy nhìn lấy đây hết thảy mọi người, cũng là bị vừa mới một màn cả kinh trợn mắt hốc mồm, thật lâu không bình tĩnh nổi mà đến. Ba đầu cự long thế mà bị một quyền ngăn cản trở về, cái này Trác quản gia thực lực thật đúng là càng biến thái a. Đáng chết, thế nào cảm giác cùng tiểu tử này chênh lệch càng lớn đâu. Bách Lý Cảnh Thiên cũng là ngăn không được khẽ cắn môi, bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí tới. Một bên Bách Lý Ngự Lôi lấy lại tinh thần, liếc hắn một cái, bật cười lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Vốn là hắn là thụ Bách Lý Ngự Vũ nhờ, giúp vài chuyện nhìn lấy Bách Lý Cảnh Thiên. Hiện tại, còn dùng nhìn sao, mỗi lần mọi người đột phá, Trác Phàm đều có thể kéo ra tất cả mọi người một mảng lớn chênh lệch. Bây giờ, đã là khoảng cách chi khe, hắn coi như đánh lén đều thương tổn không tiểu tử kia một sợi lông. Ngự Vũ, người yên tâm đi, ha ha ha. Nhẹ nhàng nâng bước tới trước, Trác Phàm không có thừa thắng xông lên, trái lại mười phần lễ độ hướng ba đầu cự long ôm một cái quyền, cười nói các vị long tộc bằng hữu, tại hạ chờ trực đã lâu. Thế nào, người sớm biết chúng ta muốn tới. Đương nhiên, Đổ Thành làm thánh vực tin tức linh thông nhất một cái khu vực, ta ở nơi đó xuất ra một thanh long lân luyện chế thánh binh,
sớm muộn hội truyền đến Long tộc trong lỗ tai, các ngươi lại há có thể không tới. Nói như vậy, cái này tất cả mọi thứ, đều là bẫy dập. Không khỏi giật nảy cả mình, Bạch Long một mặt kiêng kỵ nhìn về phía Trác Phàm, người đến tột cùng là ai, làm như vậy có gì mục đích? Vẫn là nói, nhân loại các ngươi lại muốn làm cái quỷ gì, mang theo Thánh Sơn đám người kia cùng chúng ta khai chiến. Mỉm cười lấy lắc đầu, Trác Phàm lộ ra thần bí nụ cười, ba vị tiền bối chớ nên hiểu lầm, chúng ta cùng Thánh Sơn không có quan hệ. Chỉ là muốn mời các vị tại trong thành ở mấy ngày, đến lúc đó có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Có chuyện quan trọng gì, liền theo chúng ta hồi Long vực nói đi. Còn người hai bên đi loanh quanh, Bạch Long cảm thấy không yên lòng, lớn tiếng nói. Mỉm cười, Trác Phàm thở dài, xem ra ba vị trưởng lão vẫn là không tin ta à, cái kia không có cách, đành phải mời ba vị trưởng lão ủy khuất một chút, ảnh phược. Vừa dứt lời, Trác Phàm một cái lắc mình, nhất thời xuất hiện tại Tam Long bên người. Bọn họ gặp này, chưa phát giác kinh hãi, nhưng còn không chờ bọn họ động tác, lại là hô một tiếng, ba đạo bóng đen vẫn Trác Phàm trên thân bắn ra, trong nháy mắt bao trùm bọn họ, như đen nhánh kén tầm cũng đã không thể động. Đen nhánh mặt kính xuất hiện lần nữa, Trác Phàm vung tay lên, liền đem Tam Long vung ra trong gương. Sau đó như vô sự địa vỗ vỗ tay, chậm rãi rơi xuống. Bất quá, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, lại là càng thêm kính nể, Đan Thanh Sinh càng là ngăn không được thở dài, tiểu gia hỏa, lúc trước lão phu mới thấy ngươi, liền biết ngươi là đầu chân long, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể đi được xa như vậy, ngay cả chúng ta những lão gia hỏa này, đều muốn nhìn mà than thở. Cho dù là năm đó bất bại kiếm tôn, đều không để cho chúng ta cảm thấy lớn như thế chênh lệch. Nghe được lời này, bọn người người ngăn không được địa gật đầu, liên tục tán thưởng, khuôn mặt bên trong còn có chút chua xót. Đan lão khách khí, ta bất quá vận khí tốt, thụ tiền bối cao nhân chỉ điểm khá nhiều a. Mỉm cười, Trác Phàm trấn an một chút những thứ này trong lòng thất lạc lão gia hỏa một chút, liền lại một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, đối Lệ lão, ta để ngươi tra sự tình thế nào. Trịnh trọng ôm một cái quyền, Lệ Kinh Thiên khom người nói, Trác quản gia xin thứ tội, sự kiện này có chút khó làm, cái chỗ kia đã sớm bị san bằng, thực sự cha không ra cái gì có giá trị manh mối. San bằng. Đúng vậy a, truyền thuyết trăm năm trước trời xuống dị tượng, chỗ đó long trời lở đất, tất cả mọi người tại cái kia lần dị tượng bên trong bị chết, không ai sống sót. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Lệ Kinh Thiên từng cái bẩm báo, nhưng trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút, không khỏi kỳ quái, cho dù là thiên địa tai nạn, cũng nên có chút người sống sót đi. Coi như không có người sống, cũng nên có chút manh mối, hoặc là chỗ đó người nhóm lưu lại di tích. Nhưng là kỳ quái là, chỗ đó không có cái gì. Nếu không phải lúc trước một số hành cước thương nhân trên đường đi qua chỗ đó, nhìn thấy thiên biến, dọa đến chạy lời nói, người nào đều khó có khả năng biết nơi đó còn có nhân loại ở lại qua. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm cảm thấy không sai, thì ra là thế, làm được thật đúng là triệt để a. Trác quản gia, ta muốn hay không lại tiếp tục tra? Không cần, tin tưởng không có gì có thể tra. Chậm rãi khoát khoát tay, Trác Phàm lại nói, đúng, Diệp Lân, tiểu tam tử cùng Tước Nhi hiện tại ở đâu cái thành trì đóng giữ. Người đi đem bọn họ cho ta triệu hồi đến, phái người khác thay thế bọn họ. Vâng. Khẽ khom người, Lệ Kinh Thiên lập tức lĩnh mệnh rời đi. Trác Phàm thì là phất phất tay, phân phát mọi người, lần nữa trở lại trong mật thất, tính tọa tu luyện. Tuy nhiên hắn hiện tại đã đột phá hoàng giai, nhưng là đối với tứ đế truyền cho hắn đại đạo, còn cần tĩnh tâm lĩnh ngộ. Nếu không phải bỗng nhiên cảm giác được long tộc cao thủ đến, hắn cũng không có khả năng nửa đường đánh gãy, đi nên trả cho bọn họ. Kết quả là, cứ như vậy một tháng sau, mật thất cửa bên ngoài vang lên Lệ Kinh Thiên to khỏe tiếng nói, Trác quản gia, Diệp Lân, Tam Thiếu gia cùng Tước Nhi tiểu thư đều trở về, chính ở đại sảnh chờ. Tốt, ta lập tức đi. Bỗng dưng mở ra hai con ngươi, lóe qua một đạo dị dạng tinh mang, Trác Phàm lộ ra một tia cười yếu ớt. Sau đó hắn liền đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau liền tới đến đại sảnh bên trong. Mà nhìn thấy hắn xuất hiện, ba người đều là tiến lên thi lễ. Phụ thân, đại ca, không cần phải khách khí, ngồi trước tốt, nhẹ nhàng phất phất tay, để bọn hắn ngồi xuống, Trác Phàm cười nói, như thế nào, tại cái kia ba tòa thành trì làm thổ hoàng đế, nhất định tiêu diêu tự tại đi. Liếc nhìn nhau, ba người đều là khinh thường bĩu môi, Diệp Lân càng là thở dài một tiếng. Đại ca,
chúng ta mấy cái đi làm thành chủ, tuyệt đối là trong cuộc đời nhàm chán nhất sự tình. Chúng ta muốn làm thổ hoàng đế lời nói, tại phàm giai chính là, làm gì cùng ngài đến thánh vực đâu. Mà lại ngài gần nhất làm việc, có thể không chính công a? Làm sao, không khỏi sững sờ, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Diệp Lân không có mở miệng, tiểu tam tử cũng là điều cười một tiếng nói, phụ thân, chúng ta mới rời khỏi bản bộ bao dài thời gian a, vừa về đến lại phát hiện những lão gia hỏa kia lại toàn mẹ hắn đột phá. Sau khi nghe ngóng mới biết được, lại là ngài kiệt tác. Mấu chốt là, có cái này chuyện tốt ngài mang ta lên nhóm a. Hiện tại bọn hắn đều thành hoàng giai, chúng ta trước kia cùng bọn hắn đồng dạng thực lực, bây giờ lại bị bọn họ rơi một mảng lớn, này chúng ta tìm ai phân xử đi. Thì là, có cái này chuyện tốt cũng không đem chúng ta gọi trở về cùng một chỗ chia sẻ, thực sự quá không công bằng, hừ. Diệp Lân cũng là theo chân không ngừng gật đầu, trên mặt hiện ra một chút tức giận. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thở dài, các ngươi đừng vội, đây chính là một cái ngoài ý muốn. Ta phải tứ đế truyền thừa, chính bế quan tu luyện, ai ngờ đế cảnh đại đạo hội mây ngũ sắc đại phóng, giúp ta lĩnh ngộ, thuận tiện cũng mở ra toàn bộ Lạc Gia thành đại đạo lĩnh hội, lúc này mới gây nên toàn thành đột phá kỳ quan, ta chuyện trước cái nào có thể biết những thứ này. Mà lại, tiểu tam tử các ngươi là thánh thú, cái này ngộ đạo không có quan hệ gì với các ngươi, huyết thống mới là quan trọng, các ngươi theo lên cái gì hống. Chúng ta chỉ là vì, Diệp Lân hắn bất bình a. Hướng lên trợn mắt một cái, tiểu tam tử cùng tước nhi chợt đi qua, lẩm bẩm. Diệp Lân cũng là hung hăng gật đầu, đúng, đại ca, người cái này có thể được bổ khuyết ta. Nếu không, ngươi cũng để cho ta tắm rửa một chút đại đạo thánh quang đi. Ta đây không làm chủ, cái này đại đạo không phải ta không có cách nào trưởng khống. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trác Phàm lộ ra cái lực bất tòng tâm biểu lộ, nhưng nhìn đến Diệp Lân cái kia có chút thất lạc biểu lộ về sau. Vừa cười nói, có điều, ta đã cho các ngươi tìm một cái mới bổ khuyết phương pháp, tuyệt đối là người khác vỗ mông ngựa đều không kịp, các ngươi chuyên trúc tu luyện đường tắt. Đó là cái gì? Trước mắt không khỏi sáng lên, ba người cùng nhau kêu lên. Khóe miệng xẹt qua thần bí đường cong, Trác Phàm vung mạnh tay lên, nhưng gặp một đạo hắc khí xẹt qua, hơn 20 đạo nhân ảnh liền bịch bịch địa cuồn cuộn tới đất phía trên, đợi ngẩng đầu lên, lại là những cái kia bị Trác Phàm bắt long tộc con cháu. Chăm chú nhìn bọn họ chốc lát, Diệp Lân trong mắt ba người hiện ra kỳ sắc, bọn họ là ai? Không có để ý trong mắt ba người hồ nghi, Trác Phàm chỉ là chắp tay một cái, nhìn về phía những người kia cười nói, các vị long tộc các bằng hữu, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện, không biết nên xưng hô như thế nào. Long tộc, không khỏi giật mình, Diệp Lân ba người liếc mắt nhìn nhau, kinh hãi không hiểu. Bọn họ vừa trở về. Còn chưa kịp nghe ngóng một tháng trước đại chiến, căn bản không biết long tộc cao thủ lại bị Trác Phàm cho cầm. Bây giờ thấy long tộc người xuất hiện, cảm thấy trừ kinh dị, không hiểu còn có loại cảm giác thân thiết. Đây chính là long tổ long tử long tôn à. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, muốn làm gì được chúng ta? Bỗng nhiên ngẩng đầu đến, trợn lên giận dữ nhìn hướng Trác Phàm, bạch long trưởng lão đã kinh hãi lại kỵ, lôi kéo cuống họng nói, bất quá lão phu cảnh cáo ngươi. Chúng ta nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta long tộc là sẽ không bỏ qua các ngươi. Coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không chặn được ta long vực ngàn vạn cao thủ. Bật cười dao động cái đầu, Trác Phàm trên mặt treo hiền lành nụ cười, lại khom người cúi đầu, vị tiền bối này quá lo, chúng ta không muốn cùng long tộc trở mặt. Huống hồ, nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta là người một nhà mới đúng. Chính mình người, không khỏi sững sờ, mọi người đầy đầu mê hoặc. Chúng ta là rồng, các ngươi là người, con mẹ nó ai cùng các ngươi là người một nhà. Thiếu lôi kéo làm quen. Tựa hồ nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm cũng không nói nhiều, vung tay lên, chỉ hướng một bên Diệp Lân nói, Diệp Lân, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, sư phụ ngươi là ai? Các vị long tộc tiền bối, không dối gạt mọi người, gia sư chính là thượng cổ ngũ đại thánh thú một trong, phần thiên long tổ. Cúi người hành lễ, Diệp Lân sắc mặt trịnh trọng. Những long tộc kia cao thủ nghe, thì là giật nảy cả mình cái gì? Cái này sao có thể? Chúng ta long tộc lão tổ tông hắn, sớm đã tại thượng cổ thì vẫn lạc, sao lại thế? Diệp Lân, cho bọn hắn nhìn chứng cứ. Gặp bọn họ còn chưa tin, Trác Phàm khoát tay trận lại nói. Đạm mạc gật gật đầu, Diệp Lân duỗi ra một ngón tay, hô một chút, một túm ngọn lửa màu vàng óng liền đột ngột đến giấy lên.
Chúng long nhãn mắt lắc một cái, cảm thụ lấy cái kia nóng rực ánh vàng, nhất thời có loại thần phục cảm giác. Cái kia ba vị trưởng lão càng là ngăn không được kêu lên, không sai, là long tổ lão nhân ra ông ta phần thiên kim viêm, cùng lưu tại long vực hỏa chủng giống như đúc. Nói như vậy, ngươi thực sự là... Trưởng lão, cái này sẽ không phải cũng là bọn hắn trộm đi. Lúc này, cái kia hai tay thụ thương long tộc con cháu, vội vàng cẩn thận nói. Không khỏi khẽ giật mình, ba vị trưởng lão có chút chần chờ. Nhẹ hừ một tiếng, Diệp Lân cao ngạo nâng lên đầu, sư phụ ta đã nói với ta, thánh thú lực lượng hủy thiên diệt địa, nếu không phải thân truyền, rất dễ dàng nhóm lửa tự thiêu. Nói ta trộm, không biết long vực bên trong, có cái này phần thiên kim viêm hỏa loại, các ngươi có ai có thể luyện hóa? Ách, cái này. Mi mắt lắc một cái, Bạch Long thở dài lấy gật gật đầu, xác thực như thế, trong long tộc từng có một vị nguyên lão, thành công luyện hóa lão tổ kim viêm, thế nhưng là không có qua 2 năm liền bị kim viêm phản phệ chết thảm. Nếu không phải lão tổ tự mình truyền thụ, xác thực rất khó kế thừa cái này một thần hỏa, cho dù là long tộc con cháu cũng giống vậy, càng không nói đến nhân loại. Nói như vậy, hắn thật sự là lão tổ truyền nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Diệp Lân, càng tin tưởng 7-8 phần. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm tiếp tục chỉ Tiểu Tam Tử cùng Tước Nhi hai người nói, không chỉ như vậy, bọn họ theo thứ tự là Kỳ Lân cùng Lôi Hoàng truyền nhân, chính thức thánh thú, cũng không phải là nhân loại, long tổ lão nhân ra ông ta còn tự thân chỉ điểm qua bọn họ. Nói, Trác Phàm cho hai người đánh cái ánh mắt. Hai người minh bạch, lập tức phóng xuất ra chính mình khí thế. Chỉ một thoáng, từng đạo cuồng bạo hồng mang tàn phá bừa bãi toàn bộ thành trì, mãnh liệt tử lôi cũng là lốp bốp trong không khí du đãng. Mọi người gặp này, càng thêm hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được, cái kia cỗ tiên thiên lệnh tha môn tin phục lực lượng, tuy nhiên Tiểu Tam Tử hai người thực lực còn không đuổi kịp bọn họ, nhưng loại này linh thú đẳng cấp tiên thiên cảm giác áp bách, lại là để bọn hắn nhất thời tay chân như nhũn ra, khó có thể có chút lòng kháng cự phát lên. Quả nhiên là thánh thú. Đã kích động đến tột đỉnh, ba vị trưởng lão thân tử run lên, liền mang theo còn lại long tộc con cháu đủ tề bái hạ đến, nghe đồn thượng cổ ngũ đại thánh thú cùng thập đế đồng quy vô tận, không nghĩ tới hôm nay còn có truyền nhân lưu thế. Cứ như vậy, chúng ta linh thú chấn hưng thời gian, lập tức liền muốn tới, ha ha ha. Lời vừa nói ra, bọn người người cũng là kích động hoa chân múa tay, nước mắt chảy ngang. Đường đường long tộc bị thất thánh sơn đè ép thời gian, rốt cục muốn tới đầu a. Chỉ cần hai vị này thánh thú thành thục về sau, vài phút nghiền bình bọn họ a. Trác Phàm thì là ra mặt co lại, không còn gì để nói ấy. Mấy vị long tộc tiền bối a, loại sự tình này các ngươi còn là không nên quá lạc quan tốt. Thế nào, còn có vấn đề gì không? Chúng ta nơi này đã có thánh thú chỗ dựa a, linh thú giới xoay người thời gian, ở trong tầm tay. Nói thì nói như thế, nhưng các ngươi có linh thú, nhân loại bên này còn có đế quân đâu. Đế quân. Chưa phát giác trì trệ, Bạch Long hơi nghi hoặc một chút, thập đế không phải đều chết à, từ đâu tới đế quân? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Trác Phàm sùi cười ra tiếng, người nào nói cho các ngươi bọn họ đều chết, ẩn cư không được a. Dù sao quang ta đụng phải, thì có 5 cái, thánh vực 4 cái, phàm giai 1 cái. Huống hồ, ngũ đại thánh thú, trừ 2 cái này lộ vẻ ngây ngô, còn lại 3 cái còn đang bị nhốt đây. Các ngươi muốn phản kích nhân loại, chỉ sợ ý nghĩa không lớn. Chớ có để đế quân nhìn không được, toàn thể rời núi, cái kia gặp nạn thì là các ngươi. Ngốc trệ, ngây ra như phỗng. Chúng long tộc nghe đến hắn lời nói, đã là triệt để mắt trợn tròn, Bạch Long càng là run rẩy nói, ngươi nói cái gì, thập đế vẫn còn tồn tại. Kia nhân loại chẳng phải là có cái núi dựa lớn sao? Ta là không biết thập đế phải chăng tất cả đều vẫn còn tồn tại. Dù sao lưu xuống không ít. Cười hắc hắc, Trác Phàm tà dị nói. Ra mặt ngăn không được lắc một cái, mọi người lần nữa đắng chát lên, Bạch Long càng là nhịn không được thở dài nói, thật không biết năm đó người nào thả lời đồn, nói thập đế cùng thánh thú đều vẫn diệt, hiện tại không đều sống. À, đúng, ngươi vừa mới nói trừ 2 cái ngây ngô, còn lại 3 cái đều bị giam lại. Vậy chúng ta lão tổ? Không sai, hắn bị giam tại một cái gọi phàm giai địa phương. Sắc mặt nghiêm một chút, Trác Phàm bình tĩnh nói, nghĩ đến các ngươi cần phải nhìn ra, chúng ta thần hồn đều có ngưng tụ long hồn. Mà cái này long hồn ngưng tụ, cần long khí. Các ngươi long tộc nhìn lại chặt như vậy,
nhân loại sao có thể tùy tiện trộm được. Chỉ là long tổ tại phàm giai, chỉ cần tề tụ 10 đầu địa long hồn, liền có thể mở ra thông đạo, dẫn long khí hạ phàm. Dù sao, long tổ là các ngươi long tộc người sáng lập, lấy hắn khí tức đem long khí dẫn dưới, chẳng có gì lạ, đúng không? Không sai gật đầu, giờ này khắc này, mọi người đã là hoàn toàn tin chắc phàm nói, thì ra là thế, nói như vậy, các ngươi đều là phàm giai đến. Cái kia lão tổ lão nhân gia ông ta có khỏe không? Như thế nào đem hắn cứu ra? Các vị yên tâm tâm, long tổ lão nhân gia ông ta hết thảy bình yên vô sự. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Trác Phàm trấn an nói, chỉ là hắn hiện tại không dám tùy tiện hành động, liền phái chúng ta tới trước thánh vực tìm hiểu một chút. Tùy tiện hành động? Đúng vậy a, hắn tuy nhiên đột phá bất phàm giai kết giới, nhưng là đột phá bản thân trói buộc chính mình kết giới, lại là thong dong tự tại. Nhưng là hắn không dám làm như thế, bởi vì hắn kiêng kỵ một người. Người nào? Phàm giai người sáng lập, thiên đế. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng. Sợ hãi cả kinh, Bạch Long không khỏi hét lớn, thập đế đứng đầu, thiên đế. Hắn là phàm giai người sáng lập. Đúng vậy a, cái kia vốn chính là cái lồng giam, giam giữ thánh thú lồng giam. Chỉ là những năm gần đây, thiên đế đối bọn hắn lại không có có động tác gì. Không biết thiên đế chính mình xảy ra chuyện gì. Cho nên long tổ đại nhân ý là, để cho chúng ta trước đến xem, tìm hiểu một chút địch tình. Nếu là thiên đế suy yếu, chính là phản công đại thời cơ tốt. Mà lại, chúng ta cũng có thể tại thánh vực làm một số chuẩn bị, hiệp trợ long tổ bọn họ phá vỡ phàm giai kết giới. Cái gì, nói như vậy, các ngươi là thụ lão tổ cắt cử, đến cứu bọn họ sao? Hai mắt tỏa sáng, Bạch Long nhất thời hưng phấn nói. Trịnh trọng gật đầu, Trác Phàm mặt không đỏ, mà thôi không đỏ, không sai, đây chính là long tổ đại nhân ý tứ, lấy sách hoàn toàn. Hoặc là bất động, muốn động thì nhất định thành công. Cho nên ta mới nói, chúng ta là người một nhà. Chúng ta là long tổ đại nhân phàm giai dựa vào, mà thánh vực dựa vào thì là các ngươi long tộc, không biết các ngươi nguyện ý giúp chúng ta không? Đó là đương nhiên, vì lão tổ làm việc, nghĩa bất dung từ. Hung hăng gật gật đầu. Bạch Long hét lớn lên tiếng, bọn người long tộc cũng là một mặt kiêu ngạo mà dơ lên mặt mũi, mười phần kiên định. Có thể vì lão tổ xuất sinh nhập tử, quả thực thì là mình đời này tối cao vinh dự a. Diệp Lân nhìn lấy đây hết thảy, lại là ngăn không được địa liên tục cười khổ. Những thứ này long tộc tuy nhiên hóa làm hình người, nhưng vẫn là như linh thú giống như đơn thuần a. Thực long tổ sớm liền có thể xông ra kết giới, trở lại thánh vực. Chỉ là vị đại ca kia đối thánh thú nói còn ôm lấy nghi ngờ, mới đi đầu một bước đến dò xét. Cuối cùng hắn chỗ đứng còn là nhân loại lập trường, không hy vọng thánh thú có cơ hội phản kích. Đương nhiên, nếu là cha gia thiên đế thật sự là bọn họ địch nhân chung, cái kia phàm giai cũng sớm đã có phóng thích thánh thú chuẩn bị. Cho nên cuối cùng là không phóng thích thánh thú, vẫn là tại long tổ lúc trước lời nói là thật là giả. Chậm rãi nâng lên một cái tay, đưa đến long tộc trước mặt. Trác Phàm mỉm cười nói, như vậy, chúng ta phải chăng liên thủ đâu? Đâu chỉ liên thủ, tất cả mọi người là lão tổ người, căn bản chính là người một nhà. 3. Một tiếng vang giòn, Bạch Long hung hăng bắt lấy Trác Phàm bàn tay, từ nay về sau, các ngươi có kế hoạch gì, chúng ta long tộc phối hợp, nhất định phải đem lão tổ cứu ra tìm đường sống. Đúng, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm. Long tộc tam phẩm trưởng lão, Bạch Long, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia Bạch Long thật sâu liếc hắn một cái, hung hăng vỗ vỗ hắn lồng ngực, dừng gật đầu không ngừng, thân thể là nhân loại, thể phách thật sự là hiếm thấy cường hãn a, làm sao luyện. Nắm Long tổ phúc, Long lân nhập thể, kim viêm luyện thân. Ồ, khó trách, ha ha ha, càng thêm vững tin thân phận đối phương, Bạch Long ngăn không được cười lớn một tiếng, vui mừng khôn xiết. Dù sao, lão tổ còn sống, còn muốn lập tức quay lại, đây chính là cả tộc chúc mừng sự tình a. Trác Phàm thì là cùng mọi người lại hàn huyên một phen về sau, nhất chỉ Diệp Lân bọn họ lời nói, lần này điều tra nghe ngóng, thậm chí khả năng đối kháng thiên đế, chúng ta cần càng lớn lực lượng. Mời Bạch trưởng lão đem bọn hắn mang về Long Vực, lấy làm dẫn tiến. Đến một lần làm cho chúng ta song phương liên thủ đại biểu, thứ hai cũng có thể triệu tập nhiều người hơn lập tức. Dù sao, đây chính là hai cái thánh thú cùng long tổ đồ đệ, cần phải tại linh thú giới có rất lớn lực thu hút đi. Đó là tự nhiên, Kỳ Lân chính là tẩu thú chi thủ,
Lôi Hoàng, Côn Bằng quản Nam Bắc Phi Cầm, Hải Ngao trong biển Xưng Vương, Lão Tổ tự thành một mạch. Toàn bộ linh thú giới, cơ bản cầm đầu đến hơn phân nửa, coi là một cỗ dung chuyển toàn bộ thánh vực lực lượng A. Ngăn không được gật đầu, Bạch Long không khỏi một mặt cảm thán, nói thật, từ khi ngũ đại thánh thú vẫn lạc về sau, trừ chúng ta Long tộc là một cái tộc quần, không có giải tán, còn có thể cùng nhân loại cường giả chống lại bên ngoài, còn lại chim bay cá nhảy đều đã tứ tán tách rời. Nhưng lần này khác biệt, có hai vị thiếu chủ hiệu triệu, chúng ta công thất thánh sơn cũng không đáng kể, ha ha ha. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Trác Phàm lộ ra hài lòng nụ cười, cái kia không thể tốt hơn, nhưng là chuyện này muốn bí ẩn, chớ có sớm tiết lộ thiên cơ. Long vực là thánh vực trọng địa, tất cả mọi người nhìn chằm chằm đây, bởi vậy chúng ta lúc mới tới, cũng không có muốn chủ động tìm tới cửa, gây nên địch nhân cảnh giác. Mới nghĩ biện pháp, dẫn chư vị tới này trung tự. Cái kia luyện chế thánh binh Long Lân, chính là Côn Bằng tiền bối ban tặng, nghĩ đến là theo chết vì tai nạn cự trên thân rồng rút ra, mời các ngươi đừng nên trách. Chỗ nào, hết thảy vì lão tổ, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Khẽ cười một tiếng, Long tộc cũng không so đo. Còn có, Kỳ Lân bọn họ hãy còn ngây ngô, chẳng biết lúc nào mới có thể thành thục. Nhưng bây giờ rất có thể tùy thời đại chiến, chúng ta cần thánh thú hoàn toàn thể lực lượng. Không biết linh thú giới. Phải chăng có cái gì nhanh chóng trưởng thành phương pháp? Cái này a, nhẹ nhàng an ủi dâu bạc trắng, Bạch Long trầm ngâm một chút, gật đầu nói, toàn bộ linh thú giới, chỉ có chúng ta Long tộc có thể hóa là thân người, là bởi vì chúng ta có một bảo địa, hóa Long trì. Đó là thượng cổ lúc sau, nhân loại cùng linh thú ngắn ngủi cùng bình thường, Long tổ đại nhân cùng trong nhân loại ảnh đế cộng đồng rèn đúc. Bên trong có chúng ta Long tổ đại nhân nồng đậm tinh khí. Còn có ảnh đế đại đạo tinh diệu. Chúng ta Long tộc con cháu có thể tại trong ao chiếu ra nhân loại bóng người, sau đó tinh khí nội liếm, hóa thành nhân hình. Thể nội lực lượng, cũng sẽ tăng cường mấy lần không thôi. Đương nhiên, thánh thú vốn liền có thể hóa thành hình người, nếu là có thể đi qua hóa Long chỉ lại hóa một lần, đem lão tổ lực lượng rót vào trong lòng, trầm tức nội liếm, làm hội nâng cao một bước. Dù sao, ảnh đế đại đạo kỳ diệu nhất, không ngừng đem người chia làm thân thể cùng linh hồn, còn có bóng dáng một mạch. Đem ảnh bên trong lực lượng phát huy ra, thì có thể phát huy bản thân lớn nhất đại tiềm lực. Cái này hóa Long trì, thật có thể nói là nhân loại đế quân liên thủ với thánh thú một cái tiên phong a. Không sai gật đầu, Trác Phàm bụng mừng rỡ, rất tốt, Diệp Lân các ngươi hiện tại có phúc, có thể hưởng thụ Long tộc bí cảnh ân huệ, đủ để bù đắp các ngươi cái kia một chút xíu thiếu thốn đi. Cười nhạt gật gật đầu. Ba người đều có chút chờ mong. Bạch trưởng lão, còn có Bất lão Tuyền đâu? Lúc này, một tên Long tộc con cháu nhất thời nhỏ giọng nói. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm nhìn về phía hắn, Bất lão Tuyền. Đúng vậy a, Bất lão Tuyền. Thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, Bạch Long lộ ra một tia đắng chát đến, thăm thẳm lên tiếng, Bất lão Tuyền cũng là thượng cổ di lưu, là đồng đế đại nhân tạo ra. Đi vào người có thể vĩnh bảo thanh xuân. Sức sống bắn ra bốn phía, cho dù thiên nhân ngũ suy, cũng là thanh xuân diện mạo. Mà lại, Bất lão Tuyền đối tâm cảnh cũng là có phần có chỗ tốt, có thể khiến người ta tâm cảnh biến ảo khôn lường, quên đi tất cả rườm rà. Nhân loại lúc tu luyện, nếu là ở Bất lão Tuyền trung tu được, thu hoạch to nhất, căn bản sẽ không có bất kỳ khúc mắc cùng tâm ma sinh ra, đối với đế đạo lĩnh hội, cũng là làm ít công to. Mà đối với linh thú tiến hóa, thì là tiến triển cực nhanh. Có cấp 6 linh thú, trực tiếp tiến hóa đến cửu giai khả năng. Cho nên hai vị thánh thú thiếu chủ nếu là có thể đi Bất lão Tuyền tiến giai, coi là thật có khả năng rất nhanh đạt tới thành thục kỳ, khôi phục trước kia thánh thú đỉnh phong. Trước mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm đại hỉ, không chỉ là hai tiểu gia hỏa này bọn họ, chúng ta cũng phải đi ngâm một chút. Chỉ là không biết, Long tộc phải chăng đối với chúng ta mở ra đâu. Ha ha ha, ai, Trác quản gia giễu cợt. Cái này Bất lão Tuyền sớm không phải là chúng ta, còn nói gì mở không thả ra thả. Làm sao? 50 vạn năm trước, Bất lão Tuyền liền bị Thất Thánh Sơn cướp đi. Cười khổ một tiếng, Bạch Long sâu xa nói, hiện tại Bất lão Tuyền bị Thất Thánh Sơn vòng tại trong kết giới, chỉ có Thất Thánh Sơn quan trọng nhân viên, mới có thể đi vào lĩnh hội, mà lại mỗi tòa Thánh Sơn hàng năm thay phiên cương vị công tác, chúng ta cái nào có thể đi vào đi đâu. Có điều. Hiện tại có hai vị thiếu chủ hiệu triệu, chúng ta nếu là có thể tập hợp đủ nhân mã, đem Thất Thánh Sơn người đuổi đi,
cái này Bất Lão Tuyền không lại trở lại trong tay chúng ta sao? Không sai, gật gật đầu, Trác Phàm lộ ra một tia cuồng ngạo chiến ý tốt, mặc kệ thiên đế hắn hiện tại đến tột cùng như thế nào, chúng ta trước cầm xuống Thất Thánh Sơn lại nói, như vậy thì mời chư vị trở về chuẩn bị đi, ta chỗ này tùy thời tiếp ứng. Trác quản ra lời ấy, chính hợp ý ta, ha ha ha. Cung kính ôm một cái quyền, cái kia ba vị trưởng lão cũng là cười lớn một tiếng, trong mắt chiến hỏa bừng bừng dấy lên. Bọn họ Long tộc một mực bị Thất Thánh Sơn chèn ép thù, rốt cục có thể báo. Thất núi hợp nhất, bọn họ thế đơn lực bạc đánh không lại. Nhưng bây giờ có thánh thú chiêu bài, hiệu triệu tất cả linh thú cùng một chỗ tham chiến, Thất Thánh Sơn còn có thể phách lối bao lâu? Hừ hừ. Ngay sau đó, Trác Phàm cùng mọi người lại thương lượng một chút, liền đưa bọn hắn rời đi, Diệp Lân bọn họ thì cùng Long tộc cùng một chỗ trở về, còn Xích Long cái kia cắt ngón tổn thương, vốn là rất khó tiếp hảo, nhưng là Trác Phàm lĩnh hội ảnh đế đại đạo, thần thông tăng nhiều, đúng là lấy ảnh may chi thuật, sửng sốt cho hắn nối liền đi, không khỏi khiến mọi người rất là ngạc nhiên. Không hổ lão tổ người ủy thác, quả nhiên đến. Sau đó, nhìn lấy mọi người rời đi bóng lưng, Trác Phàm rốt cục yên lòng. Bọn họ tại thánh vực chính thức tin được chỗ dựa thành lập, như vậy sau đó liền có thể buông tay đối phó Bát Hoàng, lại không sợ còn lại thế lực cản trở. Cho dù là Thất Thánh Sơn, cũng không có tư cách này. Báo, Ma Hoàng đại nhân, Trác quản ra ngoài điện cầu kiến. Người nào, người nói người nào? Thiên Ma Sơn, uy vũ hùng tráng trong đại sảnh, một tên hắc y vệ sĩ vội vã mà tiến lên quỳ sát. Triệu Thành nghe xong, chưa phát giác kinh hãi. Trong nháy mắt sửng sốt. Chờ hắn nghe ba lần, mới cuối cùng kịp phản ứng, kinh ngạc nói, làm sao có thể, hắn không phải chết tại Minh Hải sao? Sao lại thế, mau mau cho mời. Vâng. Người kia gật đầu một cái, quay người lập tức rời đi. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, Trác Phàm khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nụ cười, dương dương tự đắc xuất hiện tại Triệu Thành trước mặt, khom người cúi đầu, Ma Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp. Gần đây được chứ? Cao, Trác quản gia, người thật không có chết. Song Đồng hơi hơi run run, Triệu Thành cái này mới phản ứng được, không khỏi thoải mái địa cười lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng đi vào Trác Phàm trước mặt, vỗ bả vai hắn nói quá tốt, bản hoàng trợ thủ đắc lực lại trở về. Ngươi là không biết a, lúc đó tận mắt ngươi chết thảm, bản hoàng tâm đến cỡ nào thương tiếc, mấy tháng nay cũng là trắng đêm khó ngủ, yêu mến không thôi. Bình tĩnh nhìn lấy hắn, Trác Phàm cảm thấy một trận cười lạnh, nhưng vẫn là nhẹ khẽ gật đầu một cái, cười nói, làm phiền đại nhân lo lắng, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Đúng, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào chạy thoát. Trong mắt mang theo hồ nghi, Triệu Thành vội vàng tiếp tục nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm sớm có lý do, đại nhân có chỗ không biết, Minh Đế chính là thượng cổ đại năng, sao lại cùng ta đám tiểu bối tính toán. Tất cả mọi thứ. Chỉ là lão nhân gia ông ta khảo nghiệm thôi, nếu thật có thể không sợ sinh tử, hắn cũng liền đem chúng ta yên ổn thả lại, cũng sẽ không làm khó bao nhiêu. Thì ra là thế, đây thật là trong bất hạnh may mắn a. Không sai gật đầu, Triệu Thành thở dài một tiếng, nhưng là rất nhanh liền lại hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nói a, Trác quản gia, ngươi. Ngươi cái này tu vi làm sao bỗng nhiên biến thành tụ khí tam trọng. Vốn là ngươi đoán cốt cảnh liền đã rất ủy khuất. Thế nào còn không tiến ngược lại thụt lùi đâu. Nghe được lời này, Trác Phàm cảm thấy cười thầm, lần này hắn có thể một hơi lui nhiều như vậy, cao hứng còn không kịp đây. Đại thể cũng là hắn tại lĩnh hội tứ đế đại đạo lúc, tâm cảnh lại có đột nhiên tăng mạnh tiến triển đi. Bất quá mặt ngoài, Trác Phàm nhưng như cũ lộ ra cười khổ, thực không dám giấu giếm, lần này Minh Hải chuyến đi, tại hạ tuy may mắn thông qua Minh Đế khảo nghiệm, nhưng dù sao thực lực quá yếu, thụ minh khí cảm nhiễm. Tu vi chịu ảnh hưởng. Ai, không đề cập tới cũng được. Trác quản gia thật sự là vất vả a. Than nhẹ một tiếng, Triệu Thành tựa hồ cũng đầy tâm đồng tình, nhưng vẫn là thăm dò tính mà hỏi thăm có điều. Minh Đế đã có tâm thả ngươi trở về, hẳn là 10 phần thưởng thức Trác quản gia mới đúng. Đối ở hiện tại ngươi loại tình huống này, không có một chút bổ cứu sao? Thật sâu liếc hắn một cái, Trác Phàm tâm lý biết hắn ý tứ. Không phải liền là tìm hiểu chính mình lần này theo Minh Hải mò đến chỗ tốt gì không có, muốn kiếm một chén canh sao? Vừa vặn, Trác Phàm tại sao phải sợ hắn không đề cập tới đây, kể từ đó, liền thuận nước đẩy thuyền, cười cười nói, đại nhân thật đúng là liệu sự như thần a,
gần trước Minh Đế đại nhân thật đúng là ban thưởng một phần công pháp cho ta. Hả, đó là cái gì? Trong tay ánh sáng lóe lên, Trác Phàm liền xuất ra một đạo ngọc giản đến, phần này âm minh quyết, chính là Minh Đế đại nhân tặng cho, để mà cứu chữa ta cái này tu vi lùi lại tình huống. Nói là có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, không ra tháng 3, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tiếp tục tu luyện, tiến triển càng nhanh, không ngoài 10 năm nửa năm, tu vi có thể cùng thường nhân không khác. Hả, thần kỳ như thế. Trước mắt chưa phát giác sáng lên, Triệu Thành vội vàng đoạt lấy ngọc giản kia, liền cẩn thận xem xét xem ra, không có chút nào ý thức được, cái này là người khác đổ vật, còn là thủ hạ mình cứu mạng chi vật. Hắn cách làm này, quả thực cùng thổ phỉ không khác. Thế nhưng là không có cách, đế cảnh cao thủ bảo vật, xác thực quá hấp dẫn người, không phải do hắn tại như thế dụ hoặc phía dưới, còn mang theo cái kia giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Mà lại đối với điểm này, Trác Phàm cũng không để ý, dù sao cái này vốn là chuẩn bị cho hắn. Hóa người khác công lực, vì bản thân tất cả, hút người khác tu vi, vì chính mình tu vi. T. Chỉ là nhìn thấy công pháp bắt đầu câu đầu tiên, Triệu Thành liền ngăn không được hít sâu một hơi, một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm cái này. Cái này đế cảnh cao thủ ban tặng công pháp, quả nhiên cường hãn, liền loại sự tình này cũng có thể làm đến. Đúng vậy a. Hoặc là nói thế nào là học cấp tốc pháp đây, ha ha ha. Cười nhẹ gật gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, chỉ tiếc tại hạ tu vi quá thấp, có thể hút có hạn, mỗi ngày hút một cái tụ khí cảnh thì là cực hạn. Hơn nữa còn không dám để người ta biết, cái này muốn là truyền đi, ta lại biến thành công địch. Ngài cũng cần phải hiểu được, thứ này nguy hiểm. Liên tục không ngừng gật đầu, Triệu Thành một mặt hưng phấn không hiểu, đúng vậy a, rất nguy hiểm, ha ha ha. Thế nhưng là, nguy hiểm như vậy đồ vật, ngươi làm sao lại dám như thế đường hoàng ở trước mặt ta lấy ra đâu? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta độc chiếm công pháp này, lại giết ngươi diệt khẩu? Trác quản gia, lấy ngươi trí tuệ không đến mức phạm dạng này sai lầm cấp thấp đi. Ngay sau đó, Triệu Thành lại chăm chú nhìn Trác Phàm không thả, trong mắt chớp động lên nói đạo tinh quang. Tuy nhiên hắn đối công pháp này rất si mê, nhưng luôn luôn cẩn thận hắn. Còn không có bị trong chớp nhoáng này đi vào hạnh phúc choáng váng đầu óc, trong lòng luôn luôn băng lấy một cái cảnh giác dây cung. Khóe miệng xẹt qua thần bí nụ cười, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, đại nhân nói không sai, thứ này tính nguy hiểm không chỉ là đối với người khác, đối với mình cũng giống vậy. Cho nên, ta mới muốn cùng đại nhân cùng một chỗ chia sẻ. Bây giờ ta cần thiết tài liệu luyện công cũng không nhiều, nhưng là theo tu vi tăng lên, nhu cầu sẽ càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng muốn càng ngày càng cao. Bằng sức một mình ta, chỉ sợ rất dễ dàng bại lộ, cho nên đến lúc đó liền cần muốn đại nhân hiệp trợ. Nói có đạo lý. Ánh mắt khẽ híp một cái, Triệu Thành lại nhìn ngọc giản kia liếc một chút, âm thầm gật đầu. Hắn biết Trác Phàm trong miệng nói tài liệu là cái gì, cũng minh bạch đây là một cái bao nhiêu nhận người hận công pháp, một khi truyền ra sợ rằng sẽ trở thành đầu sóng ngọn gió. Nhưng là đồng dạng, chỗ có chiếm được công pháp này người, đoán chừng đều khó mà chống cự nó dụ hoặc. Thực lực cấp tốc tăng lên, đây cũng không phải bình thường người hoặc vật có thể làm được, chỉ cần công pháp này có thể. Không hổ là đế cảnh ban tặng bảo vật a, khiến người ta yêu thích không buông tay. Nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản kia, Triệu Thành như là như nói mê, thì thào lên tiếng, sau đó vừa hung ác nhìn chăm chú về phía Trác Phàm, trong mắt lóe lên một đạo trần trụi sát ý, Trác quản gia sở thuyết câu câu đều có lý, người luyện công luyện đến hậu kỳ, muốn không bị người phát hiện tiếp tục tu luyện. Không có bản hoàng yểm hộ, là vạn vạn làm không được. Thế nhưng là, hiện tại công pháp đã tại ta trên tay, ta vì cái gì còn muốn hợp tác với ngươi tu luyện. Dù sao sự kiện này, biết người càng ít càng tốt. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, Triệu Thành toàn thân khí thế đã là bỗng nhiên phát ra, cái kia cuồn cuộn sát ý càng là tản ra lạnh lẽo hàn khí, dường như lập tức liền muốn đem Trác Phàm giết người diệt khẩu giống như. Nhưng là đối với đây hết thảy. Trác Phàm vẫn như cũ lòng tin 10 phần, không để bụng, ma hoàng đại nhân, ta nếu là ngươi, liền không biết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời này của ngươi ý gì? Ma hoàng đại nhân, ngươi muốn luyện công, cần tài liệu so ta hơn rất nhiều. Bằng ngươi một người xuất thủ tìm kiếm, lại có thể tìm được nhiều ít. Sau cùng, còn không phải phải có người giúp ngươi tìm kiếm. Đã như vậy, thì khẳng định sẽ có người biết đây hết thảy. Chẳng lẽ ngươi thì có thể bảo chứng? Đằng sau những cái kia thay ngươi làm việc người, sẽ không bán đứng ngươi. Mi mắt lắc một cái,
Triệu Thành đôi mắt xem xét xung quanh, trên thân khí thế dần dần thu liễm rất nhiều. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, đã dạng này, đại nhân nếu là tin được ta lời nói, ta ra mặt thay đại nhân thu thập tài liệu, vừa vặn ta cũng là tu luyện giả, cùng đại nhân đồng dạng đồng phạm, sự kiện này bại lộ đối với ta cũng có hại mà không lợi, chúng ta hẳn là có thể đôi bên cùng có lợi. Như thế tới nói, đại nhân cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, giết một cái có thể tin trợ thủ, mà lại tìm một cái không thể tin trợ thủ đi làm nguy hiểm như vậy sự tình đâu. Trác quản gia, thật sâu hút khẩu khí, Triệu Thành nhìn lấy hắn song đồng hung hăng run run, lại thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến, thở dài, người thật đúng là suy nghĩ chu toàn a, ta đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do, ra tay với ngươi. Người tới, tại, hét lớn một tiếng, bên ngoài cửa liền có người áo đen vội vã chạy vào, khom người cúi đầu, ma hoàng đại nhân có chuyện gì phân phó. Từ hôm nay trở đi, bao quát thiên ma sơn ở bên trong. Ta ma hoàng quản lý toàn bộ lĩnh vực, đều giao cho Trác quản gia quản lý. Hắn ra lệnh, cũng là bản hoàng mệnh lệnh, thông báo toàn vực, không được sai sót. Ách, cái này, không khỏi sững sờ, người kia có chút chần chờ. Đem tất cả mọi thứ sự vụ đều giao cho Trác Phàm, cái kia cùng đem ma hoàng chi vị truyền cho hắn khác nhau ở chỗ nào, vạn nhất hắn liên hợp hắn người tạo phản đâu. Mà lại, Trác Phàm mệnh lệnh liền đại biểu ma hoàng lời nói. Vậy chân chính ma hoàng đại nhân muốn làm gì? Gặp hắn còn trần chờ bất động, Triệu Thành cũng nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, quát to, lão tử muốn bế quan, nghe rõ sao? Tại xuất quan trước đó, Trác quản gia thì đại biểu ta. Ừ, thì ra là thế. Vâng. Lại cúi đầu thân thể, người kia vội vàng đi xuống thông báo. Nhìn lấy hắn bóng lưng dần dần biến mất, Triệu Thành lại nhìn về phía Trác Phàm cái kia lạnh nhạt sắc mặt. Cười ta nói, Trác quản gia, như vậy bản hoàng tài liệu luyện công, thì giao tất cả cho ngươi. Tại ta ma hoàng quản lý phạm vi, hết thảy thế lực điều động, đều từ ngươi xử trí. Chúng ta bây giờ là chân chính trên một cái thuyền người, sự kiện này bại lộ, ai cũng không có quả ngon để ăn, ngươi nhưng muốn dùng tâm làm, không muốn. Tối thiểu là thời gian ngắn đừng cho ngoại nhân phát hiện, hiểu chưa? Yên tâm đi đại nhân, ta cũng muốn bằng này tu luyện. Hơn 30 năm. Ta cũng không muốn lại để cho người khác nói ta là phế vật, ha ha ha. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm cười lành lạnh ra. Thật sâu liếc hắn một cái, Triệu Thành cũng là lộ ra gian trá nụ cười, Trác quản gia, ai dám nói ngươi là phế vật a? Chỉ bằng ngươi dạng này đảm lược cùng tài trí, nếu là thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, thật không dám tưởng tượng, hội đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ đến lúc đó, ta đều muốn kiêng kỵ ngươi. Đại nhân quá khen, tại hạ sợ hãi. Lại thật sâu cúi đầu, Trác Phàm thản nhiên nói. Liếc mắt liếc một cái hắn, Triệu Thành trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, sau đó cười lớn một tiếng, không hề nói gì, quay người rời đi. Hừ, cái này Trác Phàm, thật đúng là lợi hại, bắt người bảy tấc thật là chuẩn. Nhưng chính là vì thế, đợi lão tử thực lực lớn thành, không còn sợ hãi những cái kia thánh sơn cao thủ về sau, nhất định trước tiên đem tiểu tử này diệt trừ, quá nguy hiểm. Đến mức hiện tại, năng lực mạnh như thế thủ hạ, vẫn là trước thật tốt sử dụng đi. Đã không kịp chờ đợi muốn luyện công, Triệu Thành chiêu mấy cái thiên ma sơn vào tay dưới, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào mật thất, nhưng nghe mấy cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền trong nháy mắt không có sinh sống chảy ra. Trác Phàm ở bên ngoài nhìn lấy, cười lạnh, quay người rời đi. Chờ mặc quá hậu viện, theo đại sảnh lần nữa đi ra về sau, toàn bộ thiên ma sơn một mảnh đen kịt. Đã là đột ngột đến quỳ mọp xuống, so với thường ngày càng thêm thành kính cao uống, tham kiến Trác quản gia, chúc Trác quản gia tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Vừa mới bất quá một phút thời điểm, thiên ma sơn tất cả mọi người đã là đều biết Trác Phàm thay ma hoàng quyền lực tin tức, trong khoảnh khắc, một cái thiên ma sơn 12 ma vệ đứng đầu, biến thành nơi này chính thức thái tử gia. Hoàng đế không tại, thái tử lộng quyền. Một đám người rất thức thời chỗ, liền toàn cũng bắt đầu a rua lên. Nhìn lấy phía dưới hết thảy, Trác Phàm không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, ta theo nắm giữ hết thảy đến mất đi tất cả, bất quá trong nháy mắt. Nhưng theo không có gì cả, đến lần nữa nắm giữ nơi này hết thảy, lại trọn vẹn hoa trên trăm năm, ha ha ha. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm bỗng dưng trong mắt tinh mang lóe lên, hung hăng vung tay lên nói, truyền ta ra lệnh, từ hôm nay trở đi, ma hoàng lĩnh vực mỗi cái thành trì, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, sau 3 tháng, khai chiến.
Vâng. Hét lớn một tiếng, mọi người cùng kêu lên to rõ. Kết quả là, tại Trác Phàm nắm quyền lớn về sau, đối Ma Hoàng chỗ có thủ hạ thành trì đều tiến hành chỉnh đốn và cải cách, Lạc gia cao tầng nhất từng cái được an bài tại mỗi cái khu vực phủ đầu lĩnh. Bởi vì cao thủ đông đảo, cường giả đông đảo, tại Triệu Thành hoàn toàn không biết tình huống dưới, Lạc gia khống chế mỗi một đầu địa đầu xà, cũng là lạ thường được nhanh. Dù sao, Ma Hoàng trong lĩnh vực thủ hạ, người cầm đầu nhiều lắm là cũng là hoàng giai ban đầu hậu kỳ cao thủ, nhưng Lạc gia quang đỉnh phong cao thủ thì có một món lớn, biến thái cấp cũng có 10 cái. Cái này soạt một đám phong trào lên đi, nhất thời liền đem những cái kia tự cho là đúng địa đầu xà chấn choáng, ngoan ngoãn giao ra hành chính đại quyền. Cứ như vậy, 3 tháng rất nhanh liền đi qua, Ma Hoàng lĩnh vực thực quyền, đã là hoàn toàn bị Trác Phàm trưởng khống. Cho dù hiện tại Triệu Thành xuất quan, muốn cầm lại, cũng là không thể nào. Trác Phàm theo Triệu Thành trong tay, bí mật đoạt quyền mục đích đã đạt tới. Giờ này khắc này, nếu là Triệu Thành biết đây hết thảy lời nói, đoán chừng đều muốn khóc chết. Hắn làm sao lại nghĩ đến, Lạc gia hội ẩn tàng lớn như vậy thực lực, tùy tiện liền có thể đem hắn mất quyền lực. Sớm biết như thế lời nói, hắn đánh chết cũng sẽ không đem quyền lực tùy tiện giao cho Trác Phàm trên tay. Dù nói thế nào, tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ cần hắn Ma Hoàng thực lực vẫn còn, vô luận lúc nào đều được nhiều người ủng hộ. Không có hắn Ma Hoàng hiệu triệu, Trác Phàm cái này thay Ma Hoàng cũng là cọng lông, cho nên hắn làm sao có thể tùy tiện thay thế địa vị mình. Chỉ tiếc thực lực cái đồ chơi này, hoàn toàn là Trác Phàm một đám tuyệt đối không thiếu đồ vật. Trác quản gia, bây giờ chúng ta đã đem Triệu Thành thủ hạ tất cả thế lực bắt được, có thể hoàn toàn giết chết hắn, thuộc hạ tuyệt đối không dám nháo sự. Một gian trong đại sảnh, Lệ Kinh Thiên hướng Trác Phàm khom người cúi đầu, bẩm báo lấy cái này tháng 3 chiến tích. Trác Phàm trong mắt lóe nói đạo tinh mang, lại là chậm rãi lắc đầu, cười nói, còn không vội, tiểu tử này còn hữu dụng. Đúng, cho hắn đưa qua tài liệu luyện công, đưa đến sao? Đưa đến, nhưng là hắn còn ngại không đủ, không ngừng thúc giục ngài đâu. Như thế chỉ vì cái trước mắt, hút không chết hắn, hừ hừ. Cười lạnh, Trác Phàm nhìn về phía ngoài phòng nơi xa, thì thào lên tiếng, thời điểm không sai biệt lắm, phát binh đi. Truyền ta ra lệnh, Quỷ Hoàng, Ưng Hoàng hai người từng lấn ta Ma Hoàng lĩnh vực không người, lần này chúng ta muốn hướng cái này Nhị Hoàng khởi xướng khiêu chiến, toàn quân xuất động, tiêu diệt bọn họ. Cùng nhau vừa đứng lên, mọi người khom người bái nói, vâng. Khai chiến mệnh lệnh, giống như một tiếng sét, lần nữa tại thánh vực nổ vang. Tại Trác Phàm chỉ huy dưới, Ma Hoàng đại quân như phong lôi chi thế, cấp tốc thiểm kích Ưng Hoàng Quỷ Hoàng hai người. Bọn họ còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền bị đánh trở tay không kịp, ngắn ngủi 3 ngày, 10 tòa thành chỉ bị hủy. Trong thành người, đều bị sát hại, bị đồ thành tai ương. Ma Hoàng đại quân, không hổ là cái ma tự, thủ đoạn rất cay, khiến thế nhân hoảng sợ. Đáng chết Triệu Thành. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, Ưng Hoàng hung hăng vỗ bàn, mắng. Vừa ổn định không có 2 ngày, lại tới khai chiến. Mấu chốt là, tiểu tử này lần trước quá không phải đồ chơi, khuyến khích chúng ta cùng Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng đánh cho lưỡng bại câu thương, chính mình bình chân như vậy. Bây giờ chúng ta còn không có khôi phục nguyên khí, hắn đổ lại đánh tới, coi là thật rất xảo trá a. Một bên Quỷ Hoàng nghe, cũng là mi mắt sâu nhăn, ngăn không được gật đầu, hắn quỷ lừa chúng ta còn có thể ứng phó, sợ là sợ còn có người so với hắn càng giảo quyệt. Đây mới là phiền toái nhất. Người nào? Không khỏi sững sờ, Ưng Hoàng quay đầu liếc hắn một cái, nhưng ngay lúc đó liền bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, người nói là. Cái kia hắn mới lên cấp tay trái tay phải, Trác Phàm. Khuôn mặt nặng nề thở dài, Quỷ Hoàng sâu xa nói, Ưng Hoàng, không biết ngươi phát hiện không có, Triệu Thành trước kia tuy nhiên gian trá, nhưng là cái cẩu thả người, dễ giận dễ dàng kích. Nhưng từ lần trước đại chiến đến bây giờ song phương khai chiến nữa. Tất cả mưu đồ lại là thận trọng từng bước, tinh tế tỉ mỉ địa làm cho người giận sôi. Chúng ta tựa hồ cũng là giật dây tượng gỗ từ người kia đủ kiểu đùa bỡn. Lời ấy sao giảng? Người suy nghĩ một chút, lần này Ma Hoàng vì sao dám đồng thời cùng chúng ta khai chiến? Không cũng là bởi vì hắn lần trước giữ lại thực lực sao? Nhưng hắn lần trước lại như thế nào giữ lại thực lực? Không phải liền là thỉnh cầu Diễm Hoàng cùng Kiếm Hoàng hai người cùng chúng ta đánh nhau chết sống sao? Mà Bát Hoàng luôn luôn tinh mẫn, tùy tiện không trộn rộn không quan hệ thị phi, có thể lần kia bọn họ làm sao lại vào cuộc đâu.
người nào đem bọn hắn mời đi ra đâu? Trác Phàm, ánh mắt khẽ híp một cái, Ưng Hoàng không sai gật đầu, người này. Lần trước tham kiến thánh giả lúc gặp qua một lần, không có việc gì là không được, nhưng Triệu Thành một mực đem hắn mang theo trên người, tuyệt không phải phàm nhân. Hít một hơi thật sâu, Quỷ Hoàng tiếp tục nói, đúng vậy a, người này lần trước thay Ma Hoàng quấy đục nước, dẫn cho chúng ta đánh cho lưỡng bại câu thương, lần này lại thừa cơ xuất binh. Ta nghe nói, Ma Hoàng đã bế quan, hiện tại tất cả đại quyền đều ở cái này Trác Phàm trong tay, nói cách khác. Khai chiến mệnh lệnh, là cái này Trác Phàm dưới, mà lại hắn tự mình chủ đạo. Rear Map nhìn không được hung hăng run run, Ưng Hoàng lần nữa hung ác đập mặt bàn, mắng to lên tiếng, tốt lớn gan chó, Bát Hoàng chiến thế mà đều dám tùy ý bắt đầu, hắn cũng không sợ gây phiền toái, hừ. Bất đắc dĩ thở dài, Quỷ Hoàng sâu xa nói, đây mới thực sự là đại phách lực, cho dù Ma Hoàng không tại, cũng dám khai chiến, cái này đã không phải một cái phụ tá can đảm, giống như. Hắn mới thật sự là Ma Hoàng một dạng. Cảm thấy lắc một cái, Ưng Hoàng thật sâu liếc hắn một cái, cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, tiểu tử này trừ thực lực bên ngoài, hắn phương diện nào đều đạt tới cấp trên tầng thứ. Vậy chúng ta nên làm cái gì, đi giải quyết tiểu tử này? Liếc mắt liếc một cái hắn, Quỷ Hoàng khẽ gật đầu, lộ ra tà dị tiếu dung. Tại thực lực này vi tôn thế giới A, không có thực lực thì làm không cấp trên, không vì cái gì khác, bởi vì rất dễ dàng bị ám sát, cho dù người khác phương diện đều rất ưu tú, ha ha ha. Một phương diện khác, Thiên Ma Sơn mật thất trước, Trác Phàm khom người ôm một cái quyền, cất cao giọng nói, Ma Hoàng đại nhân, ngài muốn đổ, vật ta đưa cho ngài đến. Ầm ầm, liên tiếp nặng nề tiếng vang vang lên, thạch cửa mở ra, Trác Phàm chậm chậm đi vào. Sau đó cửa đá lại đóng chặt lại. Nhìn lấy cái này quen thuộc địa phương, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua ấm áp, nhưng càng nhiều lại là cười lạnh. Hắn phía trước, ngồi ngay thẳng một cái toàn thân bị hắc khí bao khỏa, nồng đậm không rời nam tử, tóc tai bù xù, mí mắt đen nhánh, trong mắt chỗ sâu, tản ra từng đạo vẻ điên cuồng, lại chính là Triệu Thành không thể nghi ngờ. Bất quá, đi qua cái này hơn 3 tháng luyện công, hắn trên thân lệ khí lại là càng ngày càng nặng. Làm chính mình toàn bộ trên thân đều là một cỗ âm trầm cảm giác, giống như rừng rậm ác lang, tùy thời chuẩn bị bắt được thực vật giống như. Luyện công luyện đến như vậy khu vực, cách điên cuồng cũng không xa a, hừ hừ. Cảm thấy cười lạnh một tiếng, Trác Phàm tiến lên cúi đầu, tham kiến Ma Hoàng đại nhân. Bớt nói nhảm, tài liệu đây, tài liệu luyện công đâu? Hung hăng vung lên cánh tay, Triệu Thành hét lớn một tiếng, miệng to như chậu máu một trương. Lộ ra hưng phấn răng nanh, giống như hung thú. Nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nhưng gặp một đạo thanh sắc ánh sáng mang lóe qua, mấy trăm cỗ bóng người đã là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hai mắt nhắm chặt, bộ ngực chập trùng, hẳn là ngất đi. Mi mắt lắc một cái, Triệu Thành ngạc nhiên nói, làm sao ít như vậy? Mới 532 người, còn lại người đây, người nuốt sao? Đại nhân nói đùa, tại hạ thực lực này, một ngày một cái đều ngại nhiều. Sao có thể tiêu hóa đến nhiều như vậy? Cái kia cái này sao lại thế? Đại nhân khẩu mất tích quá nhiều, nhất định sẽ gây nên người có quyết tâm hoài nghi, càng ngày muốn chất lượng còn cao, chúng ta còn là cẩn thận vì muốn tốt cho phía trên. Mỉm cười, Trác Phàm thản nhiên nói, vừa vặn, hiện tại chúng ta tại cùng Ưng Hoàng cùng Quỷ Hoàng hai người khai chiến tranh sẽ đem hết thảy không hợp lý mất tích toàn bộ san bằng. Chúng ta chỗ đến, ta đều hạ lệnh đồ thành. Thực những cái kia người cũng đã chuyển tới đại nhân nơi này đến luyện công. Thất thần gật đầu, Triệu Thành khen, làm tốt, làm được. A, chúng ta khai chiến sao? Đúng vậy a, vì thu hoạch được càng nhiều tài liệu, chỉ có chiến tranh một đường, mới có thể che giấu tai mắt người, ngài sẽ không trách ta tự tiện chủ trương đi. Khóe miệng xẹt qua tà dị, Trác Phàm yên tĩnh nhìn lấy hắn. Đôi mắt nhẹ nhàng xuyệt híp mắt một chút, Triệu Thành cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhưng vẫn là gật đầu nói, không sao, chỉ cần có thể đưa tới những thứ này tài liệu luyện công, ngươi làm cái gì cũng không đáng kể. Vừa dứt lời, Triệu Thành đột ngột địa vận khởi công pháp, khủng bố hắc khí liền trong nháy mắt tràn ngập hướng những cái kia ngủ say mọi người, đem bọn hắn đoàn đoàn bao khỏa, sau đó hắc khí đảo lưu, trở lại trong cơ thể hắn, nhưng những cái kia người đã là hoàn toàn hóa thành bột phấn, tiêu tán vô tung. Nhìn lấy đây hết thảy, Trác Phàm cười nhạt một tiếng. Quay người rời đi nơi này, nhưng trong mắt lại là vô tận khoái ý. Đứa ngốc a, ngươi không phải vẫn muốn được đến cửu u bí lục sao?
Hiện tại ngươi luyện, chính là cửu u bí lục tinh túy, thiên ma đại hóa quyết. Bất quá đáng tiếc, bên trong có một câu ta cho xóa. Muốn luyện công, tất trước tự phế ban đầu công. Có bản thân mình công pháp phía trước quấy nhiễu, không cách nào thu hoạch được thiên ma đại hóa quyết tinh túy, hải nạp bách xuyên. Mà lại, người luyện công quá nóng này, có thể hút người khác công lực, không có nghĩa là có thể không chừng mực hút. Người A, sớm muộn sẽ bị chính mình tham lam thôn phệ. Đây cũng là năm đó vi sư, không chịu đem bí lục truyền cho ngươi nguyên nhân, nhưng bây giờ. Ha ha, như ngươi mong muốn đi. Triệu Thành toàn bộ thân thể đã là hoàn toàn bị hắc khí quấn quanh, tinh thần cũng là trở nên mê say hoảng hốt. Thế nhưng là hắn vẫn không có phát hiện trong này vấn đề, chỉ vì cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh, để hắn có loại có thể trưởng khống thế giới cảm giác, toàn thân khí thế cũng là tại ngăn không được hướng lên tăng mạnh, rất nhiều đột phá thánh giả khả năng. Thế nhưng là, chính hắn cảm giác tốt đẹp, Trác Phàm lại chỉ có thể cảm thấy cái kia tạp mà không ngưng khí thế. Lực lượng tuy mạnh, lại không tụ hợp. Kể từ đó, năng lượng lại thế nào hút, cũng là lượng biến mà không thể biến chất, không cách nào đột phá thánh giả tầng thứ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm đi ra mật thất, đem thạch cửa đóng lại. Trác quản gia, cái kia thánh giả lại gửi thư tín đến hẹn nói chuyện ngài. Lúc này, sớm đã ở ngoài cửa chờ Trực Lệ Kinh Thiên, vội vàng đi vào trước người hắn, đưa lên một khối ngọc giản. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm cầm qua ngọc giản dò xét, hẹn nói chuyện. Cái nào thánh giả rảnh rỗi như vậy a, ta lúc này mới vừa khai chiến thì hẹn nói chuyện. Nha, lại là cái kia Mạnh Hiểu Phong a, còn tại Đan Hà Tông khu vực. Hừ hừ. Đụng. Trong tay vừa dùng lực, Trác Phàm nhất thời đem ngọc giản trong tay bóp nát, trong mắt tràn đầy tức giận. Nha nha phi, hắn quả nhiên lại đi dây dưa Khuynh Thành. Trác quản gia, ngài có đi hay không gặp a? Đương nhiên đi gặp, tốt xấu là cái thánh giả a. Tối thiểu đến cho người ta cái mặt mũi đúng không? Ngài hiện tại còn dùng cho hắn mặt mũi. Liền Long Thánh Trác quản gia đều có thể tùy tiện hàng phục. Hắn một tên mao đầu tiểu tử, Trác quản gia vài phút bóp chết hắn, không thành vấn đề, ha ha ha. Ẩn ẩn cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên hướng Trác Phàm nhíu nhíu mày. Khóe miệng xẹt qua tà dị, Trác Phàm nhẹ nhàng gật gật đầu, người nói rất có đạo lý, chỉ là một cái Mạnh Hiểu Phong, ta xác thực không có gì sợ, chỉ là... Theo đại cục đến xem, hiện tại còn chưa thích hợp quá sớm bại lộ. Nói thế nào? Mạnh Hiểu Phong một cái thánh giả sơ kỳ, không có gì không nổi. Nhưng phía sau hắn là đệ lục thánh sơn, đệ lục thánh sơn có liên tiếp thất thánh sơn. Chúng ta phái đi cùng Long tộc đàm phán liên thủ người còn không có hồi âm, cho dù Long tộc cùng chúng ta liên thủ, triệu tập còn lại linh thú cũng cần thời gian. Chỗ lấy trước mắt không thích hợp vạch mặt, mà lại... Trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh mang, Trác Phàm cười nói, hiện tại bát hoàng địa bàn còn không có nhất thống đây, cùng Thánh Sơn vạch mặt, chúng ta hội hai mặt thụ địch. Bát hoàng, không khỏi sững sờ, Lệ Kinh Thiên lập tức lột lột cánh tay nói, vậy thì có cái gì, mình lạc ra mỗi cái trưởng lão dẫn đội, quét ngang bọn họ. Cái kia không phải là bại lộ cho Thánh Sơn sao? Nhẹ nhàng gõ gõ hắn chán, Trác Phàm cười nói, mà lại kể từ đó. Cũng sẽ đem bọn hắn hù dọa, làm bọn hắn từ sáng chuyển vào tối, tùy thời trả thù. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đừng quên năm đó kiếm ngôi sao cùng trăm dặm kinh vĩ giáo huấn, ngày sau cùng Thánh Sơn khai chiến, bát hoàng lĩnh vực hẳn là chúng ta phía sau, như không cách nào đem nơi này chế tạo thành thùng sắt một dạng, đến lúc đó có chúng ta phiền phức thời điểm. Không sai địa gật gật đầu, Lệ Kinh Thiên cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, vẫn là Trác quản gia suy nghĩ chu toàn. Như vậy chúng ta liền chờ nhất thống bát hoàng, lại tính toán sau. Đúng vậy a, nhất thống bát hoàng, hơn nữa còn không thể để cho bọn họ phát giác được động tĩnh, lưu lại chuẩn bị ở sau, ha ha ha. Quay đầu nhìn một chút cái kia mật thất, Trác Phàm tà cười một tiếng, thẳng đi ra ngoài, Lệ Kinh Thiên vội vàng đuổi theo. Đồ đệ a, trước kia ngươi hổ thẹn vi sư, lần này thì làm sư một mồi, đem những người kia lừa gạt như trong hũ đi. Siêu siêu siêu. Sau một tháng, ba đạo thân ảnh trên không trung xẹt qua lưu quang, thoáng qua rơi vào một mảnh núi rừng bên trong, lại chính là Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên cùng Thủ Viêm Biển ba người. Dương mắt nhìn về phía trước, Đan Hà Tông ba cái lưu quang chữ vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Hướng hai người đánh thủ thế, Trác Phàm nói khẽ ta đi trước bái phỏng bọn họ, đem cái kia thánh giả cùng lão cô bà ngăn chặn, còn lại người không đủ gây sợ, các ngươi theo kế hoạch hành động. Minh bạch.
khom người liền ôm quyền, hai người trịnh trọng nói. Vội ho một tiếng, Trác Phàm du nhiên địa đi ra ngoài, thế nhưng là mới vừa đi tới trước sơn môn, liền bị một tiếng quát hét lại, sau đó bá 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 mấy cái bóng người đẹp đẽ, nhất thời cản ở trước mặt hắn, người cầm đầu, cũng không phải người quen cũ, Phương Mẫn là ai? U, đại sư tỷ, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Ai là đại sư tỷ ngươi, ngươi cũng xứng. Hừ, hung hăng nguyết hắn một cái, Phương Mẫn trên dưới dò xét một phen, ngạc nhiên nói a, lần này chỉ có ngươi một người tới, không có người bảo hộ sao? Nhún nhún vai, Trác Phàm lộ ra thần bí nụ cười, nhìn ngài lời nói này, lấy ta thân phận bây giờ, có thể không có người bảo hộ sao? Chỉ bất quá từ sáng chuyển vào tối mà thôi, nếu không, ta cho ngươi đem bọn hắn kêu đi ra, không có 4-500, cũng có 180, cái cao thủ, linh vương sơ kỳ ta đều khinh thường phải dùng. Thôi đi, đắc chí, không phải liền là ma hoàng bên người một con chó à, có cái gì tốt khoe khoang. Ngươi đây lời có thể nói sai, chó cũng chia đủ loại khác biệt. Ta có thể thay ma hoàng đại nhân làm việc, ngươi có thể chứ? Nếu ta là thuần chủng tàng ngao, ngươi nhiều lắm là trong đống rác chó đất, không thể so sánh, ha ha ha. Ngươi, da mặt ngăn không được lắc một cái, Phương Mẫn tức giận đến thân thể run rẩy, toàn thân khí thế đại phóng. Cuồn cuộn sát ý ngăn không được hướng Trác Phàm dũng mãnh lao tới. Trác Phàm gặp này, cũng không thèm để ý, chỉ là nhẹ nhàng nói, lần này ta đến Quý Tông, thế nhưng là thánh giả đại nhân mời, ngươi nếu là làm tổn thương ta ngăn trở ta, lầm đại nhân chuyện quan trọng, chỉ sợ liền sư phụ ngươi đều bảo vệ không ngươi đi. Thân thể chấn động, Phương Mẫn từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, hung hăng nguyết hắn một cái, mới nỗ lực đè xuống trong lòng không cam lòng, hung hăng vung tay lên nói, mời. Cái này đúng, đãi khách chi đạo cũng đều không hiểu, ném có thể là các ngươi diễm hoàng người, hắc hắc hắc. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm tại Phương Mẫn cái kia giống như ăn người ánh mắt bên trong, đi vào trong, thỉnh thoảng còn nghe ngóng lấy, đúng, Khuynh Thành đây, nàng làm sao không tới gặp ta. Cười lạnh, Phương Mẫn rốt cuộc tìm được trả thù cơ hội, châm chọc nói, sư muội a, chỉ sợ ngươi đời này không gặp được nàng. Nói thế nào, cảm thấy siết chặt, Trác Phàm chặn lại nói. Khóe miệng xẹt qua chế nhạo, Phương Mẫn cực điểm chế giễu, sư muội nàng bị sư phụ gả cho thánh giả đại nhân, thế nhưng là nha đầu này không biết tốt xấu, hết lần này tới lần khác không đồng ý, còn muốn đào tẩu, bị sư phụ trong cơn giận dữ giam cầm tại Tuyết Lĩnh Sơn Phong, ai đều không thể được gặp. Chỉ đợi thánh giả đại nhân trước khi đi, cùng một chỗ đưa đi là được. Ngươi nói, đợi sư muội đến thánh sơn, ngươi có phải hay không thì vĩnh viễn không gặp được nàng. Ha ha ha. Không sai gật đầu, Trác Phàm trong lòng rõ ràng, tất cả mọi thứ, cũng cùng hắn lường trước địa không sai biệt lắm, không khỏi quay đầu nhìn một chút cách đó không xa cỏ dại chỗ. Chỉ thấy Lệ Kinh Thiên cùng Thù Viêm Biển hai người, ào ào cho hắn so thủ thế, tỏ ra hiểu rõ. Trác Phàm cảm thấy, cũng yên lòng. Trên thực tế, Trác Phàm vừa mới cố ý khích giận Phương Mẫn, chính là muốn bộ nàng lời nói, thừa cơ tìm hiểu Sở Khuynh Thành tình huống bây giờ. Mà nha đầu này tuy nhiên cay nghiệt, nhưng quả thực tâm cơ không có thâm trầm như vậy, cũng là thật tiểu nhân bộ dáng, ngược lại là dễ dàng đối phó được nhiều. Dăm ba câu, liền để nàng đem trong tông môn tất cả bí mật đều nôn lộ ra. Ai, Diễm Hoàng thật sự là dạy cái hảo đồ đệ a. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ, Trác Phàm nhìn về phía Phương Mẫn hài lòng gật đầu. Phương Mẫn thì là không khỏi sững sờ, có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn. Tiểu tử này làm sao, lão nương vừa mới cầm Khuynh Thành kích thích hắn, hắn làm sao một chút phản ứng không có. Đại sư tỷ a, lúc này, Trác Phàm lại thăm thẳm lên tiếng, vì sao Khuynh Thành được đưa đến Thánh Sơn, người cao hứng như vậy đâu. Thánh Sơn làm vì tất cả tu giả tha thiết ước mơ thánh địa, có thể đi tới đó thế nhưng là mong muốn không thể thành a. Lấy ta đối với ngươi làm người giải, ngươi cần phải ghen ghét mới đúng, trong lòng hò hét, vì sao đi Thánh Sơn không phải ta. Mà chính là cái kia nha đầu chết tiệt kia, ta có cái gì so ra kém nàng, dáng người hình dạng tu vi chuyện phòng the. Ách, cái này các ngươi khả năng đều tám lạng nửa cân đúng hay không? Ha ha ha, khó trách, nơi này không có nam nhân a. Phốc phốc phốc, liên tiếp cười khẽ ngăn không được vang lên, còn lại những cái kia đi cùng nữ đệ tử, tất cả đều đỏ bừng hai gò má, che miệng cười khẽ. Phương Mẫn cũng là hung tợn theo dõi hắn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hung hăng chừng những cô gái kia liếc một chút, mới làm cho các nàng đầu co rụt lại,
không còn dám cười. Hừ, ngươi nói không tệ. Không khỏi lộ ra vẻ mất mát, Phương Mẫn thở dài một tiếng, từ nhỏ đến lớn, Sở Khuynh Thành nàng có cái gì so với ta mạnh hơn. Nhưng sư phụ cũng là sủng nàng, cái gì tốt đều cho nàng. Lần này Thánh Sơn Thánh Giả tới đây, kết quả cũng là liếc một chút chọn tới nhà đầu kia, liền mắt cũng không nhìn thẳng ta liếc một chút, chẳng lẽ ta thật kém như vậy sao? Nhà đầu kia thì thật tốt như vậy. Ách, này cũng chưa chắc. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Vậy các ngươi vì sao tất cả đều vây quanh nàng chuyển? Khách quan giảng, ngươi ở đâu phương diện đều mạnh hơn nàng, thì có một chút vỗ mông ngựa đều không kịp. Cái nào điểm? Xuất thân, trong mắt lóe lên một đạo cơ trí, Trác Phàm bình tĩnh nói. Đúng vậy a, bởi vì cái này xuất thân, nàng cũng là Khuynh Thành, cho nên chính mình mới muốn nghĩa vô phản cố bảo hộ nàng. Cũng bởi vì nàng xuất thân, trời sinh mang theo khiến vô số tu giả tha thiết ước mơ đế cảnh đại đạo, cho nên Diễm Hoàng cùng Thánh Sơn cái kia thánh giả, mới đưa tất cả ánh mắt chằm chằm ở trên người nàng. Một cái xuất thân, người nhà coi như phía sau cái mông châm lửa đều đuổi không kịp nàng một hình bóng. Bất quá điểm này, Phương Mẫn lại là nghe được như lọt vào trong sương mù, xuất thân. Nàng không phải liền là cô nhi sao? Bị sư phụ kiếm về nuôi lớn, có cái gì hiển hách xuất thân sao? Hiển hách, tương đương hiển hách. Sắc mặt nghiêm một chút, Trác Phàm một mặt trịnh trọng nói, ta có thể rất có trách nhiệm địa nói cho ngươi, luận xuất thân, ngươi liền nàng một cái ngón chân cũng không sánh nổi, thậm chí sư phụ ngươi cũng không sánh nổi nàng một cọng tóc gáy. Ngươi tin hay không, nàng chỉ cần cùng cái kia Mạnh Hiểu Phong nói một câu, diệt các ngươi Đan Hà Tông, thậm chí bát hoàng tất cả mọi người, tiểu tử kia đều sẽ nghĩa vô phản cố vì nàng đạt thành, thu được nàng cười một tiếng. Làm sao có thể? Đã là hoàn toàn mắt trợn tròn, Phương Mẫn giật nảy cả mình, ngươi nói đùa cái gì, hắn một cái thánh giả, coi như lại sủng chính mình nữ nhân, cũng không có khả năng như thế nuông chiều đi. Bát hoàng tại thánh vực địa vị, tương đương với thánh sơn ở thế tục đại sứ hình tượng, bát hoàng như diệt, thiên hạ đại loạn a. Đây cũng không phải là nuông chiều, mà chính là có đáng giá hay không vấn đề. Khuynh Thành cười một tiếng, thiên hạ cho một mồi lửa lại như thế nào? Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Trác Phàm sâu xa nói, đây chính là nàng xuất thân, Khuynh Quốc Khuynh Thành, điên cuồng thiên hạ, muốn không thế nào là Sở Khuynh Thành đâu. Ha ha ha. Vừa cười, Trác Phàm mọi người đã là đi vào tông môn đại điện bên ngoài. Trác Phàm lộ ra cái thần bí nụ cười, đi vào trong, chỉ để lại Phương Mẫn bọn người vẫn như cũ ngây ngốc địa đứng tại chỗ, không rõ ràng cho lắm, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Chẳng lẽ Khuynh Thành thật có trọng yếu như vậy sao? Nàng đến tột cùng là ai a? Hô! Cuồng phong gào thét, bí mật mang theo đằng đẵng tuyết hoa, phiêu đãng tại bao phủ trong làn áo bạc trên đỉnh núi. Một cái 10 mét vuông trong thạch động, Sở Khuynh Thành nhìn qua bên ngoài cảnh tuyết, chưa phát giác có chút xuất thần, tựa hồ tại tưởng niệm lấy cái gì. Thật lâu, mới ngăn không được thở dài một tiếng, cúi thấp đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Ngoài động, một cái người đẹp hết thời yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở một chương bằng phẳng trên đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, cho dù tuyết hoa khoác thân thể, tựa hồ cũng không có cảm giác gì giống như. Dương mắt phụng trộm nhìn nàng một cái, Sở Khuynh Thành cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, hướng động đi ra ngoài, tới gần cửa, trong tay chậm rãi kết động ấn quyết, sau đó song đồng ngưng tụ, nhất trưởng đánh ra. Đụng, uy danh điếc tai, toàn bộ tuyết phong đều đang không ngừng rung động. Dì rào tuyết hoa cũng tại liên tiếp không ngừng mà hướng phía dưới phủi xuống. Có thể Sở Khuynh Thành thân thể lại là siêu một tiếng, bị phản chấn trở về, rơi xuống mặt đất, sắc mặt không khỏi có chút ửng hồng. Mà cái kia cửa động phương hướng, lại dường như có một cái vô hình vách tường giống như, song ánh sáng lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, lão phụ kia thân thể chấn động, nhất thời liền đem toàn thân tuyết rơi đánh tan. Lộ ra một trương quen thuộc khuôn mặt, lại chính là Mai Tam cô không thể nghi ngờ. Ngẩng đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy không cam lòng Sở Khuynh Thành, Mai Tam cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, hối hận lúc trước, để ngươi xuống núi, vốn có ma luyện chi ý, nhưng lại gặp phải cái kia tiểu ma đầu, mê được ngươi linh hồn nhỏ bé đều không, liền sư trưởng lời nói đều không nghe. Mai sư thúc, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không muốn đi Thánh Sơn. Vì sao? Thánh Sơn tài nguyên tu luyện vô luận chất lượng số lượng, đều là thánh vực đứng đầu, người rất nhiều đồng môn sư tỷ muội ước gì đi. Bây giờ người đến này phúc phận, vẫn còn từ chối,
thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a. Đã các nàng muốn đi, ngươi làm cho các nàng đến liền tốt, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng ta? Hơi hơi ngoác miệng ra đến, Sở Khuynh Thành sắc mặt vẻ giận, lẩm bẩm nói, ta không quan tâm cái gì tài nguyên tu luyện, cũng không quan tâm sau này tu vi có thể đến mức nào, dù sao ta không muốn đi. Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, như là thấy được nàng tâm lý, Mai Tam Cô trong mắt tinh mang nhấp nháy, có phải vẫn là vì tiểu tử kia? Ai, Khuynh Thành, người mới cùng hắn gặp vài lần a, thì như thế hãm sâu bên trong, chẳng lẽ hắn đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược hay sao? Cái này, ta cũng không biết. Ngửa mặt lên trời nhìn xem đám mây trắng tuyết bay tán loạn, Sở Khuynh Thành lộ ra hạnh phúc nụ cười, dù sao từ khi nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta đã cảm thấy giống như đã từng quen biết, mười phần thân cận, muốn vĩnh viễn đi cùng với hắn. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, vô luận cái gì bao lâu, ở nơi nào, cũng không đáng kể. Mai sư thúc, người thì thả ta ra ngoài đi. 3. Bất đắc dĩ khẽ vỗ cái trán, Mai Tam Cô thở dài, liên tục cười khổ, Khuynh Thành a, xem ra ngươi thật sự là bị mê đến không nhẹ a. Đàng hoàng nói cho ngươi a, liên quan ngươi kết giới này, là sư tỷ tự mình bố trí, lấy lão thân công lực thế nhưng là vạn vạn mở không ra. Mà lại, coi như có thể mở ra, lão thân cũng sẽ không làm như thế. Cái này không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì tiểu tử kia. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi là bị thánh giả đại nhân nhìn chúng nữ nhân, ngươi nếu là cùng tiểu tử kia đi, có thể có kết quả gì tốt. Đến lúc đó, thánh giả đại nhân xử trí như thế nào ngươi khó mà nói, nhưng tiểu tử kia cùng toàn bộ Lạc gia xem như chết chắc. Hắn hiện tại tuy nhiên tại ma hoàng thủ hạ lăn lộn phong sinh thủy khởi, nhưng là lại chỗ nào có thể địch nổi thánh sơn uy nghiêm đâu. Ngươi nếu là đi cùng với hắn, hại có thể là một đám người đây này. Ngươi nếu thật ưa thích hắn, sẽ vì hắn suy nghĩ, chứ có tham nhất thời vui thích, giải quyết dứt khoát đi. Sắc mặt nhẹ nhàng lắc một cái, Sở Khuynh Thành mất mát cúi thấp đầu, chốc lát, sinh ra đầy mặt không cam lòng, thế nhưng là loại sự tình này vì sao muốn bị ta đụng phải đâu. Trong tông nhiều như vậy sư tỷ đều so với ta mạnh hơn, cái kia thánh giả mắt mù, nhất định phải tuyển ta. Có lẽ hắn cũng là mắt mù. Ách, sai lầm, câu nói này coi ta không nói, ngươi cũng làm không nghe thấy, ta nói là thánh giả đại nhân khẩu vị đặc biệt, đây là ngươi cơ duyên a. Hung hăng nắm chặt quyền đầu, Sở Khuynh Thành tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là suy nghĩ sau một hồi, lại là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, không cam lòng nhắm mắt lại. Mai Tam Cô gặp này, hài lòng gật đầu, cười cười. Nhà đầu này, cuối cùng hết hy vọng, ha ha ha. Vù vù. Thế mà, đúng lúc này, tiếng xé gió ngột đến vang lên. Mai Tam Cô giật mình, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, một đạo hắc ảnh đã là trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, một phát bắt được nàng cái cổ, nhất thời đem nàng mạnh mạch bắt lấy, toàn thân khí lực, nhất thời trì trệ, lại cũng khó có thể vận hành. Ngay sau đó, khác một đạo hắc ảnh, cơ hồ là đồng thời đi vào phía sau nàng, giơ tay chém xuống, một cái thủ đao, ba một tiếng chém vào nàng cái cổ sau. Mai Tam Cô bỗng dưng thân thể lắc một cái, mắt tối sầm lại, liền vô lực sụi lơ xuống tới, ngã xuống đất ngất đi. Không khỏi quá sợ hãi, Sở Khuynh Thành ngăn không được kêu lên, sư thúc. Sở cô nương, ngài đừng nóng vội, chắc quản gia có bàn giao, chúng ta sẽ không đả thương Đan Hà Tông người một cọng tóc gáy, xin ngài yên tâm. Lúc này, cái kia hai đạo bóng đen xoay người lại là mười phần cung kính hướng Sở Khuynh Thành thi lễ. Mí mắt nhẹ rung hai lần, Sở Khuynh Thành không khỏi mộng các ngươi nói. Các ngươi là Trác quản gia phái tới. Trác Phàm. Không tệ, lão phu Lệ Kinh Thiên, Lạc gia cung phụng, thụ Trác quản gia phân công, chuyên tới để nghĩ cách cứu viện cô nương. Lão phu Thủ Viêm Biển, cũng là Lạc gia cung phụng, cô nương lễ độ. Hai cái lão đầu hướng về Sở Khuynh Thành lần nữa trịnh trọng ôm một cái quyền, trên mặt lộ ra hiền lành ý cười. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, riêng là Lệ Kinh Thiên, Sở Khuynh Thành mới hiểu gật đầu, đúng, ta biết ngươi, chúng ta đang đánh cược thành gặp qua, ngươi cùng sau lưng Trác Phàm. Nói như vậy, thật sự là Trác Phàm để cho các ngươi tới cứu ta. Đúng vậy a. Liếc nhìn nhau, hai người lần nữa cùng kêu lên cười nói. Trên mặt nổi lên kinh hỉ đến, Sở Khuynh Thành kích động tột đỉnh, như vậy hắn làm sao biết ta bị giam lại, là ta đồng môn sư tỷ muội đi báo tin sao? Sở cô nương, ngươi những cái kia đồng môn nào có ý định này? Là Trác quản gia liệu sự như thần,
sớm liền nghĩ đến ngươi sống lại về sau, lệnh sư cùng Thánh Sơn giao dịch hội tiếp tục tiến hành. Có đãi ngộ như thế, cũng là hợp tình lý. Khinh thường bĩu môi, Lệ Kinh Thiên khẽ cười một tiếng nói. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống, Sở Khuynh Thành cảm thấy có chút thất lạc. Nàng đợi sư phụ như thân sinh mẫu thân giống như kính ngưỡng, ai có thể nghĩ sư phụ nàng hội cầm nàng làm giao dịch, đưa cho Thánh Sơn đâu. Vừa nghĩ đến đây, nàng tâm liền đau xót không thôi, vừa mới kích động cùng hưng phấn cũng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Lệ Kinh Thiên hai người lại nhìn lẫn nhau, gặp Sở Khuynh Thành chợt trầm mặc xuống, nghĩ một lát, liền thử dò xét nói, Sở cô nương, làm phiền ngươi lui về phía sau vừa lui, chúng ta bây giờ muốn vận công đánh vỡ kết giới này, chớ có thương tổn ngươi, cái kia chắc quản ra nhưng là muốn trách tội chúng ta. Há, làm phiền. Theo yêu thương bên trong lấy lại tinh thần, Sở Khuynh Thành ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật gật đầu, lui về phía sau hai bước, nhắc nhở, hai vị tiền bối, kết giới này là sư phụ ta đưa bố trí, rất khó mở ra, các ngươi coi chừng bị chấn thương a. Chấn thương. Chuyện cười, mọi người đều là hoàng giai đỉnh phong, trừ Đan Thanh Sinh cái kia mấy cái lão quái vật bên ngoài, mình đồng cấp bên trong sợ qua người nào. Liếc nhìn nhau, hai người từ chối cho ý kiến địa ngửa mặt lên trời cười cười. Sau đó, Thủ Viêm trên biển trước một bước, trong tay liệt diễm oanh giấy lên, quát to, lão lệ, vậy lão nương nhóm dùng là băng phong kết giới, vừa vặn cùng ta thuộc tính tương xung, một mình ta xuất thủ là được, người tại một bên nhìn lấy đi. Vừa dứt lời, Thủ Viêm biển nhất trưởng đẩy ra, oanh một tiếng, một đống lớn đỏ thấm liệt diễm liền trong nháy mắt nện ở cái kia vô hình kết giới phía trên. Ông! Chỉ một thoáng, vô hình kết giới một trận lắc lư, bất quá giây lát thời gian liền đụng một tiếng nổ tung lên, tiêu tán vô tung. Cường hãn nhiệt lưu đột ngột đến xông vào trong động, thẳng nướng đến Sở Khuynh Thành dẻo dai da thịt cũng biến thành nóng rực khô ráo, thậm chí lông tóc đều có chút quan xoắn trình độ. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Thủ Viêm biển rộng lớn kinh hãi, vội vàng thu công, vội vàng đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt bái nói, cô nương thứ tội, vừa mới lão phu dùng sức quá mạnh, không có làm bị thương cô nương đi. Không có. Chậm rãi lắc đầu, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Thủ Viêm biển hai con ngươi lại là phủ đầy ngạc nhiên, tiền bối, ngươi thật lợi hại a. Sư phụ ta đưa bố kết giới, sư thúc nàng đều không giải được, ngươi thế mà trong nháy mắt cởi ra. Cái kia thực lực ngươi, chẳng phải là không thua sư phụ ta. Ngửa mặt lên trời cười cười, Thủ Viêm biển thờ ơ khoát khoát tay, vẻ mặt đắc thắng, cô nương quá khen, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, thực sự tính toán không cái gì, lạc gia so với ta mạnh hơn phần lớn là. Bất quá muốn là cùng lệnh sư những người kia so lời nói, ta thì việc nhân đức không nhường ai, ha ha ha. Nói thật, vừa mới ta là đánh giá quá cao sư phụ ngươi, cho nên phá kết giới này mới dùng ngũ thành lực. Còn kém chút thương tổn cô nương. Trên thực tế, ba phần lực là đủ. Cái gì, người nói người so với ta sư phụ còn lợi hại hơn. Thế nhưng là cái này sao có thể? Sư phụ ta thế nhưng là thánh vực bát hoàng, hoàng giai trong lĩnh vực mạnh nhất tồn tại a. Cảm thấy càng kinh hãi hơn, Sở Khuynh Thành quả thực khó mà tin được Thủ Viêm biển sở thuyết đến tột cùng là khoác lác, vẫn là thật. Mà lại hắn còn nói, lạc gia còn có thật nhiều còn mạnh hơn hắn người. Cái kia lạc gia thực lực chẳng phải là vững vàng ép bát hoàng không thể nghi ngờ à, như thế nào lại đầu nhập vào ma hoàng đâu. Mà lại, trên đời này trừ Thánh Sơn bên ngoài, thật có gia tộc có thể mạnh hơn bát hoàng. Sở Khuynh Thành cảm thấy không hiểu, đã là có chút mộng vòng. Thủ Viêm biển nhếch nhếch miệng, thì muốn tiếp tục khoác lác, cũng là bị một bên Lệ Kinh Thiên nhẹ chạm thử, nhắc nhở, đừng quên trác quản gia giao cho chúng ta nhiệm vụ, cứu người về sau nên đi. Hả? Đúng đúng đúng, cô nương nhanh theo chúng ta đi a, muốn là bỏ lỡ canh giờ, người nhưng là không còn trò vui nhìn. Nói, Thủ Viêm biển cũng là liên tục không ngừng lôi kéo Sở Khuynh Thành một đường chạy chậm. Nhưng rất nhanh, Sở Khuynh Thành lại là dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hơi vung tay, thoát khỏi Thủ Viêm biển, đứng lặng trên mặt đất. Không khỏi sững sờ, hai người nhìn lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy không hiểu, đủ hỏi, cô nương, lại có gì sự tình? Chính các ngươi đi thôi, ta, không đi, trở về nói cho Trác Phàm, chúng ta có duyên mà không có phận. Vì sao? Các ngươi hôm nay mang đi ta, nhất định sẽ cùng Đan Hà Tông trở mặt, thậm chí dẫn tới Thánh Sơn căm thù. Đến lúc đó nếu thật liên lụy các ngươi bị Thánh Sơn diệt tộc, đời ta đều sẽ bất an. Khóe miệng nhẹ nhàng một xẹp, Sở Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy thất lạc bộ dáng, Trác Phàm đoạt giải nhà coi trọng,
trở thành đại quản gia, nhưng không thể bởi vì ta hại Lạc gia cùng hắn a. Các ngươi trở về nói cho hắn biết, không muốn lại tới tìm ta. Riêng là hắn quản gia quyền lực, không cần loạn dùng. Chăm chú nhìn lấy nàng không thả, Lệ Kinh Thiên hai người cảm thấy không sai, nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười, sau đó không nói hai lời, một người một bên dựng lên Sở Khuynh Thành thân thể, thì hướng về phía trước chạy vội ra ngoài. Một tiếng kinh hô, Sở Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, Lệ Kinh Thiên lại là quát to một tiếng nói, Sở cô nương yên tâm, tất cả mọi thứ chắc quản gia đều an bài tốt, chỉ là Thánh Sơn, chúng ta sẽ không đặt tại trong mắt, ha ha ha. Một đường phi nước đại, Lệ Kinh Thiên hai người mang theo Sở Khuynh Thành theo phía dưới núi tuyết đến, lại là cũng không có trực tiếp chạy ra Đan Hà Tông, mà chính là bí mật lặn xuống tông môn đại điện phụ cận. Đúng lúc một đội tuần tra tông môn đệ tử đi qua, Lệ Kinh Thiên không nói hai lời, một cái gào thét tiến lên, trường ảnh tung bay, liền trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động đem hơn 10 người đệ tử đánh ngất đi. Ngươi làm gì? Sở Khuynh Thành thanh âm khàn khàn, thấp giọng chất vấn. Vội vã khoát khoát tay, làm im lặng thu thập, Lệ Kinh Thiên đồng dạng thấp giọng nói, Sở cô nương, các nàng đều không có việc gì, ngươi một hồi tuyệt đối đừng lên tiếng, đi theo ta. Nói, Lệ Kinh Thiên hai người đã là lần nữa mang theo nàng hướng về phía trước kín đáo đi tới, ven đường chạm gác toàn bộ bí mật rút ra. Sở Khuynh Thành nhìn đến kỳ quái, nhưng gặp bọn họ cũng vô hại người, liền cũng tin tưởng bọn họ, tiếp tục theo. Chờ đi vào một cái vắng vẻ chân tường dưới, ba người dán vào tường ngồi chồm hổm ở cửa sổ, lại là chợt nghe đến một thanh âm quen thuộc, Trác quản gia, người đã uống 10 vài chén trà, chúng ta có thể bắt đầu sao? Sư phụ, lông mày nhíu lại, Sở Khuynh Thành nghi ngờ nhìn hai người liếc một chút, hai người lại là cùng nhau đối nàng so im lặng thủ thế, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Mi mắt thật sâu nhíu lại. Sở Khuynh Thành không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu lặng lẽ vào trong nhìn lại, lại chính gặp trong đại sảnh ngồi đấy ba đạo nhân ảnh, Thánh giả Mạnh Hiểu Phong, sư phụ Diễm Hoàng, còn có Ái Lang Trác Phàm. Giờ này khắc này, Trác Phàm ngay tại khẽ chọc lấy bát trà, chậm rãi để xuống. Cũng không kém bao nhiêu đâu, đều đã làm hao mòn nửa canh giờ, nếu không, lại tranh thủ một chút thời gian. Diễm Hoàng đại nhân, quý tông xử nữ trà thật sự là tươi mát thoải mái. Chăm uống không ngại a, ta còn muốn lại đến. Trác quản gia, Thánh giả đại nhân triệu ngươi tới là thương nói chuyện chính sự, không phải thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Sắc mặt âm trầm, Diễm Hoàng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lộ ra nhưng đã bực bội tới cực điểm, lại không một chút kiên nhẫn. Bất quá cái này cũng không trách nàng, vốn là nàng ngay từ đầu cũng là chủ nhà tình nghĩa, cực điểm lễ nghĩa, cực kỳ chiêu đãi. Nhưng Trác Phàm tên này lại là quá bắt bẻ, một hồi ngại trà lạnh. Một hồi ngại trà nóng, một hồi muốn ăn điểm tâm, một hồi muốn đi nhà xí, quả thực cũng là quanh co lòng vòng, lại không hướng chính để phía trên đi. Tất cả mọi người là người có văn hóa, có thân phận cao tầng nhân sĩ, cái gì đều nói cái lễ nghĩa. Chính thức trò chuyện trước, còn không phải khách sáo hai phiên. Có thể là thì là cái này một khách sáo, Trác Phàm lại là làm hao mòn mọi người hơn nửa canh giờ thời gian. Diễm Hoàng hai người mặc dù không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là lần này làm hao mòn, lại là đem bọn hắn tính tình đều làm hao mòn ánh sáng, khó mà tiếp tục giữ vững ngay từ đầu lạnh nhạt cùng ưu nhã. Đụng, đem bát trà hung hăng ngã trên bàn, Trác Phàm cũng giả bộ tức giận, cười lạnh nói, hừ, Diễm Hoàng đại nhân, ngài cũng là như thế đãi khách sao? Khách nhân muốn bát trà có cái gì không thể, chẳng lẽ đây chính là Đan Hà Tông đãi khách chi đạo? Thế nhưng là ngươi đã không phải là muốn một chén, mà chính là 18 bát. Da mặt hung hăng co lại, Mạnh Hiểu Phong cũng có chút không quen nhìn, phẫn nộ quát, mà lại ngươi lấy cớ này, cũng đã dùng 5-6 khắp, có thể hay không đổi điểm mới mẻ. Ngươi loại này kế khích tướng, ngươi không ngại phiền, chúng ta đều ngại phiền, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm rực rỡ cười sờ sờ mặt, ngượng ngùng nói, thế nào, đã dùng như thế nhiều lần sao? Ha ha ha, xin lỗi, ta đối con số không có khái niệm gì. Còn có thể lại đến bát trà sao? Đầy đủ. Đụng một tiếng, hung hăng đập vỗ bàn, Mạnh Hiểu Phong giận dữ, Trác Phàm, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi vô liêm sỉ như vậy người. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, bất quá muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng ngươi lại trì hoãn, cũng chạy không thoát. Hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta rõ. Vì sao vô duyên vô cớ hướng quỷ hoàng hai người làm khó dễ,
đây là ma hoàng ý tứ sao? Thờ ơ nhún nhún vai, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, sự kiện này nguyên nhân gây ra, thánh vực không ai không biết, không người không hay, ngài hỏi Diễm Hoàng đại nhân liền biết tất cả mọi chuyện. Quỷ Hoàng hai người lúc trước thì cùng ma hoàng đại nhân bất hòa, ngay tại khai chiến, nếu không phải lúc đó thánh giả đại nhân xuất hiện ngăn lại lời nói, đoán chừng hiện tại đã phân ra thắng bại. Về sau thánh giả đại nhân cầm Minh Hải địa đồ, cũng coi như công thành lui thân, sau đó chúng ta tư nhân ân oán, đại nhân thì không cần pha trộn bên trong đi. Đây là Thánh Sơn quyết ý, cũng không phải là muốn thương lượng với ngươi, không phải do ngươi hổ nháo, hừ. Lạnh lùng nhìn lấy hắn, Mạnh Hiểu Phong bỗng dưng lắc một cái thân thể, toàn thân khí thế đại phóng, cuồn cuộn sát ý chất chứa ở giữa. Trong mắt hơi híp, Trác Phàm cảm thấy khinh thường bĩu môi, không để bụng. Nếu là lúc trước hắn bão nổi, chính mình còn kỵ hắn ba phần, nhưng bây giờ a, hừ hừ. Diễm Hoàng gặp, thì là vội vàng khoát khoát tay, cho hắn đánh lấy ánh mắt, truyền âm nói, thánh giả đại nhân bất giận, chớ có bởi vì nhỏ mất lớn a. Nếu là hắn tin chết truyền đến Khuynh Thành trong tai, chỉ sợ không dễ thu thập. Muốn là nha đầu kia lại một tự tử, liền càng thêm phiền phức lớn. Mi mắt nhẹ rung, Mạnh Hiểu Phong suy nghĩ nửa ngày. Tạm thời đè xuống trong lòng nộ khí, thu khí thế. Diễm Hoàng thấy một lần, yên lòng, vừa nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, ta biết rõ hiện tại ma hoàng thế lực đều nghe ngươi chỉ huy, Triệu Thành đã bế quan, không để ý tới sự vụ. Ngươi tùy ý thay ma hoàng hướng hai vị bát hoàng làm khó dễ, tuy nhiên can đảm lắm, nhưng ma hoàng sau khi xuất quan chỉ sợ ngươi không tiện bàn giao đi. Cái này không cần đến Diễm Hoàng đại nhân quan tâm, ta làm ra hết thảy đều là vì ma hoàng đại nhân bá nghiệp. Mà lại lần này chiến tranh, cũng là được đến đại nhân cho phép, ngài thì không cần quá trộn lẫn bên trong, ha ha ha. Trác quản gia cái này liền có chút qua sông đoạn cầu. Chưa phát giác suy cười một tiếng, Diễm Hoàng sâu xa nói, bây giờ ma hoàng có thực lực có thể cùng cái kia hai cái lão đầu giao chiến, còn không phải là bởi vì lúc trước ta cùng Kiếm Hoàng hai người làm hao mòn gây nên. Khi đó các ngươi bình chân như vậy, chúng ta lưỡng bại câu thương, bị làm khỉ đùa nghịch, chúng ta thì không so đo. Nhưng bây giờ, ngươi lại không để cho chúng ta trộn lẫn, có chút không chính cống đi. Không có gì không chính cống, lúc trước giao dịch không phải hoàn thành sao? Minh Hải địa đồ đều cho các ngươi còn muốn như thế nào? Hừ, ta không quản các ngươi quá khứ có cái gì ân oán, tóm lại hiện tại không cho phép đánh. Đụng một tiếng, lần nữa hung ác vỗ một cái bàn. Mạnh Hiểu Phong nổi giận nói, đàng hoàng nói cho ngươi, lần này bát hoàng sẽ biến động một chút, Thánh Sơn sẽ có 2-3 tên đệ tử xuống núi, thay thế bát hoàng danh hiệu. Đến tột cùng ai sẽ bị thay thế, còn hai chuyện đây, ngươi bây giờ thì đoạt địa bàn, quá sớm đi. Mi mắt lắc một cái, Trác Phàm ngạc nhiên nói, Thánh Sơn có người đến đỉnh bát hoàng. Không có nói đùa chứ, tuy nhiên bát hoàng là Thánh Sơn đại biểu, nhưng từ trước đến nay là từ Thánh Sơn bên ngoài người tới làm. Dù nói thế nào, bát hoàng là đến từ thánh vực các ngõ ngách, cũng càng giải thánh vực khu vực. Thánh Sơn người một đám thái tử đảng, sống an nhàn sung sướng, sẽ biết thánh vực phía dưới tình hình. Một số địa đầu xà như thế nào giải quyết kinh nghiệm cũng không có, khác gây nên náo động, nhiễu địa toàn bộ thánh vực bất an mới tốt. Cái kia chẳng tốt cho ai cả, bao quát Thánh Sơn cung cấp, chỉ sợ đều hội xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi dám xem thường Thánh Sơn người? Không là xem thường, mà chính là sự thật. Trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, Trác Phàm bình tĩnh nói, thánh vực luôn luôn đều là cường giả vi tôn, nhưng cường giả muốn hình thành thế lực, cũng phải có tổ chức thủ đoạn, biết nên như thế nào lung lạc thủ hạ, dùng hết khả năng, khiến an tâm khai phát tư nguyên. Có thể Thánh Sơn người cao cao tại thượng quen, bọn họ sẽ biết phía dưới vận hành tình huống sao. Khác đến thời điểm lung tung chỉ huy, thánh vực nhiều năm hình thành trật tự bị đánh phá, đây mới thực sự là sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Nghe được lời này, Diễm Hoàng chưa phát giác động dung, Mạnh Hiểu Phong lại là cười lạnh, từ chối cho ý kiến, dưới Thánh Sơn người tới, dưới đáy ai dám lỗ máng. Chúng ta coi như phái chỉ heo tới làm bát hoàng, cũng không ai dám dị nghị. Vậy các ngươi thật đúng là phái chỉ heo sao? Ngươi dám nói xấu Thánh Sơn, muốn chết. Khí thế lần nữa đại phóng, Mạnh Hiểu Phong tức giận đến song đồng đập mạnh. Diễm Hoàng thì là vội vàng lần nữa ngăn cản, sau đó vừa nhìn về phía Trác Phàm, khuyên nhủ Trác quản gia, Thánh Sơn quyết ý, không tới phiên chúng ta làm chủ. Có lẽ Thánh Sơn đệ tử thiên phú dị bẩm,
thật có thể đảm nhiệm bát hoàng chi vị đâu. Bất quá kinh nghiệm mà thôi, thời gian dài, cũng là một phương chư hầu a. Hừ, tại Thánh Sơn nhiều như vậy cao đẳng công pháp và vô số chân quý tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng dưới, còn không đạt được thánh giả tầng thứ, thiên phú có thể tốt ở đâu. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm suy cười một tiếng, coi như làm bát hoàng vị trí, thời gian dài, kinh nghiệm có thể có, nhưng tâm tính là sẽ không thay đổi. Bọn họ tránh thức theo hạ tầng tu tới qua à, bọn họ sẽ nghe người khác đề nghị sao? Một khỏa kiệt ngao tâm, trễ sớm để cho bọn hắn dẫn suốt đại phiền toái tới. Dùng toàn bộ thánh vực náo động, đến bồi dưỡng mấy cái chính mình người, Thánh Sơn thật đúng là có lòng a, hừ hừ. Trác Phàm châm chọc khiêu khích, Mạnh Hiểu Phong chẳng thèm ngó tới, Diễm Hoàng cũng là không phản bác được. Còn có, ngay sau đó, Trác Phàm nhìn về phía Diễm Hoàng tiếp tục nói, Diễm Hoàng đại nhân, bọn họ lần này phái 2-3 cái phía dưới tới lấy thay bát hoàng, lần sau liền sẽ phái càng nhiều, sớm muộn bát hoàng đều bị thay thế. Duy nhất từ hạ tầng tu giả thống trị địa bàn, cũng sẽ toàn đều trở thành những thứ này cao cao tại Thượng Thánh Sơn quản lý phạm vi, tất cả mọi người sẽ không còn đường ra, người cũng giống vậy. Chỉ sợ về sau, thánh giả chỉ có Thánh Sơn ra, người khác lại không bước vào thánh cảnh chi năng, cao tầng cường giả hội đều bị Thánh Sơn lũng đoạn. Khinh thường bĩu môi, Mạnh Hiểu Phong từ chối cho ý kiến, thì tính sao, bây giờ không phải là giống nhau sao? Đương nhiên không như vậy. Hiện tại bát hoàng có một bộ phận tư nguyên tự mình xử lý, lưu tại thánh vực địa phương khác, liền sẽ tạo ra một số nhàn tản thánh giả tới. Nhưng là Thánh Sơn một khi lũng đoạn tất cả tư nguyên, điểm ấy hy vọng đều không có, người để những cái kia sinh ra ở Thánh Sơn bên ngoài tu giả, còn có cái gì đạp vào đỉnh phong hy vọng. Thì nên trách bọn họ ném sai thai, xuất thân không cố gắng. Khóe miệng xẹt qua tà dị, Mạnh Hiểu Phong cười lạnh, tóm lại. Hiện tại bát hoàng ở giữa ân oán bất kể như thế nào, người nào cũng không thể động. Đợi người tiếp thay đến, một lần nữa phân chia khu vực. Tin tức này, rất nhanh hội truyền đến còn lại bát hoàng trong tay, không người nào dám chống lại, bao quát ma hoàng cũng giống vậy, càng không nói đến người cái này tay trái tay phải, hừ hừ. Hung hăng nắm nắm quyền đầu, Trác Phàm trong lòng quyết tâm, trong mắt sát ý cũng là lóe lên liền biến mất. Vốn là hôm nay hắn tới gặp Mạnh Hiểu Phong. Mặc kệ hắn tìm chính mình chuyện gì, đều có khác mục đích. Nhưng bây giờ, đối với Thánh Sơn quyết đoán, hắn là thật giận. Vô luận kiếp trước kiếp này, hắn đều là theo tầng dưới chót nhất từng bước một leo lên trên người, cao ngạo tâm cũng chưa từng có trước bất kỳ ai thấp quá mức, bao quát Thánh Sơn. Bởi vì hắn tin tưởng, sớm muộn có một ngày, hắn có thể vượt qua Thánh Sơn đám kia lão gia hỏa, tuy nhiên hắn tài nguyên tu luyện vỗ mông ngựa không đuổi kịp bọn họ, nhưng hắn có vô tận nỗ lực cùng kiên quyết. Nhưng là cái này quyết ý, lại là sẽ để cho hạ tầng một đám giống hắn người bình thường vĩnh viễn mất đi hy vọng, tư nguyên trưởng khống không nói, đoán chừng đối với những cái kia có hy vọng đột phá thánh giả người, Thánh Sơn sẽ còn tăng cường quản khống, đây mới là đáng sợ nhất. Mọi người hợp thành vì cường giả cơ hội đều không có. Tuy nhiên không biết Thánh Sơn nổi điên làm gì, đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng có thể xác định là, hắn Trác Phàm tuyệt sẽ không để cho ý nghĩ này thực hiện. Xem ra nhất thống bát hoàng thiết tấu, còn phải lại nhanh. Thật sâu hút hai cái, để cho mình bình tĩnh trở lại, Trác Phàm trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Mạnh Hiểu Phong không có liếc hắn một cái, phất phất tay, khinh miệt nói, ngươi trở về nói cho ma hoàng A, để hắn sớm biết tin tức này. Còn có, hắn tốt nhất thay cái trợ thủ, nếu không nhóm đầu tiên bị thay thế bát hoàng, có thể sẽ có tên hắn ở phía trên, ha ha ha. Thánh giả đại nhân. Người đây là muốn nện ta bát cơm à? Chỗ nào, ta chỉ là không thích không nghe lời người. Đã như vậy, đại nhân cũng đừng trách ta cũng làm ra một số khác người sự tình. Khác người. Lông mày nhíu lại, Mạnh Hiểu Phong chế nhạo nhìn về phía Trác Phàm, người uy hiếp ta. Ha ha, người có tư cách gì uy hiếp ta? Nhếch miệng lên, Trác Phàm trong mắt lóe cơ trí tinh mang, đương nhiên là có, ngài đừng quên, Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành. Chố mắt nhìn, Mạnh Hiểu Phong nhìn không được cười lớn một tiếng, người dùng nàng để uy hiếp ta. Tỉnh lại đi, bổn công tử làm sao lại bị một nữ nhân chi phối. Mà lại hiện tại, bổn công tử cũng đang dùng ngươi đến uy hiếp nàng đây. Thực ngươi dạng này tính tình, ba phen mấy bận chống đối tại ta, cho dù là bát hoàng, ta cũng đã sớm bóp chết mấy chục lần, chỗ lấy đối ngươi thủ hạ lưu tình, còn không phải sợ nữ nhân kia biết, muốn chết muốn sống. Đợi ta đem nàng mang đến Thánh Sơn,
tin tức phong bế, ngươi sẽ phải cẩn thận ngươi đầu người, ha ha ha. Nghe được lời này, ngoài tường Sở Khuynh Thành không khỏi quyền đầu siết chặt, đầy mặt nộ khí, tức giận đến quan trọng hàm răng. Nguyên lai tiểu tử này đánh cho là cái chủ ý này, đáng chết, ta kém chút thật tin hắn. Trác Phàm quay đầu xem hắn, cũng là ngăn không được cười rộ lên, thánh giả đại nhân, người đây thì quá coi thường ta. Ta một giới con kiến hôi tu giả, có thể trở thành ma hoàng tay trái tay phải, cũng không phải chỉ bằng vào vận khí. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, hội cầm một nữ nhân cảm tình tới làm thẻ đánh bạc đánh cược sao? Cái kia mạo hiểm quá lớn đi. Thế nào, trừ cái này, ngươi còn có cái gì cầm ra được đồ vật sao? Đương nhiên là có, chính là, khóe miệng lộ ra cái tà dị tiếu dung, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, ngươi vì sao, nhất định muốn được đến Sở Khuynh Thành nguyên nhân. Thân thể lắc một cái, Mạnh Hiểu Phong bỗng dưng trệ ở, sắc mặt cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Diễm Hoàng nghe xong, vội vàng nói, Trác Phàm, ngươi không nên nói lung tung. Thánh giả đại nhân lần này lần thứ nhất rời núi, đi ngang qua Đan Hà Tông, cùng Khuynh Thành mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đây chính là hắn muốn dẫn Khuynh Thành đi nguyên nhân. Đúng vậy a, chỉ đơn giản như vậy, Mạnh Hiểu Phong cũng là chặn lại nói. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nơi này thì ba người chúng ta, nói trắng ra. Nguyên nhân này, chỉ là các ngươi cho ngoại nhân nhìn mà thôi, cứu mục đích, cũng là giấu giếm, che giấu tai mắt người, ẩn tàng các ngươi tránh thức không thể cho ai biết bí mật. Khuynh Thành thân thế,